Nguy cơ, 2. Giờ khắc này đế quân đã là đèn sắp cạn dầu, hóa thành dáng vẻ yêu ma dương nanh múa vuốt, nhìn như dữ tợn khủng bố, nhưng ai cũng biết đã là cung dương hết đà, khó thoát một kiếp. Thả ngươi, thân là bộ phận của ta, dĩ nhiên ngu xuẩn như vậy, thả ngươi đi ra ngoài mất mặt sao? Đế Dạ lạnh lùng cười nói. Vừa nãy ta công kích đám nhân loại kia, bất quá là phô trương thanh thế. Ngươi cho rằng bằng thủ đoạn của ta, nếu như có tâm giết bọn họ, ai có thể trốn được? Mục đích bất quá chính là vì dẫn các ngươi đi ra mà thôi, không nghĩ tới quả nhiên có ngu xuẩn rút lui. Đế quân phẫn nộ gào thét nói. Muốn hấp thu ta, ta thà rằng tự bạo chân ma nguyên, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Hừ, tự bạo, vậy cũng phải có cơ hội này mới được. Đế Dạ trong nháy mắt liền na di qua, một quyền trực tiếp đánh vào trong cơ thể đế quân, đột nhiên lấy ra ma nguyên của hắn, ở dưới ma lực cường đại ràng buộc, sắc mặt đế quân hoàn toàn trắng bệch, mạnh mẽ chống lại không có kết quả, khí tức càng ngày càng yếu. Trong một phương trận doanh, đột nhiên Hạ Dụ Nam nói. Hứa Diễm đại nhân, lần này như thế nào cho phải? Nếu như đế Dạ hấp thu ngốc ma đầu kia, sợ là thực lực tăng gấp mấy lần, đại gia càng sớm mất mạng. Sắc mặt Hứa Diễm vẫn trắng xám, cay đắng lắc đầu nói. Ta đã tiêu hao hết nguyên khí, trong thời gian ngắn là không thể khôi phục, còn có thể có biện pháp gì? Ánh mắt hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Hữu có chủ ý gì không? Hiện tại tất cả mọi người bị thương, mấy người Lý Vân Tiêu mơ hồ trở thành người tâm phúc của mọi người. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia kiên quyết nói. Không bằng hiện tại trốn đi. Thừa dịp đế giả còn chưa hút sạch đối phương, hẳn là không để ý tới chúng ta. Hiện tại không đi liền thật sự triệt để xong đời, chỉ là ma vân kia, nên làm sao phá. Hứa Diễm gật đầu nói. Ta cũng có ý tưởng như vậy, nãy giờ vẫn đang quan sát ma vân, tựa hồ không có gì có thể phá. Thời điểm ta triển khai tiểu thừa thiên tuyệt trận đúng là đánh ra một chỗ hổng, chỉ là hiện tại trận khí bị hủy, ta cũng vô lực triển khai trận pháp này. Mọi người sầu lo. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, mang theo vẻ khổ sở nói. Ma vân này các ngươi không phá ra được, cơ bản là phong cả thiên địa, trừ khi các ngươi có thể chém phá một giới, hoặc là... Ta giúp các ngươi. Ai? Mọi người kinh hãi, toàn thân cảnh giác, theo thanh âm kia nhìn tới, lại là đại ma đế giả, hắn đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa điều tức, khí tức cực kỳ yếu ớt. Ma đầu. Mọi người cả kinh, đồng thời lấy ra binh khí, một niệm tức chiến. Lý Vân Tiêu quát lên. Dừng tay. Hắn nhìn đế giả, đột nhiên cười nói. Ma chủ đại nhân, vinh hạnh giáng lâm. Sắc mặt đế giả tái xanh, uể oải hừ lạnh nói. Đừng vội cười ta, được làm vua thua làm giặc mà thôi, lần này ta xác thực thua. Nhưng hiện tại mọi người là trên một chiếc thuyền, không hợp tác, tất cả mọi người sẽ chết. Bất kể là ta bị phân thân kia hấp thu đi, hay là các ngươi bị hắn giết chết. Đều không phải là các ngươi đồng ý thấy chứ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Xác thực, vậy ngươi làm sao giúp ta phá tan ma vân đây? Đế giả nói. Ta không có sức mạnh giúp các ngươi phá tan ma vân, nhất định phải dựa vào sức mạnh của chính các ngươi, thế nhưng ta lại biết phương pháp phá tan ma vân. Chỉ cần ma vân vừa vỡ, ta cũng có thể thong dong chạy trốn, các ngươi cũng vậy. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy rất tốt. Kính xin báo cho phương pháp phá giải đi, thời gian sợ là không nhiều. Hắn lo lắng liếc mắt nhìn trên bầu trời, khí tức đế quân là càng ngày càng yếu, sợ đã chống đỡ không được bao lâu nữa. Đế giả cũng không phí lời, đứng dậy, lượng lớn chân ma khí tràn vào trong tay, không ngừng biến ảo ra các loại ma ấn, đánh vào mặt đất, bốn phía, bầu trời, ma văn như hồ điệp bay lượn, tất cả đều là cực kỳ rực rỡ. Con người của Lý Vân Tiêu cùng Hứa Diễm đều thu nhỏ lại. Mở to hai mắt nhìn, loại tình hình triển khai quyết ấn này, bọn họ là chưa từng gặp, bản năng thuật luyện sư để bọn họ không chấp một cái chuyên tâm nhìn. Rất nhanh, một hình tròn năng lượng to lớn lấy đế giả làm trung tâm, ở bốn phía ngưng tụ thành, tỏa ra ma khí, chỉ là vô cùng yếu ớt. Đế giả một bên bố trí, một bên giải thích. Ma lực kết giới này của ta cùng ma vân của phân thân là tồn tại đồng dạng, hiện tại ta muốn làm là lấy chính khắc kỳ, nhưng sức mạnh của ta quá yếu. Cần các ngươi đem nguyên lực rót vào trong đó, mới có thể thành sự. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Nguyên lực của chúng ta cùng lực lượng ma nguyên của ngươi tựa hồ mâu thuẫn lẫn nhau ha. Đế giả liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói.
Xác thực là mâu thuẫn, ta cần chính là nguyên lực của các ngươi, để ma lực kết giới chàng của ta hỗn loạn, sau đó kết giới bị phá, để ma vân phá tan một lỗ hổng cũng không phải là việc khó gì. Hứa Diễm nói, thì ra là như vậy rót sức mạnh vào trong đó là càng loạn càng tốt. Đế Giả gật đầu nói, chính là như vậy, nguyên lực của các ngươi xem như là một loại, còn có lực lượng hắc huyết kia xem như là một loại. Ở đây còn có hai tên vũ đế của huyết thần cung, hơi thay đổi sắc mặt, cũng đồng thời gật đầu. Lực lượng hắc huyết vẫn để cho ta đến đi. Một thanh âm hùng hồn vang lên, một vệt ánh sáng màu máu từ xa đến gần hạ xuống, hóa ra bóng người của huyết thần tử, lạnh nhạt nói. Chỉ bất quá ánh mắt hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, tất nhiên không thể bình tĩnh, lạnh giọng nói. Bất quá ta có một điều kiện, là người này nhất định phải cho ta. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đồng thời sầm mặt lại, cảnh giác đứng dậy, bọn họ cùng huyết thần tử từng giao thủ, biết hắn lợi hại. Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh nói. Nếu như nói đây chính là điều kiện của ngươi, như vậy ngươi có thể qua một bên nghỉ ngơi đi. Sắc mặt huyết thần tử hiện ra sát khí, lạnh lùng nói. Như vậy mọi người ai cũng đừng rời đi, ở chỗ này chờ ma đầu giáng lâm đi. Tuy rằng hắn thành công đem ma khí từ trong cơ thể đẩy ra, nhưng mà nguyên khí tổn thất lớn, dưới loại tình thế phức tạp này không muốn cùng Mạc Tiểu Xuyên liều mạng. Chỉ là mất đi huyết thú, hắn thà rằng mọi người câu vong, huống hồ lấy suy đoán của hắn, trên người Lý Vân Tiêu còn có siêu phẩm huyền khí, đây là nguyên nhân trọng yếu hắn quyết không thể bỏ qua. Huyết thần tử kiên quyết không chịu nhượng bộ, để bầu không khí trong phút chốc sốt sáng lên. Hứa Diễm nhíu mày, trong giọng nói mang theo tức giận nhàn nhạt nói. Huyết thần tử, người cùng hắn ân oán tư nhân trong lúc đó, chờ qua kiếp nạn này lại tính toán. Hiện tại là lúc nào, há có thể cho phép ngươi ngang ngược. Sắc mặt huyết thần tử phát lạnh, lạnh lùng nói. Xin lỗi, Hứa Diễm đại nhân, lần này nhất định phải giải quyết ân oán. Người này rất giỏi chạy trốn, nếu như đi ra ngoài, ta thực sự không nắm chặt có thể bắt được hắn. Liền sinh biến số, 1. Vào lúc này, Hứa Diễm cùng người thánh vực đều trọng thương, hắn cũng lười bận tâm bộ mặt. Khuôn mặt Hứa Diễm lộ ra không vui, không nghĩ tới vào lúc này huyết thần tử dám nghịch ý hắn, nhưng hiện tại tất cả mọi người có thương tích tại người, ngược lại là thực lực của hắn mạnh nhất, cũng không thể mạnh mẽ mệnh lệnh, chỉ có thể nói. Đến cùng là ân oán gì? Ta có thể biết một chút hay không? Ngươi cần điều kiện gì, cũng có thể nói. Huyết thần tử lắc đầu nói. Điều kiện gì cũng không được, ta nhất định phải giết hắn. Hứa Diễm giận tím mặt, không nghĩ tới huyết thần tử dĩ nhiên không biết điều như vậy, cả giận nói. Huyết thần tử đại nhân, ngươi thật là cho ta mặt mũi a. Huyết thần tử hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lấp lóe không yên, nếu như triệt để đắc tội thánh vực, mặc dù đạt được Lý Vân Tiêu. Sợ cũng không có trái cây hay gì ăn. Trừ khi là đem huyết thú cùng siêu phẩm huyền khí kia luyện hóa còn tạm được, hắn trầm tư một lúc, nhân tiện nói. Nếu Hứa Diễm đại nhân nói như thế, vậy huyết thần tử ta cũng không có thể ngu xuẩn mất khôn. Được rồi, chờ việc nơi này qua đi lại tính ân oán cá nhân. Huyết thần tử đột nhiên hào phóng đúng là để Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, hắn là biết bí mật huyết thú a, những thứ đó đầy đủ kinh người, đối phương tuyệt đối không thể từ bỏ. Huyết thần tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền bắt đầu đem huyết ô khí rót vào trong ma lực kết giới của đế giả, hai gã huyết thần cung đệ tử khác cũng thuận theo đồng thời xuất thủ. Mọi người cần phải tận lực, đồng tâm hiệp lực qua cửa ải khó. Hứa Diễm cùng ba người may mắn còn sống sót khác của Nguyên Ti, tuy rằng cũng khôi phục chút lực lượng, nhưng trên căn bản xem như là phế nhân, chỉ có thể dành cho đại gia cổ vũ trên tinh thần, nói. Chỉ cần qua kiếp này. Chư vị có thể đến thánh vực tìm ta lĩnh thưởng. Vũ giả còn lại đều liều mạng rót vào nguyên lực của mình, mặc dù Hứa Diễm không hứa hẹn khen thưởng, bọn họ cũng sẽ liều mạng. Bằng không ma vân không phá, chờ đế giả hấp xong đế quân, bọn họ càng là một con đường chết. Đế giả một mặt nghiêm nghị và bình tĩnh, không ngừng đánh ra pháp quyết, dẫn dắt những sức mạnh này ở trong toàn bộ ma lực kết giới vận chuyển. Ma năng, huyết ô, nguyên khí, lực lượng ba màu ở trong kết giới vận chuyển. Kết giới không ngừng mở lớn, tựa hồ muốn tạo ra ma nguyên, ba cỗ sức mạnh kia từ từ dung hợp, hướng về trên người đế giả ở trung tâm hội tụ đi. Bầu trời xa xa, đế giả phát hiện dị dạng, trên mặt lướt qua một tia tức giận, sợ hãi giống một tiếng, liền tăng nhanh hấp thu đế quân, nếu để cho đế giả trốn thoát,
lại muốn đoạt về phải mất một phen công phu. Bên trong trận doanh, tất cả mọi người đang sốt sắng nhìn chăm chú vào kết giới của đế giả, quả nhiên sau khi hấp thu lượng lớn năng lượng, không phụ sự mong đợi của mọi người, dần dần mở ra một đường không gian, để ánh sáng bên ngoài thấu vào, mang theo hy vọng vô cùng vô tận cho mọi người. Quả nhiên mở ra. Đột nhiên thân thể huyết thần tử chấn động, trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, khí tức trên người biến đổi, lúc rót vào lực lượng huyết ô, đồng thời tay trái phân ra một nguồn sức mạnh đánh tới trên người Lý Vân Tiêu, một cái huyết hải mở ra, trong phút chốc ngưng ra một vị vũ đế cấp huyết nô, một cái liền đem Lý Vân Tiêu không hề phòng bị nuốt xuống. A! À, lần kinh biến này làm cho tất cả mọi người chấn động mạnh, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng càng là trong nháy mắt giận dữ, cũng không kịp nhớ duy trì kết giới, hai người lập tức vây công tới. Hứa Diễm cũng giận dữ nói. Huyết thần tử, người nói không giữ lời. Huyết thần tử cười lạnh một tiếng, liền khống chế huyết nô hướng về vệt hào quang trong kết giới kia phóng đi, mình thì sử dụng tới huyết tử, ở trước người nhanh chóng kết ra mấy đạo ấn quyết, nổ hai người Mạc Tiểu Xuyên ra. Ta chưa từng nuốt lời, kết giới này không phải phá tan rồi sao? Sự tình đã xong, tự nhiên nên làm chuyện riêng của ta, Hứa Diễm đại nhân, chư vị, gặp lại rồi. Huyết thần tử cười to không ngớt, cùng huyết nô hướng về tia sáng kia phóng đi, nhưng trong nháy mắt liền biến sắc, phát hiện bị một nguồn sức mạnh vô hình chặn lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm đế giả, cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Đế giả vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, chỉ là khí thế trên người dần dần thay đổi, nơi nào còn có nửa phần dáng vẻ đèn cạn dầu, trong tròng mắt một mảnh tinh quang lấp lóe, trung khí mười phần. Ngươi! Huyết thần tử tâm thần chấn động, sợ hãi nói. Trạng thái của ngươi! Đế giả hơi mở miệng, lạnh giọng nói. Ngươi cái phế vật này, ta vốn là sắp hoàn toàn khôi phục, ngươi dĩ nhiên lâm thời phá hoại nguồn năng lượng vận chuyển, đáng chết a! Chi, cái gì? Ngươi dĩ nhiên là nắm sức mạnh của chúng ta khôi phục mình. Huyết thần tử hoảng hốt, chỉ thấy đế giả giơ lên một tay, trong năm ngón tay hắc mang lóng lánh, mấy đạo kình khí màu đen đánh xuống, ác liệt vô cùng. Nộ, người đáng chết là ngươi a! Huyết thần tử vô cùng phẫn nộ, đột nhiên bốc cháy lên tinh huyết, cùng vũ đế cấp huyết nô kia đồng thời triển khai pháp quyết, kết hợp với nhau đánh ra ngoài. Vô dụng, ở bên trong kết giới này, giống như thế giới của ta, đồng thời sức mạnh đều sẽ. Đế giả nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói. Dập tắt, ầm ầm ầm, vài đạo kình khí màu đen kia trực tiếp đánh vỡ huyết ấn của hắn, đánh vào trong cơ thể huyết nô, tuôn ra đoàn đoàn xương máu. Huyết thần tử kinh hãi, trong kết giới này xác thực có gì đó quái lạ, hắn dưới một đòn liền bị chấn thương, cũng không dám đứng ở trong kết giới nữa, đột nhiên mang theo huyết nô hướng ra ngoài phóng đi. Biến cố bất thình lình này, đừng nói huyết thần tử, tất cả mọi người đều triệt để dại ra, rơi vào một loại cảm giác vô lực chưa từng có. Huyết thần tử lâm thời nuốt lời, bọn họ liền triệt để không có cách, ai biết đế giả càng nham hiểm, từ vừa mới bắt đầu liền bày kế lừa bọn họ. Hứa Diễm tức giận đến cả người phát run run, cả giận nói. Một đám không có tín dụng. Ồ, ta không tín dụng sao? Khóe miệng đế giả hiện ra một nụ cười như hồ, nói. Là các ngươi lý giải sai, mà vân kia xác thực đã ở dưới kết giới của ta bị đánh ra vết nứt. Các ngươi nhìn thấy ánh sáng cũng không phải là ảo giác, xác thực là ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào a. Chỉ bất quá. Hắn lộ ra giảo hoạt, nhe răng khà khà nói. Chỉ bất quá có thể rời đi chỉ có một mình ta mà thôi, tiếc nuối duy nhất chính là không thể 100% khôi phục lực lượng a. Đối với người phá hoại, ta từ trước đến giờ là không keo kiệt nghiêm trị. Trong ánh mắt đế giả lóe lên hàn khí, hai tay kết ấn, kết giới bốn phía lập tức hướng về trong lòng bàn tay hắn cô đọng. Ở lòng bàn tay hóa thành một hắc cầu năng lượng nồng độ cực cao, hướng về phương hướng huyết thần tử phá không mà đi. Liền sinh biến số, 2. Hắc cầu trong nháy mắt vọt ra, ở chớp mắt sau đình trệ trên không trung, bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm. Hắc quang cường đại quét ngang tất cả, ở trên mặt đất không e dè mở ra, kinh thiên động địa. Lần nổ vang này, lập tức dẫn tới đế giả, trận doanh khác hóa thần hải chú ý, đồng thời đưa mắt phóng lại đây. Huyết thần tử cùng đạo huyết nô kia cách nổ tung gần nhất, lập tức thân thể liền nổ phá nát, lượng lớn tinh lực giàn giụa, ma khí càng là trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hoại thân thể của hắn. Huyết nô càng là ở trong nổ trùng trực tiếp dập tắt, nổ đến huyết vụ đầy trời, một ánh hào quang từ bên trong lao ra,
chính là Lý Vân Tiêu, hoàn hảo không chút tổn hại, mang trên mặt từng trận cười gằn, hướng đế giả cười nói. Đa tạ ngươi rồi. Đế giả hừ lạnh một tiếng nói. Ta bất quá là trừng phạt người đoạn kế hoạch của ta mà thôi, còn ngươi, trên người ngươi là có rất nhiều thứ ta muốn, giữ gìn kỹ cho ta. Hắn nói xong liền bước một bước vào trong tia sáng kia, muốn biến mất ở trước mắt mọi người, mà theo đế giả bước vào, vòng sáng cũng đang dần dần thu nhỏ lại, hiển nhiên hắn đã toán được chỉ cho phép một người mình rời đi. Mọi người ở trong ma quang nổ tung, lại có mấy người vẫn lạc, người còn lại tất cả đều tuyệt vọng nhìn, sức mạnh của bọn họ đã bị lấy sạch, lại bị đế giả chấn một đòn, trên căn bản hình như phế nhân, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Cạch, cạch, cạch. Ngay khi đế giả bước ra một cước bước vào tia sáng kia, đột nhiên không trung truyền đến tiếng xiềng xích, tựa hồ ngang trời mà đến. Mọi người chỉ nhìn ra vô số liên ảnh ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện, vứt ra đạo đạo tàn ảnh, cuối cùng vòng quanh đế giả, trong nháy mắt quấn mấy chục vòng mới ngừng lại. Đế giả biến sắc, lạnh giọng nói. Là ngươi. Chỉ thấy không trung chậm rãi đi tới một người, chính là Hành Nguyên, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhàn nhạt nói. Là ta. Đế giả nói. Tại sao? Hắn không hiểu, nếu Hành Nguyên là ma phó truyền nhân, vậy dĩ nhiên hẳn là đối với hắn tận trung mới đúng. Hắn hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngâm tiếng nói. Là phân thân này, ngươi dự định nương nhờ vào hắn. Hành Nguyên khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười nói. Đương nhiên không phải, ta là ta, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định nương nhờ vào bất luận người nào. Sắc mặt hắn dần dần có chút vặn vẹo, lạnh giọng nói. Cho nên ta cấp thiết muốn tìm được ma chủ, đồng thời đem hắn thả ra, chỉ là vì cướp đoạt chân ma nguyên lực của hắn, luyện hóa thân thể của hắn a. Cái gì? Đế giả giận dữ, tuy rằng bọn họ chuẩn bị nhằm vào chính là đế giả, nhưng bọn họ nguyên bản đều là ma chủ đế tách ra, vốn là nhất thể, ý nghĩ của Hành Nguyên để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, quát lên. Ngươi chỉ là hậu nhân ma phó, lại dám phản bội ta. Ta phi. Hành Nguyên trực tiếp phun ra một bãi nước miếng, khinh thường nói. Cái gì ma phó, đó là Diêm Tích, ta bất quá là tu luyện ma công mà thôi. Vô số năm tháng đi qua, sư phụ của ta, sư tổ, thái sư tổ. Không ai không muốn tìm ra ngươi đến luyện hóa a. Ngươi thật cho rằng mình là vạn cổ bất diệt, tồn tại vô địch thiên thu gì sao? Đại ca, thời đại đã thay đổi, hiện tại thiên vũ giới đã không phải thiên vũ giới năm đó rồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói. Cho tới ngươi chỉ là ma đầu này, ở trong mắt nhân loại chúng ta, bất quá chỉ là một người thất bại buồn cười mà thôi. Thiệt thòi ngươi còn tự xưng ma chủ, từ đâu tới cảm giác ưu việt. Đợi ta luyện hóa ngươi, ta liền có thể thành tựu vô thượng chân ma thể, thậm chí tu luyện chân ma pháp tướng của ngươi. Hành Nguyên nói xong, Lâm không bước ra một bước, liền hướng đế giả bị xiềng xích ràng buộc đi đến. Toàn bộ bầu trời một mảnh yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn những thứ này. Hôm nay biến số, đã để bọn họ có chút không biết làm thế nào, nhưng cũng may bọn người Hứa Diễm đã triệt để lực kiệt, không có cơ hội lựa chọn, cũng sẽ không cần lựa chọn, chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Đế giả tức giận dần dần bình ổn lại, trong mắt tuôn ra hàn mang, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể cầm ta sao? Hành Nguyên ngang nhiên nói. Xác thực không chắc chắn, nhưng nếu mất đi cơ hội lần này, sợ không còn lần sau. Ở ngươi cùng vị trên trời kia trong lúc đó làm ra lựa chọn, ta tuyển ngươi. Đế giả tức giận hừ một tiếng nói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, là danh ngôn chân lý vĩnh viễn a. Đã như vậy, trước khi ta rời đi liền nhiều thêm một ma nô, để ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội. Trên người hắn tuôn ra sát khí lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay bấm quyết, một đạo ma nguyên ở lòng bàn tay áp xúc. Sau đó đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phía tách ra, chấn động xiềng xích một trận lắc lư. Ầm, ầm, ầm. Tỏa ảnh bay ngang đầy trời, nhưng nhiễu mà không ngừng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, khóa lại đế giả, ngang qua trời cao. Con người đế giả đột nhiên áp xúc, cả kinh nói. Có thể phong tỏa ma nguyên lực. Trên mặt Hành Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lập lòe tinh mang, hơi có chút kích động nói. Quả nhiên có hiệu quả. Ma chủ đại nhân, xiềng xích này trải qua mấy chục cao thủ nghiên cứu cùng luyện chế, hái sạch thiên hạ kỳ chân dị bảo, tập hợp tâm huyết vô số thế hệ, mãi đến tận ở trong tay sư tổ ta mới triệt để thành hình.
Nó cùng huyền khí phổ thông không khác nhau chút nào, thậm chí còn không bằng huyền khí phổ thông, nhưng chỉ có một điểm chí cường, là có thể niêm phong lại ma nguyên. Hành Nguyên cảm khái thở dài nói. Đáng tiếc sư tổ ta không có vận khí như ta, không thể đợi được ngươi xuất thế liền từ lâu biến thành cho bụi, chỉ có Di Thắng Phong ta mới là thiên mệnh sở quy, mới là người triệt để đạt được chân ma thể, thành tựu một đời ma chủ mới. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, danh tự Di Thắng Phong này tựa hồ hơi quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Giờ khắc này hắn cùng hai đồ đệ đều đang nhanh chóng vận công điều tức, tranh thủ sớm chút khôi phục lại lực lượng đỉnh cao, lấy ứng đối tất cả tình huống sắp sửa phát sinh. Hành Nguyên thấy ma nguyên tỏa có hiệu quả, người cũng gan lớn nhiều lắm, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rơi vào trên một cái xiềng xích lay động, hai tay bắt đầu thi quyết, để xiềng xích ngang qua trời cao không ngừng biến hóa trận hình, hướng về trung gian quấn quanh, quấn ở trên người đế giả, càng xúc càng chặt. Đế giả tùy ý xiềng xích này quấn quanh người, trên mặt hiện ra tức giận, nhưng không có một vẻ bối rối, điều này làm cho Hành Nguyên cực kỳ bất ngờ, thăm dò cười khẩy nói. Ma chủ đại nhân, trước khi chết có cảm tưởng gì? Đế giả một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi không cần thăm dò ta, nếu không phải hôm nay gặp may đúng dịp, có khi ta bị ngươi luyện hóa cũng khó nói. Hắn giơ tay phải lên, bắt đầu vận chuyển ma công. Ma nô tốt nhất, con người của Hành Nguyên co rụt lại, bỗng nhiên cả kinh nói. Cái gì, đây là... Chỉ thấy lòng bàn tay đế giả có hai cỗ màu sắc hồng bạch đang xoay tròn liên tục, giống như một ngân hà, chính là lúc trước hắn hấp thu lực lượng huyết ô cùng nguyên khí. Sức mạnh của ngoại lai ta có thể ma hóa hấp thu, nhưng không thể chân chính chuyển thành chân ma nguyên, mà sức mạnh bị ma hóa, ta đồng dạng có biện pháp nghịch chuyển trở lại. Trong mắt hắn lóe lên sát khí nói. Ma nô, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Hai cỗ sức mạnh đột nhiên từ trên người đế giả nổ tung. Đem xiềng xích phong ấn chấn lay động liên tục, Hành Nguyên đứng ở trên xiềng xích cũng là một trận bất ổn, rất nhiều phong ấn sắp không được. Xâm la vạn tượng, ma công nghịch chuyển. Đế giả hét lớn một tiếng, hai cỗ sức mạnh lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một vòng xoáy, không ngừng rội rửa xiềng xích. Xiềng xích phát sinh tiếng rên rỉ, trận hình phong tỏa đế giả từ từ mở ra. Hành Nguyên thay đổi sắc mặt, thiên toán vạn toán dĩ nhiên sẽ xuất hiện gặp may đúng dịp như vậy. Giờ khắc này ma khí trong cơ thể đế giả hoàn toàn nghịch chuyển trở về, trở thành ô huyết cùng nguyên lực lúc trước hấp thu, từng đạo sức mạnh chấn động ở trên ma nguyên tỏa, làm nó khó có thể chống đỡ. Tuy rằng hai người các ngươi đều không phải vật gì tốt, nhưng luôn cảm giác uy hiếp của ngươi so với hắn lớn hơn nhiều, ma nguyên tỏa không cách nào ép ngươi, vậy giới thần bi của ta thì sao? Âm thanh của Lý Vân Tiêu đột nhiên ở trên trời cao vang lên, giới thần bi ở trong chớp mắt liền hóa thành một ngọn núi. Vô cùng trọng lực hiện lên ở bốn phía, ép toàn bộ không gian triệt để biến hình, hướng về đế giả ầm ầm rơi đi. Đế giả giận dữ, quát lên. Lý Vân Tiêu, đừng quên ta vừa cứu ngươi, ngươi chính là ân đền oán trả như vậy hay sao? Hai tay Lý Vân Tiêu không ngừng bấm quyết khống chế giới thần bi, một bên hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng không có ngươi, huyết thần tử liền có thể gây tổn thương cho ta. Ta bất quá là muốn mưu định mà động thôi. Nhưng không nghĩ tới thời cuộc càng diễn càng phức tạp, sau khi tư định, cảm thấy uy hiếp của ngươi so với Hành Nguyên càng sâu, chỉ cần giết ngươi, vị trên trời kia liền không cách nào khôi phục lại đế thân hoàn chỉnh, sớm muộn sẽ bị người giết chết. Ấu chỉ, đế giả kinh nộ quát lên. Nếu như ma chủ dễ dàng giết chết như vậy, lại há có thể bị các ngươi trấn áp thời gian dài. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên lớn lên, hóa thành một yêu ma to lớn. Một quyền liền hướng giới thần bi đánh tới, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, bầu trời mãnh liệt rung động. Lý Vân Tiêu hơi động, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng theo đó đứng dậy, một quyền một kiếm liền chém về phía đế giả. Đáng chết! Đế giả tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, tuy rằng giới thần bi cường hãn, nhưng cũng bị hắn một quyền oanh trở lại, nhưng kiếm thế của Mạc Tiểu Xuyên lại để trong lòng hắn một trận ngột ngạt. Hắn trong nháy mắt từ trạng thái yêu ma biến trở về, bóng người một thoáng lấp lóe, liền tách ra thế kiếm oai, phản công mà tới. Vừa nãy cú đấm kia oanh kích, giới thần bi chấn động quá mạnh mẽ, xa xa người trong trận doanh hóa thần hải toàn bộ bay vọt lên, hướng bên này mà đến, trong đó không ít ma nô đã sớm bị đế giả ma hóa, vừa thấy chủ nhân liền mất đi lý trí, kinh nộ giống to vọt tới. Lý Vân Tiêu cả kinh nói.
Di Thắng Phong, những ma đầu kia ngươi ngăn cản, người hóa thần hải còn lại cùng ta đồng thời chém giết ma chủ. Thân thể hành nguyên chấn động, hai con mắt như điện nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Ngươi biết ta? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Vừa nhớ tới, đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Hừ! Hành nguyên hừ lạnh một tiếng, đem ma nguyên tỏa thu hồi, vật này là khắc tinh của tất cả lực lượng ma nguyên, bảo vật vạn kim vô giá. Mà hắn cũng biết, sở dĩ Lý Vân Tiêu để hắn ngăn cản ma nô, chính là bởi vì hắn có ma nguyên tỏa. Y thành doanh, các ngươi mau chóng chém giết ma chủ, những ma đầu này giao cho ta. Xiềng xích của hành nguyên ở giữa trời xoay ngang, ngăn cản ma nô vào tới, ở trên không trung kết thành một tấm mạng nhện to lớn, đánh về phía những ma đầu dương nanh múa vuốt kia. Những người này nguyên bản đều là đồng bạn, dưới tình huống không có đế giả ảnh hưởng thần trí, hết thảy đều bình thường, nhưng vừa bị đế giả ảnh hưởng, chính là ma nô từ đầu đến đuôi, không còn bất kỳ lý trí. Ma nguyên tỏa kết thành mạng nhện ở trên không trung bay qua, hành nguyên một tay bấm quyết, lập tức đem tất cả mọi người cháo nhập trong đó, nhanh chóng co rút lại, trùm kín một mảnh, đều bị khóa trên không trung, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng gào thét. Những người còn lại không bị ma hóa đều là lòng vẫn còn sợ hãi, nhanh chóng vọt xuống, giúp đỡ Lý Vân Tiêu chém giết đế giả. Đế giả nhất thời thay đổi sắc mặt, lập tức liền rơi vào hạ phong, thân thể không ngừng bị các loại công kích đánh xuyên qua, sức mạnh càng ngày càng yếu. Chủ nhân, đáng chết a! Ở trên mạng nhện, ma đầu từng cái triển khai ma khí, nhưng vô dụng, chỉ có một người đang gào thét, không chỉ hóa thành yêu ma, hơn nữa cả người đều bốc cháy lên, đột nhiên tránh thoát mạng nhện ràng buộc, lấy nàng làm trung tâm, đầy trời đều là hỏa tinh điểm điểm. Loảng xoảng, người kia một thoáng tránh thoát ma nguyên tỏa, cả người hóa thành một quả cầu lửa thật lớn, từ bầu trời rơi xuống, hướng đám người Lý Vân Tiêu phi tập mà đi, một đường chỗ qua, hết thảy đốt thành cho bụi. Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Hỏa âm. Tên nữ tử tự mình thiêu đốt kia chính là hỏa âm, tứ tinh vũ đế hóa thành yêu ma bốc cháy, uy thế mạnh không thể chống đối, hành nguyên nguyên bản định xuất thủ, ở dưới kinh thế oai kia, thân thể của hắn cũng bắt đầu tan vỡ. Cái gì, thân thể bỏ đi này? Từ khi đoạt xác thân thể hành nguyên, hắn liền sử dụng, bất quá phương pháp đoạt xá là phá hoại luân hồi tạo hóa, thiên địa không dung. Mỗi triển khai một lần đều sẽ hao tổn rất lớn, vì lẽ đó hắn vẫn giữ lại, nhưng giờ khắc này thân thể chỉ là vũ tông, ở dưới hỏa âm uy thế kinh thiên, liền bắt đầu tan vỡ. Đáng chết a! Hành nguyên không cam tâm, nhưng không có biện pháp nào, trong nháy mắt liền hóa thành một ánh hào quang bỏ chạy, thoát đi biển lửa. Không chỉ có hắn, mấy người y thành doanh cũng đồng thời ngơ ngác trở ra, không dám chặn phong mang. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ phức tạp. Sâu sắc thở dài nói. Ai, thiên ý, lùi đi. Nguyên bản Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nghiêm chính trở lấy, dự định liều mạng chặn lại, khi nghe đến Lý Vân Tiêu thở dài, hơi nhướng mày, liền phi thân mà đi. Tư thế hỏa âm kinh thiên nhất thời chậm lại, chậm rãi rơi vào trước người đế già, quỳ xuống một chân, nhẹ kêu một tiếng nói. Chủ nhân, giờ khắc này đế già dị thường suy yếu, khuôn mặt ở dưới ngọn lửa kia chiếu rọi lấp lóe không ngớt. Không nhìn ra nội tâm của hắn. Hỏa âm thiêu đốt không chỉ là thân thể, càng là lực lượng linh hồn, nàng vội vàng nói. Chủ nhân, chạy mau, đường nối sắp biến mất rồi. Đế giả đứng ở đó lẳng lặng bất động, chỉ là mở miệng nói. Vì sao ngươi ngay cả hồn phách cũng đồng thời thiêu đốt? Hỏa âm sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, bật cười khanh khách. Một khi nhập ma, không phải linh hồn cũng là của chủ nhân sao? Cái bóng của đế giả ở dưới hỏa diễm chiếu rọi kéo thật dài, kéo đến trong ma vân đêm tối vô tận. Hắn chậm rãi xoay người, không để ý hỏa âm, hướng về vòng sáng bước đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn rời đi, cho đến thân thể biến mất. Rất nhiều người muốn xông tới chặn lại, nhưng có một tên tứ tinh vũ đế thiêu đốt linh hồn bảo vệ, ai cũng không có gan tiến lên. Thân ảnh đế giả biến mất ở trong vòng sáng, truyền đến một thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi là ma nô tốt nhất trong vô số năm đến nay. Vòng sáng theo đế giả rời đi mà dần dần biến mất, toàn bộ đại địa lần thứ hai khôi phục một màu đen kịt, ngoại trừ đoàn hỏa nhân thiêu đốt dần dần dập tắt, thì không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Nội tâm mọi người hy vọng cũng theo đế giả rời đi mà rời đi, toàn bộ lộ ra vẻ tuyệt vọng.
thân thể hỏa âm cứ thiêu đốt như vậy, càng ngày càng mờ, cuối cùng dập tắt. Nộ a, tại sao, vì sao các ngươi lại để hắn chạy trốn? Phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng gào thét của đế giả, đế giả rời đi bị hắn nhìn ở trong mắt, lần sau lại muốn bắt liền thiên nan vạn nan, một luồng tâm tình cáu kỉnh ở trên người hắn lan tràn ra. Kha kha, người muốn thành tựu chân ma thể hoàn chỉnh, là không có hy vọng. Đừng nói là hắn, dù là ta, cũng sẽ không thành toàn ngươi. Đế quân vẫn thoi thóp, chờ đợi bị hấp thu triệt để đột nhiên mở miệng nói, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo u quang, giận dữ hét. Ta có chết, cũng sẽ kéo theo ngươi. Mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, càng là lấy ra cổ thần chiến trường, bỗng nhiên lớn lên, thân tháp hoàn toàn hóa thành màu đen kịt, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Cả người đế giả chấn động, cả giận nói. Ngươi, làm sao ngươi có khả năng còn lực lượng mạnh như thế? Trong mắt đế quân lộ ra vẻ điên cuồng, cười như điên nói. Ha ha, nếu như ngươi có thể chấn định tâm thần, ta sẽ bó tay hết cách, triệt để xong đời. Thế nhưng ngươi đối mặt là tồn tại giống như ngươi, há có thể cho phép ngươi phân tâm chốc lát? Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết quả đoán, càng là muốn nổ tung cổ thần chiến trường. Người điên! Đế giả kinh hãi, kia là thánh khí a, một khi nổ tung, ai cũng đừng nghĩ sống, hắn dưới sự kinh hãi, cũng không kịp nhớ đế quân, đột nhiên hướng về cổ thần chiến trường phóng đi, hai tay bấm quyết muốn thu phục, nhưng thân thể bỗng nhiên chấn động, cả giận nói. Ngươi giở trò gì trên cổ thần chiến trường? Cả người đế quân không có chút khí lực, thân thể không ngừng rơi xuống, nhưng vẫn như cũ cười to không ngớt nói. Ha ha, ngươi cho rằng cổ thần chiến trường này vẫn tương tự như trước đây sao? Đã sớm bị ta luyện chế thủ pháp của mình đi vào. Đế giả biến sắc, bỗng nhiên trầm giọng nói. Rác rưởi, người thất bại luyện chế ra đồ vật làm sao có thể tốt? Giờ khắc này hắn đã hấp thu tuyệt đại đa số sức mạnh của đế quân, ma khí vô cùng, trong tròng mắt hắn lập lòe ra ánh sáng ngăm đen, lập tức hiện ra một đoàn ma vân, dần dần hòa vào cổ thần chiến trường, đem cỗ sức mạnh cuồng bạo kia áp chế xuống, chậm rãi luyện hóa. Mà đế quân trực tiếp rơi vào trong đại địa, hắn đã suy sụp đến ngay cả khí lực đứng dậy cũng không còn. Đột nhiên một ánh hào quang ngang trời lướt qua, hướng về chỗ đế quân lao đi, chính là hành nguyên, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ma nguyên tỏa trong tay bắn ra, trực tiếp đem đế quân bó thành bánh chưng, kéo hắn nhanh chóng bỏ chạy. Trên bầu trời con mắt đế dạ ngưng lại, lập lòe điểm điểm sát khí, tuy rằng đế quân bị hắn hầu như hấp không chân ma nguyên. Nhưng giống như là một cục xương còn chưa gặm sạch, há có thể bỏ cho chó ăn. Bên trong ma vân của ta, ngươi trốn làm sao cũng uổng công. Hắn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn tự tin, liền không tiếp tục để ý phía dưới, bắt đầu tế luyện cổ thần chiến trường. Tiểu hữu, tình huống bây giờ, còn có biện pháp gì không? Hứa Diễm lần thứ hai hỏi thăm, trải qua nghỉ ngơi lâu dài, cũng khôi phục một chút khí lực, nhưng muốn phá vỡ ma vân, vẫn là uổng công. Trong lòng Lý Vân Tiêu tinh thần bất định, bây giờ phương pháp thoát thân duy nhất là trốn vào trong giới thần bi, nhưng mà có nên dẫn những người này đồng thời trốn hay không? Hắn do dự, nếu như giới thần bi bị bại lộ là siêu phẩm huyền khí, vậy những người này sẽ như viên cao hàn, khốn đến lúc hắn thành vũ đế đỉnh cao mới có thể yên tâm thả ra. Tạm thời xem biến hóa đi. Ngoại trừ biện pháp này ra, Lý Vân Tiêu cũng triệt để không có cách, trái lại tâm tư phóng khoán, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống điều tức. Tuy rằng đáp án này nằm trong dự liệu, nhưng Hứa Diễm vẫn hơi thất vọng, hướng Y Thành Doanh nói. Y đại nhân thì sao? Trên mặt Y Thành Doanh cũng là một mảnh mờ mịt, hắn vốn là nghe theo mệnh lệnh của Hành Nguyên, nhưng Hành Nguyên ở sau khi diệt sát những ma đầu trong ma nguyên tỏa, liền khóa lại thân thể tàn phế của đế quân biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết là trốn, hay là trực tiếp chạy thoát, ném bọn họ những người này tay chân luống cuống. Hứa Diễm nhìn dáng vẻ bọn họ mờ mịt, cũng thở dài nói. Vừa nãy vị Hành Nguyên đại nhân kia là người phương nào? Hắn tự xưng là Di Thắng Phong, vì sao ta cảm thấy danh tự này có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Thân thể Y Thành Doanh chấn động, lạnh lùng hừ một tiếng liền không nói nữa. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ không có cách, nhưng mỗi người tu đến cảnh giới bây giờ, đều là hạng người tâm tính cực kỳ kiên định, ai cũng sẽ không chịu dễ dàng từ bỏ. Cũng bắt đầu đem các loại thiên tài địa bảo mình cất chứa lấy ra dùng, cố gắng khôi phục nhiều chút khí lực. Rất nhanh, đế dạ luyện hóa trên bầu trời cũng gần kết thúc rồi,
cổ thần chiến trường bị hắn tạm thời luyện hóa một phen, áp chế năng lượng tự bạo, hóa thành một ánh hào quang, thu vào mắt trái của hắn. Người phía dưới từng cái sắc mặt trắng bệch, theo đế dạ luyện hóa hoàn thành, phỏng chừng liền đến phiên bọn họ. Thực sự là hạng người vô tri. Đế dạ liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Cho rằng đoạt thân thể phân thân tàn phế ta sẽ không có biện pháp sao? Hắn lạnh lùng nói. Còn có viên ma nguyên quả kia, chỉ cần ở trong ma vân, ta liền có thể luyện hóa, toàn bộ bị ta nuốt. Hắn đột nhiên giơ hữu quyền lên, hướng về bầu trời đánh ra, một đạo hắc quang từ trên nắm tay xạ lên, nhảy vào bóng đêm vô tận, sau đó từ từ hướng về bốn phía tản ra, hóa thành một vòng tròn phạm vi ngàn mét, bao phủ ở trên bầu trời. Sau đó đế dạ hét lớn một tiếng, hiển hóa ra chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay, thân thể cũng đột nhiên tăng lớn, trong sáu tay từng cái ma văn đánh vào vòng tròn trong không trung, phát sinh từng đạo hoa văn quái lạ, theo những ma văn kia xuất hiện, một luồng thiên địa uy thế khó có thể dùng lời diễn tả được đột nhiên xuất hiện, lâm không đè ép xuống. Tất cả mọi người biến sắc, ngơ ngác nhìn qua, không biết người này đến cùng muốn làm gì. Đế dạ không ngừng đánh pháp quyết vào trong đó, không ngừng hừ lạnh, tự nhủ. Các ngươi những nhân loại cùng phân thân ngu xuẩn kia, ở thời điểm các ngươi bắt đầu đánh chủ ý tới ta, ta từ lâu đã phát hiện, đem sức mạnh toàn thân hóa thành 10 bộ phận tự mình tản ra, ngưng tụ thành 9 viên chân nguyên quả cùng ma vân kết giới. Ta lúc đầu ý nghĩ rất đơn giản, dầu gì cũng có thể chạy thoát một hai phân thân, nhưng không nghĩ tới xuất hiện kết quả tốt nhất, tiếc nuối duy nhất là có một bộ phân thân chạy trốn. Bất quá không liên quan, chỉ cần ta lại luyện hóa ma vân cùng tất cả trong đó, viên ma nguyên quả kia cùng một bộ phân thân khác cũng sẽ bị ta hấp thu. Vì lẽ đó bất luận các ngươi trốn đến nơi đâu, bất luận đem ma nguyên quả tàng tới chỗ nào, đều vô dụng, ha 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 ha. Hắn nói tới cuối cùng, không tự chủ được cười to, một luồng ma uy vô biên ở trên không trung ngưng tụ, lan ra, để nội tâm mỗi người đều dâng lên một tầng bóng tối. Hắn dĩ nhiên muốn luyện hóa ma vân cùng cả đại địa. Nếu thật sự là như thế, không khác nào luyện hóa không gian, như vậy ai cũng đừng nghĩ sống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng đột biến, giờ phút này thực lực của ma chủ đến cùng đạt đến mức độ kinh khủng nào, trong lòng ai cũng không biết. Nếu như có thể so với vũ đế đỉnh cao, vậy hắn trốn vào trong giới thần bi cũng chưa chắc có thể thuận lợi chạy trốn. Ma vân bốn phía bắt đầu hướng về bầu trời lao đi, bao quát toàn bộ không gian cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, tựa hồ là thiên địa nhỏ đi. Mọi người đang tuyệt vọng, Lý Vân Tiêu cũng dự định lấy ra giới thần bi, đột nhiên một âm thanh hờ hững thanh nhã vang lên trên bầu trời, khoan thai ngâm vang. Khách đến không cần trong lồng vũ, xưa nay vạn sự như thủy lưu. Nhất thế thương tùng tài thập lý, ngũ thông còn thấy phục linh sinh. Người nào? Đế dạ bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác hướng về nơi âm thanh khởi nguồn nhìn tới, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người trên mặt đất giật mình. Lúc này đột nhiên sinh ra biến cố, là bọn họ muốn nhìn nhất. Lý Vân Tiêu cùng Hứa Diễm đều hơi nhướng mày, trong giây lát tựa hồ nghe ra chủ nhân của thanh âm kia, con người đột nhiên mở lớn, lộ ra vẻ kinh sợ. Hứa Diễm không nhịn được cười to. Ha ha, dĩ nhiên là hắn, chúng ta có cứu. Người còn lại cũng là một mặt ngạc nhiên, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nội tâm cũng đồng dạng hài lòng, có thể làm cho Hứa Diễm thất thố mừng như điên như thế. Hiển nhiên người đến thực lực phi phàm, chí ít ở trong mắt Hứa Diễm là chắc chắn có thể cứu bọn họ. Hạ Dụ Nam không nhịn được hỏi. Đại nhân, hắn là ai a? Hứa Diễm mang trên mặt ý cười nói. Ha ha, đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung có cứu là được. Hắn thập phần vui vẻ tán thưởng nói. Ngươi làm không tệ, đem tình huống nơi này trước tiên truyền quay lại thánh vực, quả nhiên phái cao thủ tới, trở lại lập tức thăng chức cho ngươi. Hạ Dụ Nam sửng sốt một chút, cổ quái nói. Thánh vực đến sao, nhưng mà, ta mới vừa truyền ra không lâu, làm sao có khả năng đúng lúc chạy tới như vậy? Hứa Diễm cười to mấy tiếng không nói, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Lý Vân Tiêu hít mắt hướng về hư không nhìn tới, nhẹ giọng tự nói. Cũng chỉ có hắn, mới có thể xuất hiện vào lúc này. Chỉ thấy chỗ thanh âm kia khởi nguồn, không gặp bất kỳ ánh sáng. Không chút dấu hiệu ma vân bị phá tan, nhưng dần dần hiển hóa ra một bóng người. Người đến mặc một bộ kim y màu đen, bên hông cột một đai lưng màu vàng, mái tóc thanh tú, hai mắt thâm thúy sắc bén, như tinh nguyệt lâm không, một bộ thanh tân tuấn giật, phong độ phiên phiên.
Chỉ bất quá hiện tại người này là một mặt khổ não, thở dài nói. Ta đang cùng Nam Khâu Thiên đánh cờ, lại bị Công Dương Chính Kỳ triệu lại đây. Hắn đột nhiên hơi nhướng mày nói. Thập lục chi tứ, nước đi ảo diệu vô cùng a, ta trước tiên đi một nước hạ thập bát sinh a. Nói xong, người đến không để ý mọi người ngạc nhiên, bóng người liền dần dần biến mất ở trên trời cao, không có bất kỳ vết tích. A, tất cả mọi người đều há to mồm, một mặt dại ra. Hứa Diễm cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy, một mặt ngất xỉu, chỉ vào trên bầu trời không ngừng mắng. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn không cách nào nói thêm gì nữa, bởi vì trên bầu trời đã không có bóng người. Hạ Dụ Nam một mặt bạo hãn, ngượng ngùng nói. Đại nhân, này, người này đến cùng là ai? Có đáng tin không? Hứa Diễm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Hắn gọi Trác Thanh Phàm, có thể, khả năng, đại khái, nói không chắc, không làm được, có thể dựa vào đi. Ở một chỗ vách đá treo leo, dưới thác nước khí thế bàng bạc, từ trên lạch trời vạn dặm bay xuống, tiên ngọc vỡ bàn. Ở cách thác nước mấy chục thước, phong thanh tùng đào, cùng tiếng nước đan xen vào nhau, hình thành âm thanh của tự nhiên khí thế bàng bạc. Bờ bên kia Cô Phong, ở trong yên vụ mông lung, một đình nghỉ mát lục giác mơ hồ trong đó, âm thanh đọc thơ từ chòi nghỉ mát mơ hồ truyền ra. Một lão giả trường bào màu nâu ngồi đó, nấu rượu uống trà, tinh tế thưởng thức ván cờ trước người, không ngừng lộ ra nét mừng, nhẹ giọng ngâm nói. Nhàn gõ quân cờ lạc hoa đăng, phiến để khinh phong hữu nguyệt tà. Cười nhìn thiên hạ lên phong hỏa, nấu rượu tự tiêu thổi khúc âm. Lão giả tự rót một chén rượu uống cạn. Hai ngón tay cắp lên một viên cờ đen, hướng về trên bàn cờ rơi đi, gõ ra tiếng vang lanh lảnh dễ nghe. Tiêu sầu nỗi lòng bằng chén rượu, xem trọng thiều quang lạch thiên nhai. Theo lão giả kia hạ quân cờ xuống, một bài thơ đáp lại, không gian đối diện hơi xoay chuyển, bóng người của Trác Thanh Phàm dần dần hiển lộ ra, hờ hững cười nói. Đăng quang thiên địa chi cục, lại bị ngươi đánh ra ba loại xu thế, nếu bị hắn biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trác Thanh Phàm nhẹ nhàng vê lại một viên cờ trắng, gõ xuống trong đó, toàn bộ ván cờ biến đổi, tựa hồ có loại cảm giác kỳ dị ở trên thế cờ tản mát ra. Ồ! Lão giả sáng mắt lên, trong con ngươi lập lòe tinh quang, ngâm khẽ một tiếng nói. Thần thích, dĩ nhiên mở ra loại thế cuộc thứ tư. Thiên địa chi cục quả nhiên vi diệu, chẳng lẽ muốn hòa vào hết thảy trận đạo trong thiên hạ, xem ra chơi rất vui a. Trác Thanh Phàm cười nói. Vốn chỉ là nhàn rỗi chơi một thoáng, ai biết sẽ như vậy, không bằng ngày nào đó để đằng quang đến chỗ ngươi, cùng ngươi luận bàn một phen. Hắn cũng nhấc lên bầu rượu bên người, một mình tự uống. Lão giả cười nói. Ha ha, lẽ nào ta tự táng dương ngươi liền hài lòng. Hai người quen biết mà cười, cảm thấy thu hoạch khá dồi dào. Đúng rồi, việc Công Dương Chính Kỳ nhờ ngươi làm đã xong chưa? Lão giả đột nhiên hỏi. Tốc độ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng lão đầu kia ngàn dặm cấp tấn chiêu ngươi, sẽ là đại sự chứ. A, à, Trác Thanh Phàm ngất lịm một thoáng, thả xuống chén rượu không, nói. Đã quên, hồng lô tử nguyên chất của ngươi xác thực rất ngon, lần sau ta trở lại uống. Trên trán hắn chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên, lập tức biến mất ở trước mắt lão giả. Lão giả ngạc nhiên ngẩn ra, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, lưu lại tàn cục biến hóa thất thường, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở trong trời đất. Đông vực, Mai Cốt chi địa, bên trong Ma Vân. Hứa Diễm một lời nói toạc ra thân phận của Trác Thanh Phàm, mọi người đều kinh hãi, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Trác Thanh Phàm. Hạ Dụ Nam trong nháy mắt há hốc mồm, sau đó vô cùng kích động nói. Dĩ nhiên là đệ nhị vũ đế đại nhân. Âm thanh của hắn kích động khó có thể tin, ở sống còn trong lúc đó dĩ nhiên có thể nhìn thấy vũ đế trong truyền thuyết, trong hai mắt lập lòe ra vẻ hưng phấn, nhìn chỗ Trác Thanh Phàm biến mất trên bầu trời. Vũ giả còn lại ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, cũng từng cái lộ ra nụ cười, có thể chiêm ngưỡng phong thái một đời vũ đế, cố nhiên đáng mừng, nhưng càng cao hứng chính là có thể sống sót. Bất luận ma đầu này lai lịch ra sao, có thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Trác Thanh Phàm. Hứa Diễm rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một chút nói. Tiểu Hữu cũng nhận ra Trác Thanh Phàm. Lý Vân Tiêu hờ hững cười nói.
hư không vũ đế ai không nhìn được, chỉ bất quá hắn không quen biết ta mà thôi. Hắn đáp để Hứa Diễm rất bất mãn, rõ ràng là tìm lý do, nói. Còn Di Thắng Phong kia, danh tự này vắng lặng thật nhiều năm a, ngay cả ta cũng là vừa mới nhớ đến, mà tiểu hữu ngươi dĩ nhiên biết, không khỏi quá không bình thường đi. Thân thể Y Thành Doanh hơi chấn động một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu, tựa hồ danh tự này lộ ra ánh sáng, gây ra một loại sầu lo nào đó. Lý Vân Tiêu cười nói, tên này chính là hắn tự mình nói, ta bất quá thuận miệng nói tiếp mà thôi, không thể nói là nhận thức. Còn nữa, mặc dù thật sự nhận thức, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta kiến thức rộng rãi, bất phàm mà thôi. Hứa Diễm không còn gì để nói, khẽ hừ một tiếng. Hắn đối với thân phận của Lý Vân Tiêu hiếu kỳ là càng lúc càng lớn, thầm nghĩ trở về thánh vực, chuyện thứ nhất là tra rõ thân phận người này, nhìn sau lưng của hắn đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Hạ Dụ Nam nuốt nước miếng một thoáng, không dám lên tiếng. Hắn biết Lý Vân Tiêu đầy người là huyền khí cấp 9, hơn nữa ma nguyên quả cũng là bị hắn thu. Bầu không khí trong trận doanh bởi vì Trác Thanh Phàm xuất hiện mà trở nên ung dung, nghiễm nhiên quên nguy hiểm trước mắt. Mãi đến khi một trận uy thế như núi mà xuống, liền nhìn thấy đế giả đánh xuống một quyền, lúc này từng cái mới sợ đến thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng bốn phía né tránh. Oanh! Mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu, tuy rằng đại đa số người đều né tránh, nhưng vẫn có mấy người phản ứng chỉ đột, triệt để tiêu vong. Cú đấm này của đế giả hiển nhiên không có xuất toàn lực, lạnh lùng nhìn mọi người, hừ nói. Vừa nãy người kia là ai? Vì sao hắn có thể ở trong ma vân của ta tới lui tự nhiên? Người người sắc mặt đột biến, lúc này mới phản ứng được còn không thoát đi nguy hiểm, hiện tại không phải là thời điểm xả hơi, Trác Thanh Phàm tựa hồ là đi chơi cờ, làm sao còn chưa trở lại, không đến nỗi muốn chơi xong một ván chứ? Vậy thì chúng ta cũng chơi xong a. Nội tâm tất cả mọi người dâng lên cảm giác vô lực, loại thời khắc sống còn này, vẫn có tâm tình thanh thản đi chơi cờ. Hoàn toàn không coi tính mạng của bọn họ là chuyện to tát a. Nhưng bọn họ ngoại trừ nội tâm oán giận thì có thể làm sao, cho dù có dũng khí mắng người, cũng không tìm được đối tượng có thể mắng, từng cái nội tâm phát khổ không ngớt. Xem ra cần phải hỏi từng cái. Tựa hồ đế dạ đối với Trác Thanh Phàm xuất hiện hết sức kiêng kỵ, con mắt ngưng lại, một luồng sức mạnh kỳ dị tản ra, lập tức có một tên vũ giả bị hút lên không trung, sợ đến sắc mặt hắn trắng bệch, liên tục kêu sợ hãi. Ngoan, đừng sợ, nói cho ta người lúc trước kia đến cùng là ai. Đế giả híp mắt cười nói, dáng vẻ hiền lành. Nhưng xem ở trong mắt người vũ giả kia không khác nào ác ma, hoảng sợ nói. Ta nói, van cầu đại vương tuyệt đối đừng giết ta, nhà ta còn có lão mẫu 80 tuổi, 80 lão bà, nhi tử 8 tuổi, 8. Thân thể vũ giả kia trực tiếp tuôn ra một đám mưa máu, triệt để không còn tồn tại nữa. Đế giả híp hai mắt, lạnh lùng nói. Thật sông dài, ta cho ngươi nói những thứ này sao? Ánh mắt hắn quét qua, trong mọi người đang kinh khủng lần thứ hai Lâm Không Nhiếp lên một người, hiền lành cười nói. Ngươi sẽ không dài dòng như vậy chứ? Người kia đầu đầy mồ hôi lạnh, che miệng lại liều mạng lắc đầu, trong hai mắt đều là thần sắc kinh khủng. Thân thể vũ giả kia đồng dạng nổ tung, thịt nát cũng không dư thừa. Má ơi! Người phía dưới đều từng cái kinh hãi lui về phía sau, mà đầu kia giết người không chớp mắt, sông dài cũng giết, không dài dòng cũng giết. Đế giả tựa hồ vô cùng không vui, lạnh giọng nói. Cho ngươi nói, ngươi dĩ nhiên che miệng lại, cho rằng ta dễ bắt nạt sao. Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn xuống, có vài tên vũ giả không chịu nổi bầu không khí quỷ dị cùng khủng bố này, sợ đến hai chân như nhũn ra, hầu như muốn khóc. Ô ô ô! Ta không chơi. Một tên vũ giả rốt cục tinh thần tan vỡ, gào khóc vung trường kiếm liền xông lên, khóc mắng. Không nên chơi người như vậy, ta liều mạng với ngươi, ma đầu. Tất cả đều là đồ vật không thể dựa dẫm được, muốn hỏi chuyện này mà thôi, làm sao liền khó như thế? Quan hệ giữa người và người đã lạnh lùng đến trình độ như thế này sao? Tâm ta mệt chết đi. Đế giả nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem vũ giả kia vồ vào trong tay. Bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Xem ra chỉ có thể tự mình tìm tòi. Một luồng ma khí trực tiếp nhập vào đầu lâu người vũ giả kia, bất quá nháy mắt thời gian, đầu lâu kia bể mất, như dưa hấu bị đập nát tan, một bộ thi tử không đầu từ trên không trung rơi xuống.
sắc mặt Đế Giả khẽ biến thành hơi có chút nghiêm nghị, tự nói. Hóa ra là hư không vũ đế Trác Thanh Phàm, đệ nhị cường giả của thời đại này sao? Trong mắt hắn bắn ra một vệt tinh mang, tựa hồ dấy lên chiến ý vô hạn. Ai nha, còn may tất cả mọi người ở đây, không có thương vong, bằng không ta sẽ băn khoăn. Bóng người Trác Thanh Phàm ở trên không trung dần dần hiện lên, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức oan ức hầu như muốn khóc. Hứa Diễm rốt cục không nhịn được chửi ầm lên, cả giận nói. Trác Thanh Phàm, ngươi có thể đáng tin cậy một chút không? Ngươi đánh một nước cờ thì đã có ba người chết, ngươi thật táng tận lương tâm a. Khặc, khặc khái. Trác Thanh Phàm ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, há có thể cưỡng cầu. Mặc dù ta có khả năng thông thiên, cũng không cách nào xoay chuyển thiên vận cùng số mệnh một người a. Hứa Diễm đại nhân, người thân là nguyên ti trưởng, làm sao ngay cả đạo lý ấy cũng không nhìn ra đây. Hứa Diễm. Ha ha, nói thật hay, số mệnh có định sổ. Người hôm nay chạy tới chịu chết. Cái này cũng là số mệnh của ngươi, hư không vũ đế, Trác Thanh Phàm. Trong mắt Đế Dạ lóe ra hàn mang, gằn từng chữ nói. Một luồng sức mạnh bàng bạc từ trên người hắn đãng ra, khói đen cuồn cuộn, gia tốc ngưng tụ, chèn ép tất cả. Vạn cổ bất diệt ma chủ, tuy rằng không thể khôi phục toàn bộ sức mạnh, nhưng giở tay giở chân trong lúc đó đã có thể rời sông lấp biển, trời long đất lở. Mà một vị khác là vũ đế đỉnh cao đương đại, phong hào vũ đế. Chiếm giữ thứ hai trong thập đại bất hủ, như hằng tinh lóng lánh ở trên trời cao. Hai người lâm không mà nhìn, linh áp vô hình như thiên uy tản ra, tất cả mọi người đều đóng chặt hô hấp, không nháy mắt chờ đợi trận chiến đấu kinh thế kia. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng nghiêm nghị, trận chiến này, ngay cả hắn cũng hơi có chút sốt sắng, cỗ lực lượng cực cường kia rót vào trong cơ thể hắn, dấy lên chiến ý vô tận, hai con mắt thậm chí dần dần hóa thành huyết nguyệt. Loại chiến trường quân lâm thiên hạ, ngạo thị trời cao này, nguyên bản cũng là thuộc về hắn. Cảm thụ sóng sức mạnh đỉnh cao kia, Lý Vân Tiêu trung quy là thả lỏng song quyền, nội tâm âm thầm thở dài một tiếng nói, đỉnh cao chiến trường, chờ ta rất nhanh sẽ trở về. Trác Thanh Phàm nhìn Đế Dạ một chút, nói. Ta có cái đề nghị, không biết có thể nói hay không? Đế Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi cứ nói không sao. Ân. Trác Thanh Phàm nói. Không bằng chúng ta tìm một chỗ uống chén trà, đại gia ngồi xuống đồng thời ăn mấy cái bánh bao, cứ như vậy hóa chiến tranh thành tơ lụa, làm bằng hữu, thế nào? Đề nghị bác bỏ, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi biến thành ma nô ta càng yêu thích. Đế Dạ vung tay lên, ma vân bốn phía gia tốc hòa vào hình tròn trong bầu trời, cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh cho hắn, ma vân vốn là một phần mười chân ma nguyên của hắn biến thành, không thể lãng phí mảy may. Đặc biệt Trác Thanh Phàm xuất hiện cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm rất lớn, lúc này xuất thủ trước, chỉ tay lâm không, quát lên. Chân ma địa kiếm. Một thanh kiếm bản màu đen to lớn ở trên trời cao ngưng tụ, hoành chảm mà xuống. Còn chưa nói hết liền động thủ, phẩm hạnh ở đâu? Xem ra trà chiều cùng bánh bao là không ăn được a. Trác Thanh Phàm không vui nói, thân thể ở trong trời cao lóe lên, liền đón hắc kiếm mà lên, không tránh không né. Cả người dĩ nhiên qua lại ở trong chân ma địa kiếm, không cách nào thương hắn mảy may. Cái gì? Cả người Đế Dạ chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ, Trác Thanh Phàm lấp lóe mấy cái liền muốn qua lại mà tới, hắn quyết định thật nhanh, một tay bấm quyết, quát lên. Bát lăng ngưng kính. Đột nhiên đại kiếm màu đen từ đó nứt ra, trong nháy mắt hóa thành một mặt u minh chi kính, phát sinh ánh sáng đen kịt, chiếu rọi xuống, lập tức đem bóng người của Trác Thanh Phàm đọng lại trên không trung. Hừ, cho mèo làm sao có thể lên mặt bàn, nếu như thực lực bực này cũng có thể thiên hạ đệ nhị, người thời đại này cũng không khỏi quá yếu. Đế Dạ lâm không mà đến, hai tay không ngừng bấm quyết, trong bát lăng kính chậm rãi bay ra một ma đầu, há to miệng lớn, một thoáng liền đem Trác Thanh Phàm nuốt xuống. A, à, tất cả người phía dưới đều dại ra, từng cái mở to hai mắt, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị quan sát một trận chiến kinh thế, làm sao vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Mạc Tiểu Xuyên cũng lộ ra vẻ ngờ vực, nếu như nói vẻn vẹn là thực lực như vậy, làm sao có khả năng cùng sư phó của mình chiến một trận mà chiếm giữ đệ nhị đây? Hắn lén lút nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhưng thấy Lý Vân Tiêu một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ là nhìn chăm chú trời cao, sắc mặt không thay đổi. Thân thể Đế Giả cũng chấn động,
dễ dàng đắc thủ như thế, hiển nhiên là sự tình không thể. Tinh Thủy Bình Giã Khoát, Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu, Tinh Nguyệt Tranh Huy. Đột nhiên một thanh âm vang lên, quanh thân Đế Giả bỗng nhiên rơi vào một mảnh hào quang chói mắt, bóng người Trác Thanh Phàm ở trên không trung dần dần xuất hiện, một chưởng nhẹ nhàng ép xuống. Oanh! Tia sáng kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ, như một búp hoa chói mắt, trong nháy mắt liền tỏa ra toàn bộ sinh mệnh, ở trong đêm đen nở rộ. Thân thể Đế Giả bị một chưởng này trực tiếp chấn động đến nát tan, hóa thành ma nguyên khí vòng quanh tia sáng kia lượn một vòng, lập tức ở hơn mấy chục mét ngưng hình ra, chỉ là trong mắt lộ ra kinh hãi mãnh liệt. Mà Trác Thanh Phàm chỉ là ngắm nhìn ánh sáng dần dần tiêu tan kia, khuôn mặt lộ ra vẻ tán thưởng, khen. Tốt một đóa Lạc Anh rực rỡ, Tinh Nguyệt Tranh Huy chi hoa, nhưng đáng tiếc bị ma khí của ngươi ô nhiễm, đã thất sắc. Đế Dạ một mặt kinh hãi, đối phương bất quá là một chiêu, liền bóp nát chân ma thể của mình, đây tuyệt đối là tuyệt đại cao thủ mới có thể có, hắn cũng không dám có nửa phần chiêu tức nữa, lạnh giọng nói. Chân ma pháp tướng, ma lâm thiên hạ. Đột nhiên thân thể Đế Dạ hóa thành ba đầu sáu tay, càng là có một vị ma ảnh to lớn ở phía sau hắn hiển hiện ra, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng phát sinh áp lực kinh sợ lòng người, phảng phất là thiên địa thần linh của mảnh đêm tối này, chúa tể tất cả. Người đã phong hào hư không, từ dáng vẻ vừa nãy tới lui tự nhiên, đã đột phá bát lăng ma kính của ta, xem ra hẳn là có không gian bí thuật, xác thực rất khó chơi. Thế nhưng, Đế Giả chuyển đề tài, trong mắt trái bắn mạnh ra một đoàn u quang, một tòa cổ tháp từ từ bay ra, lạc ở trong tay hắn, lãnh đạm nói. Thế nhưng hư không bí thuật của ngươi, há có thể qua lại lực lượng thế giới của thánh khí sao? Cổ tháp đột nhiên lớn lên, sáu cánh tay của Đế Giả bắt đầu không ngừng biến hóa, lấy cổ tháp làm trụ cột, bắt đầu không ngừng diễn biến thế giới, hòa vào trong ma vân. Tháp này từ xưa tới nay là cùng ma chủ tâm ý tương thông, tuy rằng thời điểm bị đế quân chữa trị, hơi dùng chút thủ đoạn bỏ thêm cấm chỉ, nhưng đã bị hắn mạnh mẽ phá tan, mà ma vân này càng là hắn triển khai ra vực giới, hai người không ngừng kết hợp, nối liền nhất thể. Ma vân dần dần hòa vào lực lượng thế giới, đem một vùng không gian bao phủ xuống. Sắc mặt Trác Thanh Phàm rốt cục thay đổi, ngưng mắt nhìn cổ tháp, cả kinh nói. Siêu phẩm huyền khí. Đế Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Có lực lượng thế giới của thánh khí, cùng ma vân vực giới chân áp không gian, ta nhìn ngươi còn làm sao triển khai hư không bí thuật. Hắn đánh vào trong tháp cổ mấy đạo pháp quyết, lập tức hóa thành một tòa thông thiên chi tháp, từ lòng bàn tay hắn bay ra, hướng về vị trí của Trác Thanh Phàm ầm ầm ép đi. Trên cổ tháp ánh sáng vạn trượng, phảng phất thần tháp tiên các, không giống đồ vật nhân gian, Trác Thanh Phàm ở dưới thế giới lực kia chấn áp lại, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm. Siêu phẩm huyền khí, đúng là siêu phẩm huyền khí. Trong tròng mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy có người sử dụng tới siêu phẩm huyền khí, tuy rằng cổ thần chiến trường tàn tạ không thể tả. Nhưng dù sao cũng là huyền khí pháp bảo mà ma chủ đế đã từng triệt để luyện hóa, một khi triển khai, uy lực so với giới thần bi của hắn phải cường đại hơn nhiều lắm. Trong đầu của hắn nhanh chóng ghi nhớ cảnh tượng trước mắt, từng cái xác minh với lúc hắn triển khai giới thần bi, lẫn nhau dung thông. Trác Thanh Phàm ở sau khi thất thần ngắn ngủi, trong mắt bắn ra đạo đạo tinh mang, rốt cục lộ ra vẻ chăm chú, hắn giơ tay phải lên, một đạo ánh sáng màu xanh ở trong tay ngưng tụ. Chậm rãi hóa ra một cây trường kích cổ điển. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Loại chiến đấu cấp bậc này, hắn cũng muốn vận dụng thương hải như ở trước mắt sao? Chẳng lẽ nói hư không bí thuật của hắn thật sự bị lực lượng thế giới chân áp? Phát hiện này để trong lòng hắn giật mình, không nói ra khiếp sợ hay là mừng rỡ, nếu thật sự là như thế, như vậy chỉ cần hắn triệt để luyện hóa giới thần bi. Chờ thời điểm trở lại vũ đế đỉnh cao, liền hoàn toàn có thể áp chế Trác Thanh Phàm. Người còn lại cũng không chấp một cái nhìn chằm chằm trời cao, hư không vũ đế xuất thủ là muôn vàn khó khăn nhìn thấy, nhưng vận dụng siêu phẩm huyền khí càng là chưa từng nghe thấy, từng cái triệt để ngớ ra. Mãi đến khi Hứa Diễm nghe thấy Lý Vân Tiêu kinh hãi tự nói, thân thể chấn động, mới đưa mắt lưu luyến không rời từ trên bầu trời rời đi, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Cổ tháp kia đúng là siêu phẩm huyền khí sao? Lẽ nào đây chính là cửu thiên huyền đỉnh nghe đồn có thể vượt qua bỉ ngạn? Người ngốc à, không thấy đây là cổ tháp sao? Nơi nào như là đỉnh? Nhưng mà, từ cổ chí kim siêu phẩm huyền khí không phải chỉ có cửu thiên huyền đỉnh sao?
hừm, xác thực siêu phẩm huyền khí là người thường khó có thể phỏng đoán, cũng có thể tự mình biến hình cũng khó nói. Đúng rồi, nhất định là như vậy, quãng thời gian trước có nghe đồn cửu thiên huyền đỉnh xuất thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật, mà đầu kia nhất định là cảm thấy biến thành dáng vẻ tháp càng phong cách, càng đẹp mắt. Tất cả mọi người sốt sắng nghị luận, từng cái tràn đầy kích động cùng chờ mong. Trác Thanh Phàm nắm chiến kích trong tay, cảm thụ tiếng rung nhẹ nhàng trên huyền khí, mở mắt ra, ngưng mắt nhìn cổ tháp từ từ rơi xuống, trầm giọng nói. Có thể làm cho Thương Hải như ở trước mắt của ta sản sinh sợ hãi, quả nhiên là siêu phẩm huyền khí. Đế Dạ Pháp Tướng ở trên trời cao như ma lâm thiên hạ, cười to nói. Trác Thanh Phàm, tuy rằng siêu phẩm huyền khí của ta tàn tạ, nhưng cùng ta ý hợp tâm đầu, dù cho chỉ có 1/2 sức mạnh, ngươi làm sao có thể ngăn. Hắn cười gằn nói. Ta liều mạng huyền khí này triệt để báo hỏng, cũng muốn để ngươi chôn thây nơi này. Cổ thần chiến trường vốn là phá nát không thể tả, bị đế quân thoáng chữa trị, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, có thể không dùng là tận lực không cần, không nghĩ tới đến trong tay đế dạ, lại không quý trọng như vậy. Siêu phẩm huyền khí uy năng ra sao ta không biết, nhưng nơi đây có đồ vật có thể kháng cự. Trác Thanh Phàm nhẹ giọng nói, một mặt không hề lay động, chiến kích của hắn hóa ra vài đạo tàn ảnh, chỉ xéo trời cao, từng đạo màu xanh ở trên người nổi lên, đâm về phía chân trời. Một loại thiên địa pháp tắc ở trên trời cao đánh văng ra, toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy, giống như trời long đất lở, vạn vật đổ nát. Đây là... Tất cả mọi người đứng trên mặt đất toàn bộ ngơ ngác, thân thể theo địa thế rung động mà lay động, xa xa một tòa núi cao bỗng nhiên như măng từ trên mặt đất xông ra, không ngừng hướng về giữa bầu trời. Này, đó là một ngọn núi sao? Làm sao cảm giác? Hạ Dụ Nam kinh hãi nói, trong giây lát cả người hắn chấn động mạnh, ngơ ngác cả kinh nói. Đó là, long xác. Ở trong toàn bộ Hắc Vân, một luồng long uy kinh người phóng lên trời. Vô thượng bảo địa đã từng thai nghén sinh ra thượng cổ chân long, toàn bộ long hình địa thế, dĩ nhiên ở dưới Trác Thanh Phàm triệu hoán, phảng phất từ trong đại địa sống lại, thân thể như núi lớn ngang qua trời cao. Trác Thanh Phàm hơi nhướng mày, long xác này thực sự quá to lớn, có vẻ cực kỳ ngốc. Trường kích của hắn gào thét mà rơi, xoay tròn ở trước người, từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, long xác kia tựa hồ có cảm ứng, ở trên bầu trời không ngừng áp xúc thân thể. Lượng lớn sơn thạch nát tan từ không trung sụp xuống, đầy trời đều là bụi bặm. Long xác rốt cục cô đọng ở trong vòng trăm thước, theo chiến kích xoay tròn mà chậm rãi xoay quanh, bơi lội ở bốn phía thân thể hắn, tỏa ra long tức kinh người. Long tức kia càng để cho hắn sử dụng, ở quanh thân tản ra, mà long xác biến thành long hình thì lại nhiễu ở trước người hắn, như tiềm long tại uyên, tùy thời chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Đáng chết, dĩ nhiên dùng vật này để che. Đế Dạ giận tím mặt, lực lượng long uy cùng long tức trên long xác này chống lại lực lượng thế giới của cổ thần chiến trường, dĩ nhiên không hề hạ phong. Xâm La vạn tượng, ma lâm thiên hạ. Trong mắt Đế Dạ lóe ra một tia kiên quyết, hình bóng to lớn phía sau kia bỗng nhiên mở ra bàn tay lớn, lâm không mà xuống, nắm chặt cổ thần chiến trường, ra tốc từ không trung nổ xuống. Con người Trác Thanh Phàm mở to, một luồng sức mạnh cực cường ở quanh người hắn tản ra, lãnh đạm nói. Ta không phải là sợ chiêu này của ngươi, chỉ bất quá Thương Hải như ở trước mắt theo ta cả đời, ta cũng không muốn để nó trước ta mà đi. Chiến kích của hắn bùng nổ ra ánh sáng màu xanh cường đại, hết thảy sức mạnh của long xác vào đúng lúc này bộc phát ra, phảng phất tuyệt đại chân linh quân lâm thiên hạ sống lại, bỗng nhiên há to mồm, hướng về cổ tháp rít gào mà đi. Ùm ục, trên mặt đất tất cả mọi người đều là đột nhiên run rẩy, vũ đế đỉnh cao mạnh. Dĩ nhiên có thể tùy ý đem địa thế núi sông hóa thành binh khí, nội tâm Lý Vân Tiêu xem thầm kêu đáng tiếc, long xác kia chính là đồ vật gần như không tồn tại, giá trị nghiên cứu cực cao, bị Trác Thanh Phàm dùng như vậy, sợ là sẽ triệt để phá hủy. Bất kể là cổ thần chiến trường, hay là long xác hóa hình, cũng có thể gọi là tuyệt đại hung khí, hai cỗ sức mạnh bá đạo vô cùng chậm rãi đụng vào nhau, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị phân liệt thành hai thế giới khác nhau, một xanh một tối, lẫn nhau cắn nuốt. Long xác hóa hình kia đột nhiên cắn vào cổ thần chiến trường, dần dần nhảy vào bầu trời hắc ám, đem toàn bộ ma vân áp chế mà lên, nhưng cùng lúc đó, long hình cũng đang không ngừng tan vỡ, long tức dần nhược. Long xác ngủ say vô số tuế nguyệt, vốn là tàn tạ không thể tả, hiện tại bị Trác Thanh Phàm mạnh mẽ kéo lên mặt đất, đã trở thành đồ dùng một lần,
ở trong bạo phát ẩn chứa sức mạnh cuối cùng, bao vây thăng thiên, xé rách đêm tối trời cao. Đế Dạ thay đổi sắc mặt, ma vân của hắn vào đúng lúc này trở nên cực kỳ bất ổn, cảm giác giống như miễn cưỡng bị xé đoạn, tuy còn chưa đạt đến trình độ tan vỡ, nhưng mà cũng gần đủ rồi. Trác Thanh Phàm nắm kích mà đứng, từ tốn nói. Chỉ có trình độ như thế này sao? Siêu phẩm huyền khí ở trong tay người bị long đong a. Bóng người hắn dường như chớp giật, ở trên không trung phi đột, lập tức xuất hiện trên đầu rồng, chiến kích trong tay giơ lên thật cao, từng cái phù hiệu quái lạ, như bồ công anh từ trên chiến kích không ngừng bay ra, ở trên không trung tỏa ra vi quang màu lam nhạt, hiện ra kết tinh giống như hoa tuyết. Lĩnh vực màu xanh lam nhàn nhạt ở chỗ giao giới của hắc, thanh song sắc dần dần mở rộng, càng là lấy Thương Hải như ở trước mắt làm trung tâm, tản ra lĩnh vực như vực giới, bên trong đóng băng ngàn dặm, còn có tử điện thanh lôi. Con mắt của Trác Thanh Phàm ngưng lại, phát sinh ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, chiến kích trong tay dần dần đánh xuống, hóa xuất đạo đạo tàn ảnh, động tác của hắn vô cùng nhẹ, mà toàn bộ lôi vực đóng băng lại cuồng bạo, đem long sắc ngưng ra thiên địa màu xanh bao trùm, nhảy vào trong đêm tối, muốn xé rách bầu trời. Ngàn dặm đóng băng ngàn ngọc nát, tuyết ánh sơn hà kinh lôi đình. Phong mang của Thương Hải chiến kích trực tiếp chém về phía cổ thần chiến trường, lực lượng thế giới nguyên bản ở dưới long sắc oai áp chế dần dần thu nhỏ lại, ở dưới chiêu này liền khó có thể chống đỡ. Toàn bộ vực giới của cổ thần chiến trường trong nháy mắt bị phá, ngay cả hình bóng nắm cổ tháp, cũng ở dưới sức mạnh cuồng bạo bị thôn phệ đi. Bầu trời, triệt để tan vỡ, phảng phất toàn bộ thế giới đều nổ tung. Năng lượng khổng lồ trùng thiên quán địa, vị trí mọi người đứng cũng không ngừng có vẫn lôi cùng các loại năng lượng hạ xuống, nổ ra từng cái động lớn, tất cả mọi người đều sợ run tim mất mật, sợ bị những lực lượng cuồng bạo kia cuốn vào, vậy thì thật sự hài cốt không còn. Nhưng thiên uy quá mạnh mẽ, mặc dù không bị năng lượng bắn trúng, nhưng vẻn vẹn là khí tức một ngạt kia, liền để không ít người run rẩy, khó có thể tự tin. Ầm ầm ầm, bầu trời trực tiếp sụp đổ một hồi lâu, mới có âm thanh cuồn cuộn truyền đến, tiếng vang vô tận, vang vọng ở nội tâm mỗi người, sợ vỡ mật. Giờ khắc này ma vân bốn phía từ lâu biến mất không còn tăm hơi, nhưng vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, bởi vì ở bầu trời hiện ra một hắc động cự đại, xoay chậm chậm, tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả. Mà Trác Thanh Phàm là đem chiến kích vác trên vai, đang đứng trên không trung ở trước hắc động kia, nhỏ bé phảng phất giống như muối bỏ biển, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên qua hư không, là ta không nắm chặt tốt cường độ, hay là ma đầu kia sớm có hậu chiêu đây? Trác Thanh Phàm không ngừng gõ lên trán, tự nói. Đúng rồi, vừa nãy nghĩ đến một chuyện làm sao đã quên, đến cùng là chuyện gì nhỉ? Hừm, ân. Hắn không ngừng trầm ngâm, đột nhiên quát to một tiếng, nói. À nhớ ra rồi, là siêu phẩm huyền khí, trong tay ma đầu này dĩ nhiên có siêu phẩm huyền khí. Hắn hơi nhướng mày, giơ tay trái lên lâm không một nhiếp, một vật quái lạ rơi vào tay, xem xét một thoáng nói. Này là mảnh vỡ của siêu phẩm huyền khí sao? Xem ra mới vừa rồi bị ta đánh nát a, có một bộ phận tựa hồ bị hắn mang đi. Không được, ta nhất định phải đoạt về, vật này quan hệ rất lớn. Trác Thanh Phàm đem một khối mảnh vỡ của cổ thần chiến trường thu vào túi chứa đồ, chiến kích cũng dần dần hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất ở trên người, cả người dần dần biến mất ở trong hắc động phía trước kia. Đi rồi sao? Sau một hồi lâu, năng lượng trong thiên địa dần dần vững vàng, Hạ Dụ Nam cả kinh nói. Hư không vũ đế đại nhân đi rồi sao? Ma đầu đâu, đã chết rồi sao? Hết thảy người may mắn còn sống sót đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Hứa Diễm nói. Trác Thanh Phàm rời đi, ma đầu kia, thật giống là chạy. Chiêu cuối cùng thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không có thể xem rõ ràng, chỉ là bằng vào một chút quan sát cùng suy đoán. Chạy! Hạ Dụ Nam cả kinh nói. Dưới sức mạnh mạnh mẽ như vậy cũng có thể chạy thoát. Ma đầu này thật lợi hại như vậy sao? Hứa Diễm cũng cảm thấy có chút quái lạ, mặc dù đối phương có siêu phẩm huyền khí, nhưng hắn cũng không cho là ma đầu này đã mạnh đến trình độ có thể từ trong tay Trác Thanh Phàm chạy thoát, không thể làm gì khác hơn là nói. Trác Thanh Phàm đã đuổi theo, có thể, hoặc là, không làm được, đại khái có thể đuổi theo đi. Thời điểm nói xong lời này, chính hắn cũng không còn tự tin cùng sức lực, một mặt cụt hứng. Hai con mắt của Lý Vân Tiêu vẫn luôn yêu dị đỏ như máu, đồng thời hiện ra hình thái khủng bố,
giờ khắc này mới dần dần phục hồi như cũ, than thở. Ma đầu kia xác thực là chạy trốn, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Lúc trước hắc quyền to lớn kia không chỉ có thể luyện hóa ma vân, sau lưng dĩ nhiên là một con đường, chẳng trách hắn không sợ hãi dám cùng Trác Thanh Phàm chiến một trận, chỉ là siêu phẩm huyền khí kia sợ là triệt để hư hao. Mọi người giật mình, tình hình vừa nãy, bọn họ cũng không có thể xem rõ ràng, Lý Vân Tiêu dựa vào cái gì thấy rõ. Không ít người đều hiện ra vẻ cười nhạo, quái lạ nhìn hắn. Nhưng trong lòng Hứa Diễm chấn động mạnh, tuy rằng hắn cũng không tin Lý Vân Tiêu xem rõ ràng, nhưng người này dị thường thần bí, tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, liền mở miệng nói. Tiểu Hữu, việc liên quan tới ma đầu này, trong lòng ta cũng có không ít nghi hoặc. Có thể theo ta về thánh vực một chuyến hay không, ta nhất định dùng lễ tiếp đón, đồng thời chuyện hôm nay ngươi xuất lực rất lớn, tất có thâm tạ. Mọi người giật mình, thánh vực thượng tân chi lễ chiêu đãi, không có chỗ nào mà không phải là một phương hào kiệt hoặc là đứng đầu một phái, chỉ ít cũng là vũ đế cao cấp, hoặc là thuật luyện sư cấp 9, lúc nào dễ dàng dùng ở trên người một thiếu niên vũ tôn. Giờ khắc này ma vân khu tán, hết thảy phong ấn mở ra, lực lượng phong ấn trong địa mạch không còn tồn tại nữa, hết thảy thần thức đều khôi phục bình thường, vì lẽ đó liếc mắt liền nhìn xuyên thấu vẻ mặt của Lý Vân Tiêu, trêu đến tất cả mọi người là trong lòng không phục. Hứa Diễm khẽ cười nói, coi như là khen thưởng một huyền khí cấp 9 cho tiểu hữu, cũng chưa chắc không thể. Hắn hoàn toàn tự tin nhìn Lý Vân Tiêu, bất kể là thánh vực thượng tân chi lễ, hay là huyền khí cấp 9, đối với vũ giả mà nói đều là hấp dẫn chí mạng, coi như là một phương hào kiệt hoặc là đứng đầu một phái, cũng không cách nào chống lại dụ hoặc. Lần này càng là gây nên mọi người bất mãn, ngay cả một ít người thánh vực may mắn còn sống sót, cũng nhíu mày. Hứa đại nhân, vừa nãy hư không vũ đế cùng ma đầu đánh nhau, ta dùng vô địch thần nhãn xem rõ rõ ràng ràng, chi tiết nhỏ trong đó cũng đều nhớ vào não hải, không bằng ta theo ngài về thánh vực thay ngài giải thích nghi hoặc đi. Thượng tân chi lễ không dám, chỉ cần cho ta một huyền khí cấp 9 là tốt rồi. Một tên vũ đế cường giả mặt dày tiến tới, híp mắt nói, vì biểu hiện vô địch thần nhãn của hắn lợi hại, còn không ngừng nháy mắt, từ trong mắt phát sinh đạo đạo ánh sáng màu xanh. Vô địch thần nhãn công của ngươi tính là gì, ngươi cũng biết Nam Cung gia ta đời đời tu viên linh thiên lam yêu nhãn, mới là đồng thuật cao cấp nhất thiên hạ, không chỉ có thể quan sát nhìn xa, còn có thể xuyên thấu cản trở, mắt nhìn ngàn dặm. Lại có một tên vũ đế tiến lên nói, con ngươi không ngừng vòng tới vòng lui, phát sinh lam quang, cuối cùng ngưng mắt nhìn Hứa Diễm, lấp lóe liên tục. Hứa Diễm bị hắn nhìn chằm chằm mà trong lòng một trận sợ hãi. Con ngươi người kia xoay chuyển một lúc, khà khà cười vài tiếng nói. Hứa đại nhân mặc nội y là màu xanh lam, không biết viên linh thiên lam yêu nhãn của ta có chính xác hay không? Phốc! Hạ Dụ Nam phun ra một ngụm máu, trên mặt đỏ chót, liều mạng ôm bụng ho khan liên tục. Sắc mặt Hứa Diễm một trận xanh lên, nổi giận nói. Lăn, hai người các ngươi đều lăn, bằng không giết không tha. Hai tên vũ đế run lên một cái, vội vàng trốn trong đám người không dám hé răng. Ha ha! Lý Vân Tiêu cũng cười to nói. Hứa đại nhân nghi hoặc, ta xem hai người này xác thực có thể thay ngươi giải đáp, thần nhãn kia xác thực bất phàm, ngươi vẫn là để cho bọn họ theo ngươi về thánh vực đi. Ta còn có chút việc tư, liền bất tiện quấy rầy. Cái gì, ngươi không muốn đi? Hứa Diễm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ từ chối. Chỉ có Hạ Dụ Nam rõ ràng trong lòng, nội tâm dâng lên một trận cảm giác vô lực, huyền khí cấp 9 trên người người ta khả năng so với ngươi còn nhiều, căn bản là không hề có sức hấp dẫn. Vũ giả còn lại cũng đều giật mình không thôi, điều kiện dụ người như vậy, mọi người ở đây là không có ai sẽ chịu từ chối. Lý Vân Tiêu cười nói. Sơn thủy có tương phùng, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Khuôn mặt hắn lộ ra một tia sầu lo nói. Chỉ là việc ma đầu này, sau khi Hứa đại nhân trở về phải bận tâm nhiều, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hứa Diễm gật đầu, nghiêm mặt nói. Việc này không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ làm hết sức. Ma đầu này ẩn núp ở trên đại lục, đối với toàn bộ thiên vũ giới là uy hiếp cực lớn. Nhìn dáng dấp của Trác Thanh Phàm là không dựa dẫm được, sau khi ta trở lại bẩm báo, chắc chắn phái ra lượng lớn cao thủ vây quét. Lý Vân Tiêu nói, đúng là nên như thế. Giờ khắc này những người hóa thần hải may mắn còn sống sót kia, từng cái tâm tư nghiêm nghị,
bọn họ đem thần thức cơ bản phúc tán đến toàn bộ Mai Cốt chi địa, lại không có thể nhận biết được tâm tích của Di Thắng Phong, xem ra là đã đào tẩu. Y Thành Doanh có chút nản lòng thoái chí nói. Hứa đại nhân, việc nơi đây không nghĩ tới sẽ biến thành kết quả như thế, lần này ta trở lại sẽ bẩm báo hội trưởng đại nhân, cáo từ. Hứa Diễm hơi nhướng mày, hóa thần hải ở sự kiện lần này tựa hồ cũng đóng vai nhân vật không vẻ vang, nhưng mình không có chứng cứ, không thể nói lung tung, chỉ có thể nói. Y đại nhân, hy vọng hóa thần hải có thể cùng thánh vực liên hệ nhiều, cộng thương việc này. Y Thành Doanh mất tập trung gật đầu nói. Nhất định sẽ. Hắn đang muốn mang theo mọi người rời đi, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói. Y đại nhân, có thể cho ta một tấm hóa thần hải thông hành lệnh hay không? Người thánh vực vừa nghe, sắc mặt đều khó coi. Từng cái nội tâm thầm mắng không ngớt, thánh vực dùng tới tân lễ mời ngươi, con mẹ ngươi tự cao tự đại không đi, lại hỏi người khác hóa thần hải thông hành lệnh, này không phải rõ ràng cho chúng ta khó coi ư. Y Thành Doanh khẽ cau mày nói. Ngươi muốn đi hóa thần hải. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Có chút việc tư mà thôi, nếu như không tiện, quên đi. Y Thành Doanh lấy ra một tấm lệnh bài, liền ném cho Lý Vân Tiêu nói. Thông hành lệnh đối với ta mà nói không tính cái gì, người biểu hiện ra thực lực có tư cách tiến vào hóa thần hải. Nói xong, hắn liền dẫn người hóa thần hải hóa thành một ánh hào quang rời đi, nơi đây truyền tống đại trận gần nhất ngay ở phụ cận huyết thần cung, cũng không phải xa. Hứa Diễm rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một chút, liền đối với người còn lại nói. Chư vị, tuy rằng trận chiến này thảm bại, nhưng có thể giữ được tính mạng cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chư vị có không ít người thực lực cao cường, theo ta thấy chính là khuyết thiếu tài nguyên cùng huyền khí tiến hành tu luyện, nếu như mọi người có ý định gia nhập thánh vực, ta có thể thay thu nhận, thế nhưng yêu cầu thấp nhất nhất định phải là vũ tôn. Mọi người nguyên bản vẻ mặt đại hỉ, nhưng nghe đến thấp nhất cần vũ tôn, từng cái cười khổ không thôi. Cường giả thực lực vũ tôn trở lên đều ở trong trận chiến này chết gần hết rồi, còn sống sót đều là run rế xa xa chưa tham chiến. Vài tên vũ giả đều cau mày, so sánh quan hệ lợi hại trong đó. Bọn họ ẩn cư Mai Cốt chi địa, cũng là xem trọng tài nguyên nơi này, kỳ thực lấy thực lực của bọn họ, bất luận đi đâu đều có thể đạt được đãi ngộ không tệ, thế nhưng tự do sẽ không còn, lấy người chỗ tốt phải thay người bán mạng. Ở sau khi cân nhắc vài lần, chỉ có 3 người đồng ý gia nhập, người còn lại liền cáo từ rời đi. Khuôn mặt Hứa Diễm lộ ra vẻ thất vọng, lần này nguyên ti bọn họ tổn thất rất lớn. Năm đại cao thủ tổn hại 2 người, 3 người còn lại cũng thoi thóp, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng hắn vẫn rất khách khí đưa tiễn đại gia không ít nguyên thạch, những vũ giả kia đều cảm kích không ngớt. Trong đó còn có 2 tên Hồng Nguyệt Thành may mắn còn sống sót, cũng khách sáo vài câu liền rời khỏi. Hứa Diễm nhìn Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Hữu, nếu như khi nào muốn đi thánh vực, ta bất cứ lúc nào dùng tân lễ hoan nghênh. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Cười nói. Có lễ như vậy, thánh vực ta là nhất định sẽ đi. Trong lời nói của hắn tựa hồ rất có thâm ý, lông mày Hứa Diễm hơi xúc động một thoáng, liền cười gật đầu, mang theo người của mình hóa thành ánh sáng rời đi. Đợi những đại lão kia đi hết, mọi người mới từng cái thở phào nhẹ nhõm, đối với việc đã phát sinh lần này, bắt đầu nghị luận xôn xao, không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều ý thức được sự kiện này sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Những người có tông môn kia, cũng đồng thời rời đi, trở lại lan truyền tin tức. Mai Cốt chi địa đại biến, ma đầu xuất thế, thánh vực cùng hóa thần hải tử thương nặng nề, hư không vũ đế Trác Thanh Phàm đích thân tới xuất thủ trấn áp ma đầu. Tình tiết cấp tốc lan ra, rất nhanh truyền khắp đại lục. Còn dư lại một ít người của huyết thần cung, đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, không biết như thế nào cho phải. Người trước mắt này đúng là người bọn họ muốn đuổi bắt. Nhưng nhìn quan hệ của hắn cùng Hứa Diễm, lập tức để trong lòng họ kiêng kỵ. Hơn nữa sau khi huyết thần tử bị đế giả đánh tan ô huyết, liền trực tiếp bỏ chạy không thấy tăm hơi, không còn người đầu lĩnh, bọn họ cũng không dám tự ý xuất thủ với Lý Vân Tiêu. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Lý Vân Tiêu cười nhìn bọn họ, mang theo 2 người Mạc Tiểu Xuyên cũng hóa thành một ánh hào quang, biến mất ở Mai Cốt chi địa, lưu lại người huyết thần cung từng cái thở dài không ngớt, cũng trở về cung điện. Chờ mọi người đi sạch, chỉ còn dư lại cảnh hoang lương, Trác Thanh Phàm cùng đế giả quyết đấu, không chỉ đem bầu trời hủy diệt sạch, làm cho cả Mai Cốt chi địa liên tục mấy ngày cũng không nhìn thấy ánh mặt trời,
hơn nữa toàn bộ sơn mạch của Mai Cốt Chi Địa cũng bị phá hủy hơn nửa, trở thành hoang địa. Đột nhiên một ánh hào quang rơi xuống từ trên không, dĩ nhiên là ba người Lý Vân Tiêu. Hắc Liên Thiếu Hoàng không hiểu nói. Vân Thiếu, nếu muốn đi, vì sao lại trở về? Lý Vân Tiêu nói. Vừa nãy quá nhiều người, không tiện làm việc. Trên người hắn lóe lên ánh sáng, lấy yêu long làm trụ cột phân ra một đạo tinh quang hồn thể, lâm không bay lên, quan sát đại địa. Yêu long nói. Còn có long tức lưu lại. Hắn cấp tốc bay vào trong đại địa gãy vỡ, nhặt lên một ít mảnh vỡ, cẩn thận từng ly từng tí một thu thập. Nhìn hai đồ đệ sững sờ, Lý Vân Tiêu giải thích. Hắn là thu thập hài cốt long xác, tuy rằng phá nát không ra bộ dạng gì, nhưng vật này là sau khi chân long sinh ra thoái hóa bỏ xuống xác, giá trị cao khó có thể đánh giá, nhưng đáng tiếc bị Trác Thanh Phàm phá hủy. Hắn một mặt thương tiếc nói. Nếu như là ta, coi như là hủy diệt 10 cái thương hải chiến kích. Cũng không chống đỡ được long xác độc nhất vô nhị thế gian a. Thì ra là như vậy. Hắc Liên Thiếu Hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Trác Thanh Phàm thật là đáng chết, không bằng chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Có thời gian rảnh rỗi múa mép khua môi, không bằng giúp Vân Thiếu kiếm nhiều mấy mảnh vỡ long xác. Kiếm liền kiếm, xem ai kiếm nhiều. Hắc Liên Thiếu Hoàng một thoáng liền lướt ra, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Bọn họ đối với long tức cảm ngộ không có nhạy cảm như yêu long, nhưng mà có thể nhận biết ra. Qua, đây là, nơi như thế này làm sao còn có thể có ngạc ngư? Có ma sao? Đột nhiên Hắc Liên Thiếu Hoàng kêu sợ hãi, hắn ở trong một cái khe, không nhìn thấy bóng người. Mạc Tiểu Xuyên không nhịn được nói. Ngươi thật là một tên ngu ngốc, cho dù nhìn thấy ngạc ngư có gì lạ đâu, trực tiếp một cước đá là được, đừng cùng ta nói ngươi ngay cả một con ngạc ngư cũng đánh không lại. Hả, ngạc ngư? Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, liền hướng vết nứt kia phóng đi. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang vọng, chỉ thấy bóng người Hắc Liên Thiếu Hoàng bay ra, trực tiếp ngã xuống đất, vẻ mặt đưa đám nói. Qua, sư huynh, thật bị ngươi nói trúng rồi, ta thật sự không là đối thủ của ngạc ngư kia. Lý Vân Tiêu đứng ở trên vết nứt nhìn xuống, nhất thời hút ngụm hơi lạnh, chỉ thấy ngạc ngư kia nằm nhoài trên tảng đá. Mắt khép hờ, lười biếng ngủ, thật giống như làm sao cũng không thể tỉnh ngủ. Quả nhiên là vật này. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, ngạc ngư này thực sự là thái cổ cương phong biến thành, chỉ bất quá giờ khắc này cảm nhận được luồng khí tức kia, so với thời điểm ở vực ngoại tinh không muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Hắn không biết ngạc ngư này đã bị Đinh Sơn tịch thu một nửa, bây giờ chỉ có một nửa sức mạnh lúc trước. Cái gì, ngạc ngư nào lợi hại như vậy? Mạc Tiểu Xuyên rất sợ Lý Vân Tiêu có sơ suất, vội vàng vọt tới. Lý Vân Tiêu làm cái thủ thế im lặng, nhẹ giọng nói. Đừng huyên nháo, chớ kinh động vật này, chân chính đánh nhau chúng ta không hẳn là đối thủ của nó. Mạc Tiểu Xuyên cùng Thiếu Hoàng cả kinh, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nói như vậy, có thể thấy được ngạc ngư này hết sức bất phàm, hai người nghiêm nghị, lẳng lặng nhìn. Lý Vân Tiêu suy tư một trận, hai tay chậm rãi sử dụng đại giới thần quyết. Để giới thần bi từ mi tâm bắn ra, dần dần hóa ra lực lượng thế giới, hướng về trên người ngạc ngư bao trùm, hắn muốn thử có thể trực tiếp thu lấy hay không. Ngay khi thế giới lực chạm vào ngạc ngư trong nháy mắt, con mắt khép hờ bỗng nhiên mở ra, gầm nhẹ một tiếng liền hóa thành một đạo gió xoáy, trực tiếp đánh văng giới thần bi ra, gió xoáy từ trong khe nứt bay lên, càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu cả kinh, quát lên. Đánh nó! Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đồng thời xuất thủ, quyền ý cùng kiếm khí hóa thành hai tia quang mang, vọt thẳng nhập vào trong cương phong, lại bị chấn ra, không cách nào thương tới mảy may. Sau khi giới thần bi của Lý Vân Tiêu bị chấn động, lập tức ở dưới khống chế của hắn hóa thành một ngọn núi nhỏ, lực lượng thế giới nhanh chóng mở ra, mạnh mẽ đặt ở phía trên ngạc ngư, để gió lốc phát sinh từng trận gào thét, ở phía dưới không ngừng xông loạn, toàn bộ giới thần bi cũng bị lay động một trận. Lý Vân Tiêu cũng tiêu hao nguyên khí rất lớn, ngạc ngư mỗi va chạm một lần, khí huyết của hắn liền rung động một lần, trùng kích kinh mạch cùng thân thể, tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng cũng kích phát ra lực lượng thân thể, da rẻ hóa thành màu vàng chống lại ngạc ngư mang đến xung kích. Vân Thiếu, làm sao? Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói, bọn họ công kích dĩ nhiên đối với ngạc ngư hầu như vô hiệu, chỉ có lực lượng thế giới của Lý Vân Tiêu có thể trấn áp, nhưng ở dưới kim quang kia là đầy mặt đỏ chót. Tựa hồ khó mà chống đỡ được.
Kỳ thực cũng không phải công kích của bọn họ vô hiệu, cửu thiên đế khí có thể chấn áp tất cả sức mạnh thế gian, chỉ là đẳng cấp của bọn hắn quá thấp, còn không cách nào đạt đến trình độ có thể thương tổn Ngạc Ngư. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu nói. Chặn được, ta tạm thời nhìn Ngạc Ngư này có thể đấu đến mức độ nào. Hắn lấy ra lượng lớn Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, một bên bổ sung sức mạnh, một bên khổ sở chống đỡ. Ở dưới khí huyết rung động, trong mắt hắn lóe ra vẻ vui mừng, phát hiện nhục thể của mình sau khi đạt đến bất diệt kim thân, lần thứ nhất bắt đầu xuất hiện đột phá nhỏ bé. Rầm rầm rầm. Ngạc Ngư ở dưới giới thần bi chấn áp, cáu kỉnh va loạn chung quanh, chỉ là khí lực càng ngày càng nhỏ, sau thời gian uống cạn chén trà không có kết quả, rốt cục từ bỏ, biến trở về dáng dấp Ngạc Ngư, lần thứ hai nằm ở trên tảng đá ngủ say. Tất cả mọi người xem mà không còn gì để nói, Lý Vân Tiêu cũng là đại hãn, lực lượng thế giới của giới thần bi còn bọc lại nó, lại dám yên tâm ngủ. Hắn khu chỉ một điểm, giới thần bi bỗng nhiên trụy xuống, muốn thu phục Ngạc Ngư. Ngạc Ngư lần thứ hai hóa thành cương phong, một màn lúc trước lại phát sinh, sau khi xông tới mấy lần, khí lực rõ ràng không bằng trước, lại ngủ, cứ như vậy nhiều mấy lần, rốt cục lực kiệt. Lý Vân Tiêu tràn đầy vui mừng hút nó vào giới thần bi, không còn gặp phải một chút phản kháng. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngượng ngùng nói. Ngạc Ngư này thông minh có thiếu hụt, thu lại làm gì, không bằng trực tiếp tiêu diệt. Mạc Tiểu Xuyên nói. Thông minh so với ngươi còn cao hơn, không phải cũng muốn đem ngươi tiêu diệt sao? Lý Vân Tiêu thu Ngạc Ngư, đem giới thần bi thu về trong cơ thể, nhất thời cảm thấy trên thân thể một luồng sức mạnh mạnh hơn từ từ bộc phát ra, tuyệt đối là hắn tu luyện công pháp bất diệt kim thân càng mạnh hơn. Lực lượng thân thể tựa hồ còn có không gian tăng lên thật lớn, chỉ là ta thiếu nửa bộ công pháp sau, khó tiến thêm nữa. Mới vừa rồi giới thần bi bị Ngạc Ngư trùng kích, lực phản chấn kích động khí huyết trong cơ thể ta, ngược lại đột phá cực hạn nửa bộ công pháp trước. Nửa bộ công pháp trước cũng là thông qua một ít động tác cùng tự ngược tu luyện đến không ngừng đột phá cực hạn thân thể, có lẽ chính ta có thể lục lọi ra một ít môn đạo. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, lẩm bẩm. Thiên hạ võ đạo ai cũng tương thông, luyện thể thuật này cũng có thể có điểm giống nhau thật lớn, xem ra ta phải đi chuẩn bị một ít luyện thể thuật đến nghiên cứu rồi. Hắn đối với Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nói. Phách thiên luyện thể quyết này cường đại, ta cũng không giải thích nhiều làm cái gì, bây giờ ta liền đem thượng bộ công pháp của luyện thể thuật này truyền cho hai người các ngươi. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đều mừng rỡ, sắc mặt vui mừng. Công pháp này cho dù nói nó là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng, ít nhất chủ nhân của nó chính là thiên hạ đệ nhất hàng thật giá thật. Hai người lập tức ngồi xếp bằng, Lý Vân Tiêu dùng thần thức xâm nhập ý thức hải của hai người, đem công pháp khắc vào, loại phương pháp truyền công này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hiệu quả lại tốt nhất. Người thụ công phải hoàn toàn buông ra ý thức hải của mình, cho thần thức của đối phương tiến vào, này phải có tín nhiệm thật lớn, nếu không người truyền công có ác ý. Vậy người thụ công liền hoàn toàn xong đời rồi. Bất quá là mấy cái hô hấp, thượng bộ của phách thiên luyện thể quyết liền truyền cho hai người, Lý Vân Tiêu tiện tay một điểm, liền đem hai người kéo trở về trong giới thần bi, để cho bọn họ chậm rãi lĩnh ngộ. Chính hắn lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức lực lượng biến hóa trong cơ thể, lực lượng phập phồng trong cơ thể, làm cho hắn không nhịn được muốn giống to đại chiến. Rất nhanh, yêu long đem tất cả mảnh nhỏ long xác tán rơi ở bốn phía thu thập. Chừng trên trăm cân, nhưng này chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ bé. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang chớp động, nhẹ giọng thở dài nói. Nếu có cơ hội, xem ra còn phải từ trên người Ngạo Trường Không nghĩ biện pháp. Lai lịch của Ngạo Trường Không cực kỳ thần bí, tựa hồ cùng Thiên Tiệm Nhai có liên quan, có lẽ ta có thể từ Nam Khâu Vũ xuống tay, tính nguy hiểm tựa hồ càng nhỏ. Yêu Long hừ lạnh nói. Vẫn là xem trọng trước mắt đi. Người bất quá là ba sao vũ tôn, còn muốn từ trong tay Ngạo Trường Không đoạt luyện thể thần quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Sẽ xem trọng. Hắn đem yêu long cùng mảnh nhỏ long xác thu vào giới thần bi, nhất thời hóa thành một đạo quang mang, độn xuất bay xa, tuyển một chỗ bí ẩn hạ xuống, tế ra giới thần bi, chính mình cũng nhảy đi vào. Vừa vào giới thần bi, liền lập tức tế ta sơn hà đỉnh, hóa thành một tòa núi cao, dừng ở trên bầu trời bao la. Lý Vân Tiêu không ngừng đánh pháp quyết vào, vận chuyển sơn hà đỉnh, mình thì hóa thành một đạo thanh quang, nhảy vào trong đại đỉnh. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Lý Vân Tiêu cảm thấy cả người muốn bốc hơi lên, nhưng qua một sát na,
độ ấm liền giảm xuống, ngược lại băng lạnh đến mức tận cùng, đúng là khi nóng khi lạnh ở bên trong xoay tròn. Hắn tâm niệm vừa động, cực lạnh cực nhiệt khí lập tức tách ra, cho ra một con đường thông hướng về phía trước, trong nháy mắt một đạo huyết quang chớp động, huyết thú bị nhốt ở trong đó đột nhiên xuất hiện, gào thét đánh tới, khí thế muốn đem Lý Vân Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, không nên cừu hận lớn như vậy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, tràng cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa, hắn cùng huyết thú lập tức từ trong sơn hà đỉnh bước vào giới thần bi, hắn thân hóa lôi điện, để cho huyết thú từ trong thân thể mình xuyên qua. Giống. Huyết thú chụp không, trong khoảng thời gian này tựa hồ nhận hết ủy khuất, tất cả cuồng bạo ở giờ khắc này bộc phát ra, huyết khí phô thiên cái địa vọt lên, hóa ra hình thái vô cùng lớn, thân thể cũng có chút trong suốt, hơn 10 kiện huyền khí ở trong cơ thể không ngừng xoay tròn, tản mát ra lực lượng cường đại, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến toàn thân nó. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, ánh mắt yêu dị nhìn chăm chú, chỉ thấy hai kiện huyền khí đang từ trong cơ thể huyết thú vận chuyển ra, như nguyên khí vòng quanh kinh mạch hành tẩu, trực tiếp vận chuyển tới hai tròng mắt huyết thú, ngay sau đó liền phá thể, từ trong ánh mắt bắn mạnh ra. Hai kiện huyền khí kia đều là tồn tại bát giai, một đao một kiếm, tản mát ra khí lực cường đại, đánh úp về phía Lý Vân Tiêu. Lực lượng bản thân huyết thú cũng không quá mạnh mẽ, nó đáng sợ ở chỗ có thể phát huy ra 100% lực lượng huyền khí, điểm ấy mặc dù là Cửu Thiên Vũ Đế cũng không cách nào làm được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, liền bắn ra hai đạo kiếm quang, trực tiếp xỏ xuyên qua công kích, làm chúng hoàn toàn tổn hại ở giữa không trung. Trong giới thần bi hắn là thần, coi như là cửu giai huyền khí, cũng không có khả năng đả thương hắn mảy may. Lúc trước thiên sư cự nhân thức của huyết thần tử bị hắn tùy ý thu là ví dụ, nhưng hiển nhiên huyết thú này trí nhớ không tốt, sớm đã quên mất. Về phần bát giai huyền khí, hắn ngay cả tâm tư thu cũng không có, trực tiếp bạo nổ là được, điều này làm cho vũ giả nghèo bức trên đại lục làm sao chịu nổi. Huyết thú sừng sốt, lộ vẻ không ngờ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên dễ dàng phá vỡ chiêu thức của nó như thế, đột nhiên giống to lên, mắt lộ ra hung quang, hơn 10 kiện huyền khí trong cơ thể đều tế ra. Trong lúc nhất thời huyến lệ chói mắt, khí uẩn cường đại, đều vây quanh ở bên người nó xoay tròn, cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường đại vọt lên. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lộ ra vẻ ngưng trọng, bát giai huyền khí hắn tự nhiên sẽ không để vào mắt, đều là tiện tay tức diệt. Nhưng truy tử sao cây búa kia là thượng cổ huyền khí, ẩn chứa quy tắc lôi đình, hắn không thể không cẩn thận. Năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, như nghe hồng qua khoảng không, ở dưới hắn chỉ huy. Bạo điệu từng cái bát giai huyền khí. Bang 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 bang. Không trung truyền đến tiếng vỡ vụn, đôi mắt huyết thú mở thật lớn, giống giận cuống quýt, toàn bộ huyền khí trong cơ thể nó, thiên sư cự nhân thức bị bắt, còn lại hủy sạch, giờ phút này chỉ còn chuôi tiểu trùy ở trên bầu trời phát ra quang mang kim sắc, phía trên hiện ra khoa đầu văn, từng đạo lôi đình truyền ra uy áp, ở trên không trung lan tràn, tựa hồ muốn xé mở không gian của giới thần bi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng nói: chính là vì sợ ngươi phá không đào tẩu, lúc này mới chờ tới bây giờ thu thập ngươi. Đại giới thần quyết ở trong hai tay của hắn bay múa thi triển ra, địa vực giới lực hiện lên, nhất thời thiên uy cuồn cuộn, hướng về truy tử trọng điệp gia tăng, trong nháy mắt hóa thành thế giới lực, áp chế lôi đình oai xuống. Lấy truy tử làm trung tâm một mảnh lôi đình chi hải, trong nháy mắt giới lực hiện lên, liền dừng khuếch trương, bắt đầu chậm rãi co rút lại, tựa hồ truy tử cảm nhận được thiên địa uy áp. Khí tức biến yếu, không còn dũng khí kiêu ngạo phóng thích năng lượng. Chính là lúc này, ác linh đi ra, chặt đứt nó cùng truy tử liên lạc. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, năm ngón tay hóa chảo, đem truy tử bị chấn nhiếp chậm rãi hấp tới. Huyết thú ở trong nháy mắt truy tử bị chấn áp cũng choáng váng, lập tức bị ác linh nhảy vào ý thức hải, bắt đầu nắm quyền chủ động thân thể trong tay. Giống giống giống. Nó không ngừng hí giống, quay cuồng. Tựa hồ cực kỳ thống khổ. Lý Vân Tiêu cẩn cẩn rực rực khống chế truy tử, rất sợ nó đột nhiên mất khống chế, mấy hô hấp sau, lúc này mới cảm nhận được một tia huyết thú ấn ký trên truy tử hoàn toàn biến mất, trong lòng mừng rỡ. Ngay lúc này, huyết thú uy hiếp đã loại bỏ, hơn nữa hai kiện cửu giai huyền khí cũng thuộc về hắn. Phía dưới, nhổ ra đại địa tức nhưỡng cho ta. Lý Vân Tiêu ngưng ra một trường ảnh, đột nhiên vỗ xuống. Trong nháy mắt kim quang chụp ở trên người huyết thú, đem nó chấn tan xương nát thịt. Đại lượng huyết châu tán lạc trong không trung, bay nhanh, lần nữa ngưng tụ, biến hóa thành hình thú, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quýt nói.
là ta, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bây giờ đã là ác linh khống chế thân thể, nó rất sợ Lý Vân Tiêu không rõ cho nên ra tay lần nữa, hoảng sợ cuống quýt cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu nhẹ ân một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú xuống, sau khi huyết thú bị một chưởng chụp vỡ, chấn ra đại địa tức nhướng, lớn như nắm tay, trôi nổi ở trong không trung, phát ra ánh sáng màu vàng. Cuối cùng cũng chiếm được. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, liền nhấn đại địa tức nhướng chìm vào vực giới, cả vực giới phát ra tiếng vang nặng nề, tựa hồ bị quán vào năng lượng vô tận, thổ lộ ra hưng phấn. Lúc này ác linh từ trong thân thể huyết thú chậm rãi bay ra, cuộn mình ở trên không trung, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu nói. Chuyện ta đáp ứng ngươi hoàn thành rồi, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Bây giờ nó không có bất kỳ lá bài tẩy nào, chỉ có thể mong chờ Lý Vân Tiêu thủ tín, nếu không nó thật sự xong đời. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm, ngươi nói thân hình vũ đế ta tạm thời không có, ngươi có thể lựa chọn rời đi, hoặc là ở lại trong giới thần bi, chờ ta lấy được một thân thể cho ngươi đoạt xá, chính ngươi tuyển đi. Lúc này ác linh mới thở dài một hơi, xem bộ dáng đối phương cũng không giống như là người nuốt lời, trong lúc nhất thời rối rắm, nếu rời đi, lấy bản lãnh của hắn rất khó cướp lấy thân xác vũ đế, nhưng nếu tiếp tục lưu lại, không thể nghi ngờ là một loại phong hiểm, ngày nào đó người này đột nhiên trở mặt mà nói, vậy mình còn không hôi phi yên diệt. Nó rối rắm một trận, rốt cục cắn răng nói. Ta lựa chọn lưu lại, chờ có thân thể vũ đế, ngươi phải lấy tới một thân xác vũ đế mạnh, không thể gạt ta. Lý Vân Tiêu cười to nói. Yên tâm đi, lưu lại cũng tốt, có lẽ còn có thể giúp chút việc. Sắc mặt ác linh khẽ biến, cả kinh nói. Ta lưu lại chỉ là chờ đợi thân thể, không phải làm công cho ngươi, chúng ta bây giờ quan hệ là hòa bình sống chung, ngươi không thể lợi dụng các loại thủ đoạn đến uy hiếp cùng bắt buộc ta làm việc. Khóe miệng Lý Vân Tiêu nổi lên vẻ tươi cười, liên tục gật đầu nói. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối không bắt buộc ngươi. Nếu muốn ngươi trợ giúp mà nói, ta nhất định sẽ khai ra điều kiện cho ngươi hài lòng, để ngươi lựa chọn. Giờ phút này huyết thú mất đi tất cả huyền khí trong cơ thể, khí tức trên người rơi xuống ngàn dặm, đáng thương phủ phục ở trên mặt đất, như mèo bệnh, không ngừng ngoe nguẩy đầu. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Vật này không biết hấp thu bao nhiêu máu huyết vũ giả ngưng thành, đối với người tu luyện huyết công mà nói không thể nghi ngờ là chí bảo, đối với ta mà nói coi như là tài liệu khó được, rất nhiều thứ tốt cũng có thể cầm nó đi luyện, trước để đó đi. Ác linh nghe mà cả người chấn động, thương hại nhìn huyết thú phía dưới, trong mắt lộ ra ánh mắt đồng tình. Sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, bóng người liền lóe lên, biến mất ở tại chỗ, đi tới trên một khối bình địa, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Cây ma nguyên quả đang cắm rễ ở phía trước hắn, lẳng lặng không nhúc nhích, ngay cả ma khí trên trái cây cũng biến mất, không có mảy may tràn ra, có thể là phát hiện hoàn cảnh thay đổi, vì lẽ đó ẩn giấu khí tức tiến hành tự mình bảo vệ. Lý Vân Tiêu ở bên trái cây đứng một lúc, trên mặt tất cả đều là vẻ trầm tư. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe, yêu long trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, nói. Này bất quá là một bộ tiểu phân thân của ma đầu mà thôi, lẽ nào ngươi còn sợ hắn lật trời? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Tuy là phân thân, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi nói, nếu như ta hút nó vào trong cơ thể luyện hóa, sẽ có tình huống thế nào phát sinh? Thân thể yêu long bỗng nhiên chấn động, sợ hãi nói. Ngươi đang nói đùa sao? Vật này là đại ma phân thân, không phải ma khí phổ thông, nếu như ngươi hút vào trong cơ thể, sợ là cả người sẽ triệt để xong đời. Hừm, ta cũng lo lắng không khống chế được sẽ nhập ma, vì lẽ đó lúc này mới do dự. Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu lộ ra một nụ cười giảo hoạt, xem mà nội tâm yêu long một trận lạnh lẽo. Yêu long cả giận nói. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, lòng hiếu kỳ hại chết người, đạo lý này ngươi vẫn chưa rõ sao. Đây chính là đại ma trấn áp không biết bao nhiêu năm tháng, ngươi thật sự muốn ông cụ thắt cổ, mình muốn chết sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một trận tinh mang, ngâm tiếng nói. Sự tình cũng không hề nghiêm trọng như ngươi nghĩ, ngươi đã quên những người ở hóa thần hải kia sao? Mỗi người bọn họ đều tu luyện ma công, kỳ thắng phong không phải cũng đoạt đế quân tàn thể sao? Nếu như ta có thể thành công luyện hóa ma nguyên quả này, không chỉ có thực lực tăng mạnh, hơn nữa đối với đề kháng ma nguyên lực cũng sẽ tăng lớn, sau đó liền không cần lo lắng ta sẽ nhập ma. Yêu long không nói gì nói. Đã hóa ma thân, ở đâu nhập ma?
Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói. Không thử, làm sao biết? Cả người yêu long đều cụt hứng, hắn biết tính cách của Lý Vân Tiêu, chưa từng có sức mạnh nào có thể ngăn cản hắn thử nghiệm những ý nghĩ mạo hiểm kia, khổ sở nói. Ta còn trông cậy vào ngươi sớm một chút khôi phục lực lượng, thay ta luyện chế thân thể. Hiện tại ta thật lo lắng một khi ngươi nhập ma, không làm chủ được ý nghĩ, liền đem ta luyện hóa mất. Vậy ngươi liền cầu khẩn đi. Lý Vân Tiêu cười to, sau đó liền hướng ma nguyên quả đi đến. Trái cây kia tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, toàn bộ cành lá đều đong đưa, đột nhiên từ trên mặt đất rút rễ lên, hướng về chân trời bỏ chạy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, cảnh tượng bốn phía không ngừng biến hóa, mặc trái cây kia chạy ra sao, đều trước sau cách Lý Vân Tiêu càng ngày càng gần. Nghe đế giả nói, chân ma khí này chính là hỗn độn sơ khai, đạo hóa thành một, một hóa tam thanh, trong đó một tia thanh khí diễn hóa mà đến, như vậy uy năng thậm chí không dưới một huyền khí. Liền để ta nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, đưa tay phải ra liền hướng ma nguyên quả bắt đi. Một đạo ma khí từ trong trái cây xì ra, hình thành một đạo kết giới màu đen, đem tay của hắn ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng vẻn vẹn là trong nháy mắt, kết giới này liền như bọt biển phá nát, bàn tay của Lý Vân Tiêu đột nhiên xen vào trong trái cây đen nhánh, như rơi vào đầm lầy, xuyên thấu vào. Ma nguyên quả ở trong nháy mắt cánh tay Lý Vân Tiêu thăm dò vào, liền vỡ ra, ma khí tứ tán, một đạo hắc quang từ trong đó vọt lên, hướng về bầu trời bỏ chạy. Những ma khí lan ra kia hướng về trên người Lý Vân Tiêu ăn mòn, kề sát ở trên da thịt, thật giống như axit sulfuric không ngừng ăn mòn, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói bất quá là gãi ngứa, hắn giơ tay lên, giữa bầu trời, nam tử dáng dấp đế giả kia bỗng nhiên chịu đến một luồng áp lực thật lớn, liền bị rung động rơi xuống. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, một trường liền bóp lấy cái cổ người kia, sức mạnh quy tắc của giới thần bi ở quanh thân hắn diễn biến, ép tới thân thể ma đầu này dần dần biến hình, ầm một tiếng vỡ nát. Sau khi ma đầu phá nát, hóa thành ma khí đầy trời, theo cánh tay của Lý Vân Tiêu bò lên trên, đem cả người hắn bao vây, từ trong bảy lỗ rót vào trong thân thể, muốn đem hắn triệt để ma hóa. Yêu Long xem mà sợ hãi không ngớt, lập tức hóa thành hình người, trong tay nắm long cốt châu. Chậm rãi vận chuyển long nguyên lực, nếu như Lý Vân Tiêu có nửa điểm dị tượng, hắn liền dự định xuất thủ, thử dùng long tức chân áp ma khí. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu đã đen kịt, bị ma khí bảo vệ, hắn một tay bấm quyết, trực tiếp ở trên không trung ngồi xếp bằng xuống, tiến vào thế giới trong cơ thể, bắt đầu cùng ma khí chiến đấu. Lý Vân Tiêu đầu tiên là sử dụng đại diễn thần quyết, một tia thần dịch lực trên đan điền tựa hồ bị xúc động, lập tức hào quang chói lọi, đi khắp kinh mạch. Hóa thành từng cái khoa đầu văn màu vàng, bảo vệ linh đài. Đem ma khí bốn phương tám hướng tập kích mà đến ngăn lại, chỉ cần linh đài bất diệt, ý thức hải được bảo vệ, liền không sợ ma khí nhập thể. Giờ khắc này bất diệt kim thân của hắn phát huy ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại ma khí cường đại như thế xâm lấn, ánh sáng trên da lui sạch, phía trên ấn các loại hoa văn quái lạ, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa hình thái, tựa hồ đang từng bước xâm chiếm bộ thân thể này. Hai con mắt Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở, hóa thành huyết nguyệt, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ma khí khổng lồ từ trên thân thể dung ra, đem yêu long ở xa xa bước lui mấy chục mét, một mặt kinh hãi nhìn tới. Kiệt kiệt, muốn luyện hóa ta, quá coi thường người, kiệt 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 kiệt. Trong cổ họng Lý Vân Tiêu đột nhiên phát sinh tiếng cười quái lạ, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, dần dần muốn biến thành dáng dấp đế dạ, rất là dữ tợn. Yêu long xem mà hoảng hốt. Lúc này vội vàng xuất thủ, long cốt châu bị hắn triển khai pháp quyết, trực tiếp đánh vào không trung, các loại ánh sáng từ trong long cốt châu phát sinh, diễn hóa ra đồ án, bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, như thần huy, đem Lý Vân Tiêu cháo nhập trong đó. Đồng thời từng đạo long ngữ quỷ dị khó hiểu từ trong miệng yêu long đọc lên, câu cú chấn động ở trong lòng Lý Vân Tiêu, loại bỏ ma chướng. Không cần lo lắng, ta không sao. Con mắt thứ ba trên trán Lý Vân Tiêu mở ra, lộ ra tinh mang điểm điểm, hình ảnh yêu dị trong nháy mắt tận trừ, mở miệng nói. Chân ma khí chính là lực lượng bản nguyên của ma chủ phân thân, tự nhiên có linh trí nhất định, muốn luyện hóa sợ không phải một sớm một chiều có thể được. Ở trong giới thần bi ta sẽ không có việc, người cứ yên tâm đi, thế nhưng đi ra ngoài liền phiền phức. Yêu Long cả kinh nói. Bảo ngươi không nên chơi, hiện tại như thế nào cho phải. Không có việc gì, kiệt kiệt,
người cũng quá để mắt mình, nếu biết ta chính là ma chủ phân thân, còn dám cản rỡ như thế. Hoa văn trên thân thể Lý Vân Tiêu không ngừng tách ra tổ hợp biến hóa, tựa hồ đem một loại cấm chế cùng trận pháp nào đó ấn ký ở trên người hắn, khuôn mặt lần thứ hai vặn vẹo, hóa thành dáng vẻ đế dạ, lạnh giọng nói. Chán ghét! Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo ma khí bắn nhanh ra, lập tức đánh vào trên cốt châu, đem hạt châu kia ô nhiễm, long tức thuấn diệt. Lực lượng phản phệ càng là xuyên thấu qua hạt châu kia, chấn động nhập trong cơ thể yêu long, để hồn thể của hắn một trận lay động, liên tiếp lui về phía sau. Dĩ nhiên mạnh như thế. Yêu long biến sắc, ma đầu này mạnh vượt xa hắn tưởng tượng, Lý Vân Tiêu dĩ nhiên cùng thứ này chống lại, để hắn không nhịn được đáy lòng phát lạnh, cả giận nói. Người điên, thật là một người điên, đáng đời. Tay phải của Lý Vân Tiêu kịch liệt run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt, các loại vẻ mặt đều có, tựa hồ đang tranh cướp quyền khống chế. Rốt cục tay phải kết ra một đạo quyết ấn, phía trên lóe lên ánh sáng, một tia sáng trắng hiện lên ở lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, khiến nội tâm người ta ấm áp. Trung tâm bạch quang chính là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, một khi xuất hiện, lập tức cùng thần thể của Lý Vân Tiêu lẫn nhau chiếu rọi, bạch quang chiếu rọi xuống, thân thể Lý Vân Tiêu nhất thời bắn nhanh ra từng đạo minh nguyệt thần quang, xua tan ma văn trên da, vẻ mặt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Hô, có chút vướng tay chân, người không có sao chứ? Lý Vân Tiêu thở dài, cười khổ nói với Yêu Long. Yêu Long cả giận nói. Có điểm vướng tay chân, ta xem là muốn triệt để xong đời, ở trong giới thần bi còn như vậy, nếu như đi ra ngoài, người còn có thể duy trì thần thức tỉnh táo chốc lát sao? Lý Vân Tiêu than thở. Có bỏ mới có được, tuy rằng ma khí nhập thể nguy hiểm rất lớn, nhưng chỗ tốt cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Giờ khắc này chân ma khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đan điền ta, sợ là rất nhanh sẽ có thể thăng cấp. Mới vừa nói xong, trên người liền nổi lên một ánh hào quang, chính là dấu hiệu vũ tôn đột phá. Thời điểm hắn thu lấy chân long chi lệ, dựa vào khô lâu trợ giúp liền phá nhị tinh, đến hiện tại bất quá nửa tháng, trực tiếp đột phá đến tứ tinh vũ tôn, hơn nữa ma khí này tựa hồ cuồn cuộn không ngừng, còn dội rửa thân thể của hắn, kịch liệt tăng trưởng. Yêu Long hừ lạnh nói. Lấy hay bỏ điều kiện quá mức chênh lệch, người cái được không bù đắp đủ cái mất. Con mẹ ngươi, còn lại nhải, có phiền hay không? Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt thăng cấp, khuôn mặt lần thứ hai trở nên dữ tợn, phía trên lít nha lít nhít hoa văn, lan tràn đến mi tâm, bị một nguồn sức mạnh ngăn trở, không cách nào xâm nhập mảy may, hắn căm tức nhìn Yêu Long quát lên. Dài dòng một câu nữa, còn chưa nhập ma liền đem ngươi luyện hóa. Trong lòng Yêu Long cả kinh, giờ khắc này dáng vẻ của Lý Vân Tiêu xác thực là linh đài thanh minh, nhưng trong đôi mắt lại có một luồng lệ khí, tựa hồ bị ma khí ảnh hưởng, tính tình trở nên thô bạo. Mà ánh sáng minh nguyệt trên thân thể cũng đang chậm chậm biến mất. Đột nhiên một nguồn sức mạnh ngang trời mà đến, chỉ thấy một bóng người rơi xuống, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước người Lý Vân Tiêu, ân cần nói. Tập trung ý chí. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, người đến thiên ảnh chắc chắc. Một mùi thơm ngát nhàn nhạt nức mũi, chính là Lạc Vân Thường, nàng triển khai ra Cửu Dương Chân Quyết, lập tức cùng minh nguyệt thân của mình chiếu rọi lẫn nhau, dần dần đem cỗ khí tức thô bạo kia áp chế xuống. Giờ khắc này Đông Hải Nguyệt Minh Châu còn trôi nổi ở trên bầu trời Lý Vân Tiêu, chỉ là sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, tùy thời sẽ tắt. Giờ khắc này cả người Lạc Vân Thường bao phủ ở trong một mảnh hồng vân, phảng phất như ánh nắng ban mai, một mảnh chiều dương bừng bừng. Cùng minh nguyệt thần quang của Lý Vân Tiêu lẫn nhau dung hợp. Yêu Long cả kinh, hắn vẫn luôn không để ý qua tu vi của Lạc Vân Thường, giờ khắc này vừa thấy, dĩ nhiên đã là vũ tôn. Cửu dương thần thể của Lạc Vân Thường vừa hiện, ánh sáng minh nguyệt trong cơ thể Lý Vân Tiêu nhất thời phá thể mà ra, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, đem lệ khí đầy người áp chế xuống, trong lòng một mảnh thanh minh. Lý Vân Tiêu hơi kinh hãi, cũng cảm nhận được tính cách lúc trước của mình biến hóa vi diệu. Lập tức nhắm hai mắt, bắt đầu cùng Lạc Vân Thường song tu. Ánh sáng hai đạo thần thể tựa sát dung hợp lẫn nhau, dần dần biến thành một luồng khí tức an tường lan tràn ở bốn phía, Yêu Long hơi sững sờ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít hiện nay chân ma khí là bị áp chế xuống, nhưng tóm lại vẫn là mầm họa to lớn, hắn không khỏi đối với tính cách mạo hiểm của Lý Vân Tiêu cảm thấy tức giận. Tuy ở trong thần bi cơ bản sẽ không phát sinh bất ngờ gì, nhưng Yêu Long vẫn hóa thành long thân. Xoay quanh ở trên bầu trời hai người, lẳng lặng hộ pháp,
hơn nữa khí tức an lành thủy dung giao hòa kia, để hắn cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái, lập tức liền đi vào vong ngã chi cảnh. Thời gian điểm điểm trôi qua, hai người tu luyện một thoáng như vậy, liền đã qua 3 tháng dài. Mãi đến khi trên người Lý Vân Tiêu nổi lên một đạo ánh sáng thăng cấp, đột phá đến ngũ tinh vũ tôn, mới từ loại trạng thái kia tỉnh lại. A, ngươi tỉnh. Lạc Vân Thường a một tiếng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, ân cần nói. Hiện tại cảm giác làm sao? Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp nàng quyến rũ mê người, trong lòng nổi lên một trận cảm giác khác thường. Lạc Vân Thường phát hiện đối phương thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, nhất thời mặt đỏ lên, sẵn giọng. Hỏi ngươi đó. Nhưng trong lòng không khỏi thiết hỉ, nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới lần trước cục diện lúng túng, lại là một trận e thẹn, hồng lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Khá, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ta cũng đột phá nhất tinh, vì sao tu vi của ngươi không động chút nào? Lẽ nào sau khi cửu dương thân thể bước vào vũ tôn, mỗi thăng một cấp là dị thường khó khăn? Lúc này sắc mặt của Lạc Vân Thường mới thoáng khôi phục, lắc đầu nói. Nếu như không đúng phương pháp, sẽ là như thế. Ta nhớ sư tôn từng nói, cửu dương thần thể bước vào vũ tôn, nhất định phải đi tới một nơi, mới có thể mở ra cửa lớn về sau. Ồ, còn có tình huống như vậy, là nơi nào? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Chỗ kia là ở trong Thần Tiêu Cung. Lạc Vân Thường cười nói. Là địa bàn của Thần Tiêu Cung, nhưng không ở trong Thần Tiêu Cung, tình huống cụ thể ta cũng không quá sáng tỏ, đợi ta đi tới sẽ biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đã như vậy, vậy đi rồi hãy nói, ta cùng ngươi đi. À, không cần, ta đi tới liền có thể. Tuy trong lòng Lạc Vân Thường vui vẻ, nhưng kiên quyết từ chối, nghiêm mặt nói. Đây là bí mật nội bộ của Thần Tiêu Cung chúng ta, bất tiện cho người khác biết được. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy Lạc Vân Thường kiên quyết, mới gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận. Nơi đây gần truyền tống đại trận đi tới huyết thần cung, ta dẫn người đi. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng đáp lại một thoáng, thanh như mũi kêu. Ai, phiền phức tới rồi. Đột nhiên yêu long quái lạ nói một tiếng, liền hóa thành một ánh hào quang không thấy. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng chạy như bay tới, hóa ra quang ảnh thật dài, chính là Đinh Linh Nhi, gò má hơi đỏ lên nói. Nguyên lai Vân Thường tỷ tỷ cũng ở đây. Lạc Vân Thường nhớ tới việc ngày đó bị Đinh Linh Nhi đánh vỡ, không khỏi cảm thấy dị thường lúng túng, gò má đỏ chót. Bầu không khí vi diệu ở giữa ba người tản ra, rất lúng túng. Đinh Linh Nhi thân ở trong thương hội lâu, đúng là am hiểu điều hòa bầu không khí, vội hỏi. Vân Thường tỷ tỷ, Vân Thiếu, ta là tới chào từ biệt với các ngươi. Chào từ biệt. Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường đồng thời kinh hô một tiếng. Hai người có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại đồng thời mở miệng hỏi. Tại sao? Lần này ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, mau mau ngậm kín miệng không nói nữa. Trong lòng Đinh Linh Nhi sinh ra một luồng ghen tuông, thầm nói, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng ăn ý như vậy, nghĩ tới đây một trận âm u, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Ta ở trong giới thần bi thời gian đã lâu, sau trận chiến ở Tống Nguyệt Dương Thành. Tình huống của Thương Minh cùng Thiên Nguyên Thương Hội hiện tại ta hoàn toàn không biết, hơn nữa mọi người cũng không biết ta sinh tử, sợ đã gây nên không ít gợn sóng, hiện tại ta nhất định phải lộ diện, bằng không Thiên Nguyên Thương Hội sẽ loạn tung lên. Lạc Vân Thường cẩn thận hỏi, là vì nguyên nhân này sao? Không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Đinh Linh Nhi cười khổ nói, Vân Thường tỉ tỉ hỏi thật kỳ quái a, chẳng lẽ còn bởi vì nguyên nhân gì khác? Lạc Vân Thường vội vàng lắc đầu nói. Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nhưng nàng lập tức lại bổ sung một câu nói. Kỳ thực ta cùng Vân Thiếu trong lúc đó không có cái gì. Nội tâm Đinh Linh Nhi càng khó xử, nói lầm bầm. Tỷ tỷ làm sao càng ngày càng kỳ quái. Ta có nói ngươi cùng Vân Thiếu có cái gì đâu. Còn có, các ngươi trong lúc đó có cái gì hay không, liên quan gì tới ta. Ha ha. Nàng cuối cùng tự giễu nở nụ cười mấy lần, càng cảm thấy một trận oan ức. Nguyên bản là đến nói lời từ biệt, muốn tác thành cho bọn hắn, nhưng sắp chia tay, vẫn là không nhịn được ghen tuông quá độ, nội tâm càng là mạc danh oan ức, nàng vội vàng vận công niêm phong lại nước mắt của mình, sợ không nhịn được rơi lệ khiến người ta chế giễu, nhưng càng như vậy, càng cảm thấy viền mắt cay xót.
Lạc Vân Thường lập tức phát hiện mình giải thích loạn thêm phiền, nhất thời ấp úng không biết như thế nào cho phải. Lý Vân Tiêu lúng túng cười nói. Ha, ha ha, đều đi cũng tốt, bên trong giới thần bi sẽ thanh tịnh nhiều, hy vọng các ngươi đi lâu một chút, không nên nhanh trở về. Đinh Linh Nhi sững sờ nói. Có ý gì, tỷ tỷ cũng muốn đi. Lạc Vân Thường gật gật đầu, đem tình huống của mình nói một thoáng. Nguyên bản có ngươi ở, ta còn có thể thoáng yên tâm, hiện tại tất cả mọi người đi, ai tới quan tâm chiếu cố Vân Thiếu. Viên mắt Đinh Linh Nhi hơi đỏ lên, đột nhiên cảm thấy mình vừa nãy ghen tuông quá độ thực sự là không nên, vội vàng nói. Tiểu muội là có việc trong người, không thể không đi, tỷ tỷ có thể ở thêm một thời gian. Lạc Vân Thường lắc đầu nói. Việc tu luyện, không thể bị dở dang. Trong lòng nàng một trận phiền muộn, lâu như vậy tới nay cơ bản là dậm chân tại chỗ, tuy rằng trốn ở trong giới thần bi cũng không đến nỗi lùi về sau. Nhưng nội tâm bởi vì không cách nào trợ giúp Lý Vân Tiêu mà cảm thấy khổ sở, vì lẽ đó khoảng thời gian này đến nay, đều là mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, Lý Vân Tiêu cho nàng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cũng tiêu hao gần đủ rồi, thêm vào Cửu Dương Thần Thể thể chất đặc thù, ở Vũ Hoàng đến Vũ Tôn tiến chiến cực nhanh. Đáng tiếc sau khi tiến vào Vũ Tôn liền xuất hiện bình cảnh, ban đầu nàng còn muốn tự mình thử đột phá, nhưng rốt cục phát hiện không thể ra sức, nhất định phải đi tới chỗ Sư Tôn từng nói. Lúc này mới lưu luyến không rời đến nói lời từ biệt, nhưng vừa vặn gặp phải Lý Vân Tiêu nhập ma. Cùng thần thể của Lý Vân Tiêu hòa vào nhau tu luyện lâu như vậy, đối phương lên cấp là muôn vàn khó khăn cũng lên một cấp, càng là kiên định ý nghĩ nàng rời đi. Đinh Linh Nhi làm sao không phải như vậy, nếu không nghĩ đến sự tình thương hội trọng đại, căn bản là không có cách thiếu nàng, là sẽ không cam lòng rời đi. Hai người ở trong mắt đối phương tựa hồ đều nhìn thấu tâm tư lẫn nhau. Đột nhiên nhìn nhau nở nụ cười. Đinh Linh Nhi cười nói. Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Lạc Vân Thường gật đầu nói. Tuy rằng phương hướng không giống, nhưng cũng phải đi huyết thần cung truyền tống trận, cũng coi như là một đường. Hai người nở nụ cười, nhất thời có loại cảm giác thiên không rộng mở, tuy rằng không hề làm gì cả, nhưng Lý Vân Tiêu cảm thấy có loại ảo giác bầu trời hữu tình, nhìn bóng lưng hai người dắt tay mà đi, cảm thấy nội tâm một trận quái lạ. Ai? Đột nhiên giữa bầu trời truyền đến tiếng thở dài của Hắc Liên Thiếu Hoàng, động tình nói. Đa tình tự cổ thường lưu hận. Trong hư không truyền đến âm thanh rất nặng, âm thanh của Hắc Liên Thiếu Hoàng dừng lại, chỉ nghe Mạc Tiểu Xuyên nói. Không có chuyện gì, Vân Thiếu, mời tiếp tục. Lý Vân Tiêu một mặt bạo hãn, bóng người lóe lên liền rời khỏi giới thần bi, tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình một chút, chân ma khí đã bị minh nguyệt thần thể của mình áp chế lại. Nhưng chính như yêu long lo lắng, không biết có thể áp chế bao lâu. Bất quá hấp thu ma nguyên quả mang đến chỗ tốt cũng rất to lớn, không chỉ để hắn lên hai cấp, hơn nữa đối với ma khí ăn mòn chống lại cũng kịch liệt tăng mạnh. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, hai tay ở trước người chậm rãi sử dụng tới một phù hiệu quái lạ, là do một đoàn ma khí biến thành, giống như ma văn quyết ấn của đại ma kia. Hừm, quả nhiên hữu dụng. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng. Hắn luyện hóa ma nguyên quả, ý nghĩ lớn nhất là tu luyện chân ma pháp tướng, trong lòng hơi diễn luyện yếu quyết pháp tướng một lần, cơ bản có thể thông hiểu đạo lý, nhưng giờ khắc này ma đầu vừa nhập thể, hắn cũng không dám tùy ý triển khai ra, chỉ lo mình lần thứ hai mất khống chế. Âm thanh của yêu long truyền đến nói, ta ngược lại nghĩ đến một vật có thể tăng lên lực lượng thần thể của ngươi, đó là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Hơn nữa nơi truyền thừa mà ngươi thu được thần thể. Tựa hồ cũng cùng lực lượng Minh Châu này có liên hệ rất lớn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vật ấy ta cũng nghĩ đến, bằng không vừa nãy chân áp ma đầu sẽ không lấy ra. Đông Hải Nguyệt Minh Châu chính là Đông Hải sản xuất cực bảo, tương truyền nếu như có thể thu thập 24 viên, có thể bày xuống một dị tượng tuyệt mỹ tên là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, có thể giải trừ cùng chân áp tất cả ma tượng. Yêu Long nói. Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ta cũng đã từng nghe nói. Nhưng nghe đồn lớn hơn chân thực. Tổng thể không đến nỗi đã biến thành ma nô cũng có thể bị tiêu trừ đi. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Cái vấn đề này của ngươi rất tốt, đợi ta thu thập được 24 viên, liền đi tìm một ma nô đến thử xem, nếu như có thể được, này lại nhiều một thủ đoạn đối phó ma đầu. Yêu Long không còn gì để nói. Ta khuyên ngươi muốn đối phó ma đầu, vẫn là đi tìm Kỳ Thắng Phong A. Ma nguyên tỏa trong tay hắn ngược lại thật sự là một kỳ vật. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói.
Ta sớm có dự định này, bằng không làm sao sẽ lấy tới một tấm hóa thần hải thông hành lệnh, vô luận Kỳ Thắng Phong có thể luyện hóa đế quân tàn thể hay không, khẳng định cũng sẽ về hóa thần hải. Ân, xem ra ta trước tiên cần phải đi Hồng Nguyệt Thành một chuyến, ở đó là Đông Vực Thánh Địa, hẳn có thể thu thập được không ít đặc sản Đông Hải, bao quát Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Sau khi hắn quyết định, liền thu hồi giới thần bi, hóa thành một ánh hào quang hướng về phương hướng huyết thần cung bay đi. Mai Cốt Sơn vẫn quy huyết thần cung trưởng quản, là danh sơn bảo địa có tiếng của Đông Vực, vô số vũ giả ẩn núp trong đó tu hành, nhưng sau chuyện đại ma, phong ấn mở ra, cùng với biến cố theo đến là linh khí bắt đầu trôi đi, biến thành nơi vô bổ, thêm vào ma kiếp để quá nhiều vũ giả vẫn lạc, Mai Cốt Sơn đã từng danh dương thiên hạ, bảo địa của tán tu tụ tập lập tức trở nên hoang vu. Lý Vân Tiêu Lâm không bay ra Mai Cốt chi địa, thần niệm một đường đảo qua, phát hiện vũ giả chỉ vẻn vẹn có hơn 10 người, hơn nữa đều là thực lực thấp kém, chỉ nghe hai người ở phía dưới thấp giọng nói nhỏ. Sư huynh, quả nhiên miễn phí sẽ không tốt ha, nơi đây linh khí không lớn bằng lúc trước, chẳng trách người huyết thần cung hủy bỏ thu phí. Phải a, sớm biết trở nên như vậy, sẽ không cần chúng ta tiêu tốn lượng lớn nguyên thạch truyền tống đến, lần này ngay cả nguyên thạch di chuyển cũng thu không trở về. Bất quá ít người cũng có chỗ tốt của ít người, chúng ta tu luyện sẽ không có người quấy rầy. Vô luận là ở đâu, chỉ cần đi cùng sư huynh, liền vượt qua bất kỳ linh sơn bảo địa. Ai, vũ đạo duy gian, sư huynh chỉ muốn một lòng chứng vô thượng đỉnh cao, ngoài ra trong lòng không có suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tại sao, vũ đạo đỉnh cao liền hấp dẫn ngươi như thế sao? Nếu như người mình yêu cũng không để ý, muốn vũ đạo đỉnh cao cần gì dùng? Sư huynh, ta sẽ không từ bỏ, chết cũng muốn cùng với ngươi. Ngươi làm sao ngoan cố như vậy đây? Ai, được rồi, sư huynh bị chân tình của ngươi đánh động, chúng ta liền vĩnh viễn cùng nhau đi, sư đệ. Lý Vân Tiêu một mặt bạo hãn, suýt chút nữa ói đi ra, thân thể run cầm cập mấy lần, liền vội vàng bay ra Mai Cốt chi địa, tới dưới chân núi huyết thần cung, lúc này mới để Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường đi ra, ba người đồng thời sóng vai mà đi. Trên đường đi về huyết thần cung cũng có không ít người, so với bình thường náo nhiệt hơn nhiều, nhưng việc ma kiếp kinh động quá to lớn, không ít người xem trò vui, còn có muốn tới đây kiếm lợi, nối liền không dứt, cũng nghe được không ít người nghị luận sôi nổi. Ngay cả siêu phẩm huyền khí cũng xuất hiện, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hư không vũ đế đại nhân bị đánh hộc máu, sau đó nghĩ đến thiên hạ muôn dân, nghĩ đến bách tính, lúc này mới liều mạng một hơi bạo phát, đánh chạy ma đầu. Thánh vực cùng người hóa thần hải đều đến điều tra qua mấy lần, đã không có bất kỳ manh mối, nghe nói khoảng thời gian này này hai đại thế lực đều mở hội khẩn cấp, tìm đối sách vây quét ma đầu. Thánh vực càng là phái ra mấy tên cục trường cầm đầu đội hình, vây quét ma đầu khắp thiên hạ. Huyết thần cung ở trong lần đại chiến này tổn thất nặng nề, cao thủ vũ đế hầu như chết hết, còn lại mấy người cũng trực tiếp bế quan, sợ là tu vi sẽ rơi xuống ngàn dặm. Mấy năm qua bá chiếm lực lượng tài nguyên của Mai Cốt chi địa, thêm vào Hồng Nguyệt Thành dung túng, phát triển cực nhanh, không nghĩ tới nói bại liền bại, thực sự là nhân sinh vô thường a. Mai Cốt chi địa mở ra địa mạch phong ấn, lượng lớn bảo bối thời thượng cổ vẫn lạc hạ xuống đã bị những vũ giả nắm giữ thần thông kia giành trước cướp đoạt một lần, hiện tại những người đi Mai Cốt chi địa kia, nhiều là muốn chiêm ngưỡng vết tích của hư không vũ đế đại nhân chiến đấu. Dọc theo đường đi, tất cả đều đang thảo luận việc ma kiếp lần này, ba người Lý Vân Tiêu nghe được, lập tức đối với thế cuộc cũng có hiểu rõ nhất định, chỉ bất quá nội dung hữu dụng cũng không nhiều. Đinh Linh Nhi lo lắng nói, việc ở Tống Nguyệt Dương Thành, đối với đại lục ảnh hưởng sẽ không dưới ma kiếp, nhưng chưa từng nghe có người thảo luận, cũng không biết hiện tại Thương Minh cùng Thiên Nguyên Thương Hội thế cuộc làm sao. Lý Vân Tiêu an ủi, tuy rằng ngươi là người tâm phúc của Thiên Nguyên Thương Hội, thế nhưng cơ cấu khổng lồ như vậy, cũng không phải nói thiếu ngươi liền lập tức xảy ra vấn đề. Hơn nữa loại tình huống trước mắt này, ta phỏng chừng phụ thân ngươi cũng có thể sẽ ra mặt. Trong lòng Đinh Linh Nhi chấn động, sắc mặt khẽ biến thành có chút khó coi nói. Ngươi cũng cảm thấy phụ thân ta là dấu tài, cố ý ẩn giấu thực lực. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, từ tốn nói. Ngươi chớ sốt sắng, tuy rằng Đinh Sơn này ta chưa có tiếp xúc qua, nhưng có thể khởi đầu Thiên Nguyên Thương Hội, đồng thời đưa nó xâm nhập vào một thành viên trong Thương Minh trưởng ban trị sự, làm sao cũng sẽ không là tồn tại đơn giản. Hơn nữa Vũ Văn Bác chết. Nói về việc này, thân thể mềm mại của Đinh Linh Nhi nhìn không được run rẩy,
cái này cũng là then chốt mà nàng vạn vạn không nghĩ ra. Vũ Văn Bác kiên quyết sẽ không ở trước khi chết cùng Lý Vân Tiêu đùa giỡn, hơn nữa lúc đó toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành, đến cùng là người phương nào có thực lực giết chết Vạn Bảo Lâu Tam trưởng lão. Lý Vân Tiêu than thở. Ta cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng hung thủ giết Vũ Văn Bác là phụ thân ngươi, độ khả thi rất lớn. Lúc đó truy sát Vũ Văn Bác, thực lực những người kia cũng không mạnh, nói cách khác trước đó Vũ Văn Bác liền bị người diệt thân thể, chỉ còn dư lại băng phách tàn hồn. Mà ở tình huống kia hắn không đi Vạn Bảo Lâu cầu viện, trái lại tìm đến ta thực lực cực thấp, chứng minh Vạn Bảo Lâu hắn không dám đi. Trong đầu Đinh Linh Nhi trống rỗng, những suy đoán này nàng làm sao chưa hề nghĩ tới, chỉ bất quá mỗi khi nghĩ tới đây, liền không dám suy nghĩ nữa, bởi vì kết quả nàng suy đoán cùng Lý Vân Tiêu suy đoán không khác nhau chút nào. Lạc Vân Thường cả kinh nói. Vân Thiếu lại ý nói, phụ thân của Linh Nhi muội muội ẩn thân ở Vạn Bảo Lâu. Sắc mặt Đinh Linh Nhi trắng bệch, kết luận rõ ràng như vậy, ngay cả Lạc Vân Thường cũng có thể nói ra, chỉ là nàng vẫn không dám đi tin tưởng. Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp của nàng, có chút không đành lòng nói thêm gì nữa, than thở. Linh Nhi, ngươi không cần chú ý, lần này trở lại ngươi có thể cẩn thận quan sát một chút. Nếu như ta không đoán sai, giờ khắc này Thiên Nguyên Thương Hội thiếu ngươi không chỉ không loạn, trái lại phạm vi thế lực càng thêm khuếch đại ra. Lạc Vân Thường hoài nghi nói. Nhưng mà, lúc đó ở tình huống kia, nếu như Đinh Sơn ở đó, cũng chưa chắc có thể tránh được câu xá chi trận của Đại Yêu. Nếu như, Lý Vân Tiêu ngắt lời nói, suy đoán của ngươi tuyệt đối không thể, nếu như lúc đó Đinh Sơn thật sự ở đó, những yêu tộc kia là không đủ để xúc phạm tới hắn. Lúc đó tình thế nguy cấp, chúng ta đã rời đi trước, chuyện phía sau không có bất cứ tin tức gì, có thể là Thương Minh lấy một chút biện pháp phong tỏa tin tức cũng khó nói, khúc chiết trong đó trong lúc nhất thời khó có thể suy đoán. Sắc mặt Đinh Linh Nhi thoáng chuyển biến tốt một chút, ổn định tâm tình nói. Tống Nguyệt Dương Thành bị hủy, Thương Minh biến đổi lớn, đại sự như vậy, cho dù muốn giấu cũng không che giấu nổi. Huống hồ lúc đó còn có Đao Kiếm Tông thiếu chủ cũng tham dự, bây giờ không nghe đến một chút phong ba, có thể là bình tĩnh trước bão táp lớn hơn. Nàng dù sao cũng là người ở Thương Minh chủ trì đại cục nhiều năm, dòng suy nghĩ rất nhanh liền làm rõ, nhẹ giọng nói. Đợi ta trở lại, nếu thật như Vân Thiếu nói, vậy cũng vừa vặn, ta có thể thả xuống trách nhiệm. Chỉ là, trong mắt nàng lộ ra vẻ lo âu, hơi có chút run rẩy nói. Nếu như Vũ Văn Bác thực sự là phụ thân ta giết, Vân Thiếu ngươi sẽ làm như thế nào? Thân thể của Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường đều chấn động, ba người đồng thời rơi vào trầm mặc, này xác thực là vấn đề khiến người ta không thể trả lời. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Món nợ của Vũ Văn Bác nhất định phải thanh toán, nhưng nếu thật là phụ thân ngươi gây nên, ta có thể lưu hắn một mạng. Đinh Linh Nhi viền mắt ửng đỏ, Vân Thiếu cùng phụ thân đánh nhau, là cục diện nàng không muốn nhìn thấy nhất. Như vậy, liền đa tạ Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu lập tức hóa giải đi sắc mặt tái nhợt, than thở. Có thể sự tình cũng không phải chúng ta nghĩ như vậy, nhưng dù như thế nào, Đinh Sơn là phụ thân ngươi, ta sẽ tận lực khắc chế mình. Đinh Linh Nhi một trận ngưng ế, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người lập tức trở nên trầm mặc. Chậm rãi tiến lên ở trên đường nhỏ, rất nhanh liền đến chỗ truyền tống của huyết thần cung. Tổng cộng có 5 cái truyền tống trận, 4 nhỏ 1 lớn, không ít người đều xếp hàng chờ đợi, bởi truyền tống là thu phí theo số lần, mà không phải nhân số, vì lẽ đó rất nhiều người châu đầu ghé tai, hỏi dò chỗ cần đến lẫn nhau, nhìn có thể kết nhóm, có thể giảm không ít phí dụng hay không. Huynh đài, người đi đâu? Nếu đi tới Kiến Nghiệp Thành, có thể tiện đường hay không? Tại hạ đi Biện Thông Thành, bất quá đi đường vòng Kiến Nghiệp cũng được, có thể ít đi 3.000 viên trung phẩm nguyên thạch, mặc dù tiêu tốn nhiều chút tinh lực, nhưng cũng đáng. Ha ha, vậy cùng đi, nếu huynh đài không trực tiếp đi Kiến Nghiệp Thành, phí dụng kia ta liền thêm một ít. Rất tốt, loại kết bạn trò chuyện bớt tiền lộ phí này đâu đâu cũng có, nghe mà cường hào Lý Vân Tiêu một trận cau mày. Tiểu huynh đệ, không biết ba vị đi tới nơi nào. Một lão đầu nhỏ bé nhanh nhẹn cười hì hì đi lên phía trước, ánh mắt không ngừng đánh giá, một bộ rất thành thạo lão luyện. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Bất luận đi đâu, đều không có hứng thú kết nhóm, ngươi tìm người khác đi. Ồ, lão đầu kia sững sờ, lập tức lộ ra miệng đầy răng vàng, cười nói. Thật có khí phách ha, xem ra nhất định là đại thế gia công tử.
cha cha, hai vị hồng nhan này cũng là mỹ nữ đỉnh cấp, không biết có thể mang lão đầu ta cùng đi không, lão đầu ta rất nghèo, thực sự là không trả nổi truyền tống phí. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, con mắt không bị phát hiện co rụt lại, lập tức lạnh lùng nói. Không trả nổi liên quan gì đến ta, ăn mày lăn. Lão đầu sững sờ, lập tức oa oa hét lớn. Người người trẻ tuổi này cũng quá không có lòng thông cảm a. Lan truyền đi danh tiếng sẽ không tốt. Lạc Vân Thường cười nói. Người lão giả này rất thú vị, người đi đâu? Nếu như tiện đường, chúng ta liền dẫn ngươi. Con ngươi lão đầu đảo một vòng, khà khà cười nói. Vị tiểu huynh đệ này đi đâu, ta liền đi tới đó. Lý Vân Tiêu đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, giận dữ hét. Tất cả im miệng cho ta, truyền tống trọng địa, không được trâu đầu ghé tai, nếu có phát hiện kết bạn trốn phí, nộp nguyên thạch sẽ tịch thu nguyên thạch. Tên gào thét kia chính là người quản lý của huyết thần cung ở chỗ này, hắn chậm rãi bay lên, đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Đều xếp thành hàng cho ta, nếu để cho ta phát hiện trâu đầu ghé tai hoặc là lén lút truyền âm, phí dụng truyền tống trực tiếp tăng gấp đôi. Tất cả mọi người biến sắc, đều là giận mà không dám nói gì, tuy rằng thực lực huyết thần cung tổn thất lớn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội. Hừ, một đám cùng bức, không có tiền cũng muốn truyền tống, mình không biết bay sao. Tên phụ trách kia không keo kiệt chút nào mắng, nước miếng văng tung tóe. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường, không nhịn được hút ngụm nước miếng, sau đó liếc nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt rốt cục kéo xuống, trầm giọng nói. Tên tiểu tử kia, ngươi lại đây. Tất cả mọi người hiếu kỳ theo ánh mắt người phụ trách kia nhìn tới, rốt cục đồng thời rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lúc này lão giả kia sau khi ngẩn ra, liền lộ ra vẻ mặt chúc ngươi nhiều may mắn, cũng trực tiếp tiến vào trong đám người. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Ngẩng đầu nói. Gọi ta. Người phụ trách kia khẽ hừ một tiếng, đưa ngón trỏ ra câu mấy lần, ra hiệu hắn đi qua. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia bất đắc dĩ, cõi đời này ngu bức làm sao nhiều như vậy, hắn giống như nhìn người ngu nhìn người kia một chút, liền nghiêng đầu, không thèm để ý. Tên phụ trách kia thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Gọi ngươi lại đây nghe thấy không? Lý Vân Tiêu ngoáy lỗ tai, nhàn nhạt nói. Có cái gì nói thẳng đi, ta có chút mỏi lưng đau chân, bất tiện đi lại. Tất cả mọi người đều nghe mà sững sờ, thiếu niên này thật là đủ cẩu đảm a, ở địa bàn của huyết thần cung còn dám lớn lối như vậy. Tên phụ trách kia cũng ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dám cản rỡ như thế, con mắt hắn ngưng lại, lạnh lùng nói. Ta nhìn dáng vẻ ngươi rất quen mắt a, có phải ở nơi nào thấy qua hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích. Tháng trước thời điểm huyết thần cung đem Mai Cốt Chi Địa niêm phong lại tìm hắn, đem tướng mạo của hắn hầu như truyền khắp, phỏng chừng người trước mắt này đã quên, liền lạnh nhạt nói. Ta trí nhớ không tốt, không nhớ ra được thấy qua ngươi. Người kia đem lửa giận áp chế lại, cười gằn nói. Không nhớ ra được không cần gấp gáp, hiện tại huyết thần cung chúng ta vừa vặn thiếu người, định đem hai vị cô nương bên cạnh ngươi trưng dụng, ngươi có hứng thú gia nhập vào hay không? Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường đều là một trận lửa giận nổi lên, trong mắt hàn quang điểm điểm, hóa ra là thấy sắc nảy lòng tham, hướng về phía các nàng đến. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Gia nhập vào các ngươi làm cung chủ, thiết, không có hứng thú. Ha ha, làm cung chủ, cười chết ta, thực sự là không muốn chết sẽ không phải chết a. Người phụ trách kia âm lãnh đi tới, khí tức trên người dần dần kéo lên, thẳng tới vũ tôn đỉnh cao. Hiện tại vũ đế cao thủ của huyết thần cung tổn thương không còn mấy cái, vũ tôn đỉnh cao như hắn đã là tu vi khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút buồn cười, cười nói. Ngươi cũng biết câu không tìm đường chết sẽ không phải chết này. Cười, ta cho ngươi cười đủ. Tên phụ trách kia đột nhiên nổ lên, vẻ mặt khinh bỉ của Lý Vân Tiêu triệt để làm hắn tức giận, hắn cũng phát hiện đối phương là ngũ tinh vũ tôn, nhưng mình hơn tứ tinh. Tất nhiên là một đòn giết chết, làm cho đối phương một cái giáo huấn khó quên. Thân thể Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng xoay một cái, lấy một tư thế cực kỳ cổ quái tách ra một quyền của người kia, sau đó hai chân khẽ nhúc nhích, tay trái ở bên hông người kia vỗ một cái, lập tức đem người kia lâm không lật tung, trên tay phải nổi lên một ánh hào quang, toàn bộ nắm đấm hóa thành màu vàng, đột nhiên đánh xuống một quyền.
Trên mặt người phụ trách kia bị đánh một cái, hàm răng nát tan, nửa người trên cắm vào lòng đất, như một gốc cây tảo thụ, chênh chết cắm trên mặt đất. Bởi vì nơi đây là nơi truyền tống, mặt đất là chọn dùng vật liệu cấp 6 cực kỳ kiên cố chế thành, giờ khắc này cũng lấy thân thể người phụ trách kia làm trung tâm, như da bị nẻ ra, vết nứt dài đến mấy chục mét. Này! Hết thảy người bàng quan đều hoảng hốt, không thể tin được nhìn tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả những huyết thần cung đệ tử phụ trách truyền tống kia, cũng từng cái trợn to hai mắt, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Lão đầu nhỏ bé nhanh nhẹn kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ nghiêm túc, trong con ngươi tinh mang điểm điểm, không biết đang suy tư chuyện gì. Ở thời khắc mọi người chấn động, Lý Vân Tiêu trực tiếp lùi lại bay lên, trên chân cũng nhảy ra kim quang, đá vào trên người tên phụ trách, trực tiếp đem hắn đá bay ra mặt đất, chấn động bay ra ngoài. Triển khai xong một quyền một cước, mặt hắn liền lạnh lùng, nhanh chân hướng truyền tống trận bay đi. Sự tình vỡ lở ra, hắn cũng sợ cao thủ huyết thần cung tới, vậy thì phiền phức. Tuy rằng hiện tại nhân tài héo tàn, nhưng huyết thần tử là vũ đế cấp 6 hàng thật đúng giá, có thể vững vàng áp chế hắn. Ta có chút việc gấp, muốn lập đội, không có ý kiến chứ. Hắn nhẹ nhàng quay về phía tên đệ tử phụ trách truyền tống kia hỏi, nhưng trong mắt là sát khí lẫm liệt. Vẻn vẹn là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta như rơi vào hầm băng. Không, không, không ý kiến. Tên kia sợ đến hàm răng run lên, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, run cầm cập nói. Có việc gấp, con. Đương nhiên phải đi trước rồi. Hừm, hơn nữa ta còn không có tiền, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu tiếp tục không mặn không nhạt hỏi. Ha, không, không liên quan. Người kia tâm tình thoáng ổn định lại, cười nịnh nói. Tất cả mọi người là ra ngoài lăn lộn, ai không có lúc khó xử, ta vẫn luôn nhắc nhở mình, làm người phải chân thực nhiệt tình, lấy trợ giúp người khác làm mục tiêu. Hừm, vậy thì tốt. Lý Vân Tiêu để Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi trước tiến nhập hai cái truyền tống trận, phất phất tay, cười nói tạm biệt. Hai nữ đều là trong lòng đau xót, hơi có chút không muốn, nhưng vẫn cố nén vui cười, không muốn lộ ra dáng vẻ ly biệt. Truyền tống trận ở dưới người kia khởi động bắt đầu vận chuyển, phát sinh đạo đạo ánh sáng, nắm bắt không gian tọa độ xa xa. Còn muốn chạy, dừng lại cho ta. Đột nhiên không trung truyền đến một tiếng gào thét, liền nhìn thấy một vệt ánh sáng màu máu hạ xuống, hướng về hai nơi truyền tống trận lao đi. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, một cái thuấn di liền hiện lên ở phía trên truyền tống trận, thiên thu bá đao trong tay xuất hiện, lập tức đem toàn bộ nguyên khí của hắn hút hết sạch. Giữa trời chém ra, hàn quang phá sao, đối đầu huyết quang. Ầm ầm ầm. Ánh đao cản một thoáng, cùng huyết quang đồng thời tan rã, ở trên không trung tan thành mây khói. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường đều kinh hãi, thế nhưng các nàng vừa kinh sợ, bóng người liền dần dần trở thành nhạt, đường hầm không gian mở ra. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng truyền âm nói. Yên tâm đi mục đích của các ngươi, không nên quay lại, ta không sao. Hắn chỉ lo hai người đi mà quay lại, đó mới là thật sự cho mình thêm phiền phức. Hai nữ đều là hạng người tâm tư thận mật, cũng biết tình huống, đồng thời lộ ra một nụ cười yên tâm, dần dần bị truyền tống ra ngoài. Lý Vân Tiêu, người quả nhiên không chết a. Người đến chính là huyết thần tử, vừa nãy một đòn kia hắn chỉ lo phá hủy truyền tống trận, vì vậy không có sử dụng toàn lực, giờ khắc này xác nhận dáng dấp của Lý Vân Tiêu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, kích động nói. Ha ha, trời cũng giúp ta, thiên không giúp ta. Tiếng cười của hắn to lớn, dĩ nhiên làm một trận đất rung núi chuyển, những vũ giả chờ đợi truyền tống đều đồng thời sắc mặt đại biến, đều đoán ra thân phận của hắn, từng cái ngơ ngác không ngớt. Lý Vân Tiêu nuốt một ít đan dược, trong tay nắm chặt mấy khối cực phẩm nguyên thạch bắt đầu hấp thu, mau chóng khôi phục nguyên khí, lạnh lùng nhìn huyết thần tử, hừ nói. Có bị bệnh hay không? Tất cả mọi người đại ngất. Đối với Lý Vân Tiêu ngông cuồng vô biên cảm thấy một trận vô lực, lúc trước không nhìn người phụ trách kia còn chưa tính, có thể thấy hắn cũng xác thực có chút thực lực, nhưng giờ khác này đối mặt là cao thủ thành danh đông vực, huyết thần cung chi chủ, lục tinh vũ đế hàng thật giá thật a. Lúc này còn dám ngông cuồng như vậy, đó chỉ có thể nói tiểu tử này thông minh có vấn đề. Huyết thần tử lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài. Tương lai sẽ thành tồn tại một phương hào kiệt, một phái bá chủ, không đành lòng cho ngươi chết trẻ quá sớm.
chỉ cần ngươi giao huyết thú cùng Ngọc Bi ra, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Ngươi nói Ngọc Bi là cái này. Hắn giơ tay phải lên, giới thần bi chậm rãi hiện ra, to nhỏ một thước, ở phía trên lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng có các loại hoa văn hiện lên. Chính là nó. Trong mắt huyết thần tử bắn mạnh ra tham lam, kích động nói. Mau mau cho ta. Hừm, tốt. Lý Vân Tiêu đáp, đem giới thần bi ném ra ngoài, một luồng đại địa chi lực tản ra, đem thiên địa không gian ép một chút, cấp tốc hạ xuống, hướng về trên người huyết thần tử ép đi. Hắn biết một trận chiến đã không thể tránh khỏi, không bằng tiên hạ thủ vi cường, năm chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đồng thời bay ra, ở trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm đồ, diễn hóa ra kiếm khí chi hải, cũng đánh chém mà đi. Đại địa tức nhướng. Huyết thần tử cả kinh, loại dị tượng không gian bị đè ép này hắn cũng hết sức quen thuộc, chính là đại địa tức nhướng tế luyện trong cơ thể huyết thú, là đồ vật hạt nhân, trong lòng hắn lập tức nghi ngờ không thôi, không biết Lý Vân Tiêu làm cái gì đối với huyết thú. Tha cho ngươi một mạng, dĩ nhiên không biết điều, vậy bản tọa liền đưa ngươi quy thiên. Trong mắt huyết thần tử bốc lên hàn quang, hắn cũng không thèm nghĩ huyết thú làm sao nữa, nếu như có thể đạt được siêu phẩm huyền khí này, so với cái gì đều trọng yếu. Huyết hải ngập trời, vẫn lạc ma chảo. Lấy hắn làm trung tâm, một cái huyết hải lan tràn ra, hướng về bốn phía phóng xạ đi, trong phút chốc thiên địa biến sắc, toàn bộ hóa thành một mảnh đỏ chót, hắn duỗi bàn tay lớn ra. Lập tức hiện ra một huyết chảo, đột nhiên tóm tới. Giới thần bi chấn động, nhưng không có văng ra, mà là giằng co. Lực lượng thế giới bắt đầu hiện lên, không ngừng cắn nuốt huyết hải bốn phía. Sau khi chiếm được khối đại địa tức những này, sức mạnh của địa chi vực giới tăng lên gấp bội. Con mắt huyết thần tử co rụt lại, đại địa chi lực tuyệt cường kia diễn hóa ra trọng lực vô tận, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể đánh văng ra, trong lòng một trận ngơ ngác. Hơn nữa giờ khắc này giới thần bi tản mát ra lực lượng thế giới, người ngăn cản tan tác tơi bời, càng làm cho hắn đối với siêu phẩm huyền khí sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Kỳ thực hắn như vậy cũng là do một loại tâm lý tác dụng, nếu như mạnh mẽ chống đỡ, Lý Vân Tiêu khẳng định là không chịu nổi trước. Chỉ vì siêu phẩm huyền khí thanh uy quá lớn, để hắn không dám cứng rắn chống đỡ, thân thể lóe lên liền biến mất ở trong huyết hải, hướng Lý Vân Tiêu oanh kích đến. Thiên kiếm đồ ở trên không trung nhanh chóng diễn biến, một thoáng liền đem hắn khốn nhập trong đó, đạo đạo kiếm khí đấu đá lung tung, lập tức bổ ra huyết quang của hắn, từ năm phương hướng bay thẳng đến chỗ yếu hại. Đáng chết! Huyết thần tử kinh hãi liên tục, những bảo kiếm này vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, phía trên tản mát ra khí tức thậm chí không dưới thiên sư cự nhân thước của mình, nhưng làm sao cũng không thể tin được đều là huyền khí cấp 9. Hắn bay người lên, liên tục gảy 10 ngón tay mà ra, từng đạo huyết châu ngang trời mà đến, chấn động ở trên trường kiếm kia. Một thanh trường kiếm bị chấn động, trực tiếp đánh bay, ở trên không trung phát sinh đạo đạo ánh kiếm, liên tiếp 4 tiếng, ầm ầm, 4 thanh kiếm còn lại cũng triệt để đánh văng ra, trở lại bên người Lý Vân Tiêu tạo thành một kiếm trận phòng ngự. Hai người giao thủ bất quá chớp mắt, nhưng ở trong mắt mọi người là phát hiện huyết thần tử rơi xuống hạ phong. Không khỏi từng cái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin tưởng được. Người này là huyết thần tử, lục tinh vũ đế hùng bá một phương A. Vài tên đệ tử huyết thần cung phụ trách truyền tống càng là từng cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh, may là mình không có kích động làm ra chuyện điên rồ, tên phụ trách kia bị đá bay chí ít còn sống, nếu như những người mình đắc tội tên sát tinh kia, sợ là thịt nát cũng không dư thừa. Trong lòng huyết thần tử cũng ngơ ngác không ngớt, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lý Vân Tiêu thực lực ngũ tinh vũ tôn, dĩ nhiên có thể chống lại mấy chiêu với hắn, quả thực chính là khó có thể lý giải được. Giờ khắc này giới thần bi cũng bay lại, lần thứ hai hướng về trên đầu hắn chân áp tới. Huyết thần tử hừ lạnh một tiếng, bóng người hóa thành huyết quang lui về phía sau, có ý định tách ra giới thần bi, hắn biết trong bi còn có hai tên vũ đế cường giả vướng tay chân, chỉ lo có người đồng dạng phát hiện bí mật của giới thần bi, vì vậy nói. Nơi đây là truyền tống trọng địa, có dám cùng ta tìm nơi khác đánh một trận không? Có vài thứ, ngươi cũng không muốn lộ ra ánh sáng đi. Lý Vân Tiêu đưa tay đem giới thần bi thu lại, trầm tư một lát nói. Được, như ngươi mong muốn. Huyết thần tử không nói hai lời, liền hóa thành một ánh hào quang bay đi, Lý Vân Tiêu cũng theo sát phía sau, hôm nay không cùng huyết thần tử chiến một trận, là tuyệt đối không cách nào bỏ qua.
hai người bay ra mấy ngàn dặm, đi tới bầu trời Mai Cốt chi địa, lúc này mới ngừng lại, lẳng lặng mà đứng. Thân phận của ngươi ta rất hiếu kỳ a, có thể nắm giữ nhiều huyền khí cường đại, còn có hai tên vũ đế theo sát bên người, càng là nắm giữ siêu phẩm huyền khí, thiên hạ này tuy lớn, nhưng mà thực sự là không nghĩ ra được, chẳng lẽ là thế gia lánh đời nào? Huyết thần tử đầu tiên mở miệng, tiến hành thử dò xét nói. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu như là thế gia lánh đời, người có thể buông tha ta sao? Huyết thần tử hừ lạnh nói. Đương nhiên không thể, ngày hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Đã như vậy, vậy còn hỏi cái mau a? Trực tiếp đấu võ là được. Hắn dứt tiếng, ánh sáng trong giới thần bi lóe lên, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng lần lượt bay ra, Hắc Liên Thiếu Hoàng cả giận nói. Lại là ngươi cái hồng mao lão quỷ này, đại gia ta đang tu luyện thần công yếu quyết đến diệu dụng, lại bị ngươi đánh gãy. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngoài miệng mắng, nhưng nội tâm không dám phân tâm bất cẩn chút nào, trên tay lóe lên hồng quang, cũng lấy ra một thanh binh khí, chính là lúc trước ở trên yêu nguyên đạt được Chu Tước đao, múa mấy cái đao hoa, hồng quang hiển hách. Mạc Tiểu Xuyên cũng lấy ra Chu Thiên Đãng ma kiếm, kiếm thế lên tay, lạnh lùng nhìn tới. Huyết thần tử hút mạnh một hơi lạnh, trên mặt hơi ẩn hiện ra một chút tức giận, huyết thần cung bọn họ to lớn như thế, cũng chỉ có một thanh cấp 9 thiên sư cự nhân thước, sau đó hành trình Mai Cốt chi địa, một tên vũ giả trong lúc vô tình đạt được một thanh cấp 9 truy tử nộp tới, lúc này mới xoay sở đủ hai cái, những người trước mắt này mỗi người đều cầm huyền khí cấp 9, Lý Vân Tiêu nắm giữ siêu phẩm huyền khí không nói, năm chuôi kiếm kia tản mát ra khí tức, cũng là cấp 9 hàng thật đúng giá không thể nghi ngờ. Thế đạo này thực sự là bất công a. Huyết thần tử giận dữ giống lên một tiếng, lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói. Bất quá lập tức liền sẽ công bằng. Hắn bỗng nhiên hét một tiếng nói. Huyết ảnh thuật phân thân. Thân thể của huyết thần tử trong nháy mắt hóa thành ba đạo, dĩ nhiên đồng thời công hướng về ba người, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên gần như huyết đột, đồng thời căn cứ hắn phán định mạnh yếu, đem sức mạnh cũng chia thành ba phân không giống nhau. Thần thức của Lý Vân Tiêu dị thường cường đại, trong nháy mắt liền phản ứng lại, cơ thể hơi tránh qua một bên, nhưng một đạo công kích của huyết thần tử vẫn trực tiếp xuyên phá thân thể của hắn, chỗ huyết quang đi qua lập tức hóa thành lôi điện, cả người đồng thời hóa thành điện quang độn mở. Đừng nghĩ đi! Ba đạo phân thân tựa hồ chỉ có thể duy trì một thoáng, sau khi phân biệt công kích ba người lập tức hợp hai làm một, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng về trên người Lý Vân Tiêu trấn áp tới, lần này hắn cũng học thông minh. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, mình mạnh hơn Lý Vân Tiêu nhiều như vậy, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, ở dưới đế khí oai cũng nhất định phải ngoan ngoãn thúc thủ. Hắc Liên Thiếu Hoàng ở vừa nãy phản ứng chậm nhất, bị huyết quang bắn trúng, đánh bay ra mấy trăm mét. Mà Mạc Tiểu Xuyên thì sử dụng kiếm chặn công kích, cũng bị đẩy lui mấy chục mét, hắn vừa thấy Lý Vân Tiêu bị nhốt, dưới sự kinh hãi, một chiêu kiếm liền ngang trời mà đến. Vô dụng, một tinh một thiên địa. Người so với ta chênh lệch hai cấp độ, chính là khác nhau một trời một vực. Huyết thần tử một tay đế khí chấn áp Lý Vân Tiêu lại, một tay khác chiêu thức giống nhau, trực tiếp tản ra đế khí oai, muốn kinh sợ Mạc Tiểu Xuyên, trên mặt lướt qua sát cơ. Toàn bộ bầu trời ở dưới sát khí của hắn bắt đầu hóa thành màu máu, huyết hải lăn lộn phảng phất từ phía chân trời mà đến, trực tiếp đem Lý Vân Tiêu cùng Mạc Tiểu Xuyên vây quanh vào, bắt đầu đem hai người bao vây chặt chẽ. Không ngừng dùng lực lượng huyết ô muốn triệt để luyện hóa hai người. Hai tay hắn không ngừng bấm quyết, các loại huyết ấn từng cái đánh vào trong đó. Ấu chỉ, Lý Vân Tiêu không chút lưu tình châm chọc, đoàn huyết ấn của hắn nhất thời nổ tung, không bị thương chút nào đi ra, trong tay giới thần bi lấp lóe liên tục, cười nhạo nói. Cửu thiên đế khí chấn áp tất cả là không sai, nhưng cái này chỉ chính là đại thế giới trong thiên vũ giới. Mà không phải lực lượng thế giới của siêu phẩm huyền khí a. Huyết ấn bốn phía Mạc Tiểu Xuyên cũng lập tức bị phá tan, bảo kiếm trong tay hắn đang không ngừng đua tiếng, lạnh lùng nói. Chu Thiên Đãng ma kiếm của ta khắc chế tất cả lực lượng ô uế trong thiên hạ, nếu như ngươi vẫn là một tên cường giả, thì đừng chơi loại tiểu hài tử xiếc này. Giới thần bi trong tay Lý Vân Tiêu lần thứ hai hiển hóa ra ngoài, biến thành một ngọn núi nhỏ, vọt thẳng phá huyết hải, giống như núi chân áp xuống. Mặc kệ tất cả, liều lĩnh, muốn đem ngươi ép thành bánh thịt. Huyết thần tử tức đến gần thổ huyết, nội tâm xoay ngang, đem tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành quyền, một cánh tay đỏ chót,
đột nhiên đánh ra ngoài, giận dữ hét. Coi như là siêu phẩm huyền khí, ngươi một tên vũ tôn lại có tư cách gì nắm giữ, lại có bản lãnh gì phát huy ra sức mạnh của nó. Oanh! Lần này hắn ở dưới buồn bực, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, ra sức một đòn, mặc dù là giới thần bi mở ra lực lượng thế giới, cũng không ngăn được một quyền của hắn, từ từ bay trở lại, hơn nữa đem lực phản chấn trực tiếp truyền tới trên người Lý Vân Tiêu, chân hắn phun ra một ngụm máu, cả người khí huyết sôi trào, trên da thịt bắt đầu phát sinh đạo đạo kim quang. Thân thể này, Lý Vân Tiêu cả kinh, ở trong lần phản chấn này, thân thể hắn tựa hồ lại chiếm được một tia tinh tiến khó có thể phát hiện, nhưng quá mức nhỏ bé, để hắn không cách nào phán đoán thật giả. Lẽ nào bá thiên luyện thể quyết chính là phải không ngừng chiến đấu, lấy cái này đến kích thích thân thể. Huyết thần tử cũng ngẩn ra, loại dị tượng thể thuật này, dĩ nhiên cùng công pháp của bá thiên vũ đế trong truyền thuyết gần gũi như vậy, nhưng hắn quản không được nhiều, trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ, dữ tợn nói. Siêu phẩm huyền khí quả nhiên cùng phổ thông huyền khí như thế, nhất định phải ở trong tay cường giả mới hữu dụng a. Mất đi cái dựa dẫm này, xem ngươi làm sao theo ta đấu. Hắn một thoáng tự tin tăng nhiều, khí thế dâng cao, trực tiếp nghiêng người mà lên. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, giơ kiếm cản lại, kiếm khí chi hải tản ra, hướng về trên người huyết thần tử giết tới. Huyết thần tử hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, huyết thủ trực tiếp nổ xuống, đánh nát kiếm hải, càng là biến trưởng thành quyền, đánh vào trên Chu Thiên Đãng ma kiếm, chấn động lên lực lượng cường đại. Trực tiếp đánh bay cả người Mạc Tiểu Xuyên. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, sức chiến đấu của huyết thần tử này còn trên lục tinh vũ đế bình thường a, hắn đang định triệu giới thần bi, nhưng mà trong lòng hơi động một cái, mình vừa vận nguyên lực, nhất thời ma khí bị áp chế xuống đột nhiên lan tràn ra, không thể ức chế điên cuồng tăng trưởng, để cả người hắn muốn ma hóa. Huyết thần tử đang châm chọc nhìn hắn, dự định như miêu hí chuột đùa bỡn, đột nhiên con người hắn mở lớn. Ngơ ngác phát sinh một tiếng kinh sợ, dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân Lý Vân Tiêu bị ma văn màu đen chiếm cứ, sắc mặt dần dần chuyển thành dáng dấp đế dạ, lộ ra vẻ dữ tợn, con mắt thứ ba trên trán cũng mở ra, tỏa ra màu máu yêu dị, đột nhiên cười gằn nói. Ha, ha ha, thực sự là không nghĩ tới, người dĩ nhiên là Mano. Trong tay hắn biến đổi quyết ấn, sử dụng tới một đạo ma ấn, từ từ phát sinh hắc mang. Huyết thần tử hoảng sợ, nguyên bản toàn thân đỏ chót cũng lập tức bắt đầu nổi lên ma khí màu đen, hắn kinh nộ gào thét nói. Cái gì Mano, câm miệng cho ta, người đang làm gì? Nhanh ngừng tay. Ma khí màu đen chậm rãi cùng tinh lực quanh người hắn chống lại, hai cỗ sức mạnh quấn quýt, tinh lực lại có vẻ mơ hồ bại lui. Kiệt kiệt, ta nghĩ tới. Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu cười to nói. Lúc đế giả phân thân trốn đi, ngươi trúng một đòn chí mạng của hắn. Bị chân ma nguyên khí chấn nhập trong cơ thể. Tuy rằng bình thường có thể áp chế xuống, nhưng gặp phải ma chủ đại nhân ta vẫn bị kích phát ra a, ha ha, kiệt 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 kiệt. Hắn không ngừng cười quái dị, thanh âm kia như chuyện kinh khủng nhất thế gian, để khuôn mặt huyết thần tử vặn vẹo biến hình. Ngươi, ngươi đến cùng là ai, ngươi, ngươi. Âm thanh của huyết thần tử càng ngày càng yếu, càng ngày càng sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Ma văn màu đen cũng sắp tập kích toàn bộ thân thể của hắn. Nô tài, thấy bản tọa còn không quỳ xuống. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hét một tiếng, như đánh đòn cảnh cáo đập vào trái tim huyết thần tử. Hắn sợ hãi quát to một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp trốn chạy mà đi. Hả, dĩ nhiên chạy trốn, xem ra ma hóa không đủ triệt để a. Lý Vân Tiêu nhìn bóng người bỏ chạy, tự lẩm bẩm. Lúc này Hắc Liên Thiếu Hoàng mới bay trở về. Giật mình nói. Vân Thiếu, ngươi đánh chạy hắn, làm sao có khả năng? A, ngươi, trên người ngươi. Con người hắn bỗng nhiên áp xúc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên mặt Lý Vân Tiêu dị thường quái lạ, không để ý tới Hắc Liên Thiếu Hoàng, chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngươi cầm kiếm quay về ta là có ý gì? Phía sau hắn truyền đến âm thanh nghiêm nghị của Mạc Tiểu Xuyên, lạnh giọng nói. Ngươi là Vân Thiếu hay là ma đầu? Mũi kiếm lạnh lẽo của Chu Thiên Đãng ma kiếm nhắm thẳng vào buồng tim phía sau lưng, tỏa ra lực lượng cường đại. Mạc Tiểu Xuyên tin tưởng, dưới tình huống này, coi như người trước mắt là ma chủ, cũng tuyệt đối không có cách nào tránh thoát hắn. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Kiếm khí của ngươi để ta vô cùng chán ghét, mau mau lấy ra, ta đương nhiên là sư phụ của ngươi. Ồ,
Có thật không, nhưng vì cái gì ta thấy bộ mặt của ngươi rất muốn ăn đòn đây? Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên một trận lạnh lẽo, khó coi không nói ra lời. Đúng, ta cũng rất muốn đánh. Hắc Liên Thiếu Hoàng cố nén tức giận nói. Bởi vì dung mạo ngươi thật sự rất xấu. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói. Tạm thời chẳng cần biết ta là ai, các ngươi thật có can đảm giết ta sao? Nếu như đâm thủng trái tim của ta, Lý Vân Tiêu sẽ chết, ma chủ sẽ không chết. Bắp thịt trên mặt hắn đột nhiên cứng lại, bởi vì sau lưng một trận đau đớn, kiếm của Mạc Tiểu Xuyên đã đâm vào, cách trái tim cũng không quá đáng là một xích. Trên kiếm truyền ra từng trận khí tức để hắn dị thường khó chịu, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo biến hóa, gào thét nói. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi thật sự dám giết ta. Trong mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ta không thích nghe lời nói nhãm, thanh kiếm này vì sao gọi Chu Thiên Đãng ma kiếm ta cũng không rõ ràng, nhưng đối với ma đầu các ngươi tựa hồ cũng có ngọn nguồn, nếu như ngươi thật muốn chứng minh mình, vậy rất đơn giản. Trên người ngươi có một viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, lấy ra, ta sẽ tin. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu hơi chấn động một cái, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, hắn vô cùng không muốn đi lấy Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng trong đầu có một ý nghĩ không nhịn được đi lấy, xoay tay phải lại, hạt châu kia nhất thời rơi vào trên tay. Một ánh hào quang từ trên hạt châu tản mát ra, từ yếu ớt đến càng ngày càng mạnh, trên mặt Lý Vân Tiêu một trận sợ hãi cùng phẫn nộ. Liên tục gào thét, muốn ném hạt châu đi, lại phát hiện không cách nào khống chế tay của mình. Mạc Tiểu Xuyên rút kiếm ra, lâm không múa mấy cái, thân kiếm đánh ở trên bả vai Lý Vân Tiêu, một luồng khí tức chấn động ra, rốt cục đem ma khí ép xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu chậm rãi khôi phục như cũ, lộ ra vẻ kinh sợ cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ma đầu kia thực lực mạnh như vậy, tuy rằng đều là ma khí, lại tựa hồ có khác biệt rất lớn. Ma chủ bất luận ở đẳng cấp sức mạnh hay là ma khí tinh khiết, đều xa xa không phải ma nô phổ thông có thể so sánh, lần này ta đúng là đùa với hổ rồi. Mạc Tiểu Xuyên thu kiếm, thở phào nhẹ nhõm nói. May là Đông Hải Nguyệt Minh Châu kia cùng kiếm của ta còn có thể khắc chế một thoáng, ta cảm thấy ngươi nên mang Vân Thường cô nương theo bên người, cửu dương thần thể của nàng xác thực là thiên hạ vô song. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Cửu dương thần thể ở trong sử sách có diệu dụng vô cùng. Ngày nàng đại thành, có thể phục ma cũng ít không được trợ lực của nàng. Nhìn tình huống của ta bây giờ, xem ra nhất định phải mau chóng tìm đến 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Huyết thần tử bị kinh sợ thối lui, chúng ta nhanh chóng rời đi. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng tiến vào trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu hóa thành một ánh hào quang, rất nhanh liền trở lại nơi truyền tống. Nơi đó bởi vì xuất hiện bất ngờ, người phụ trách bị Lý Vân Tiêu đánh trọng thương. Toàn bộ công tác truyền tống trực tiếp ngừng lại, mãi đến tận Lý Vân Tiêu trở về, lúc này mới chấn động tới sóng lớn mênh mông. Hơn trăm người ở chỗ truyền tống, nguyên bản huyên nháo không ngớt, từng cái oán giận liên tục, theo hắn trở về trong nháy mắt liền tĩnh không một thanh, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ít người còn kéo dài cái cổ phóng tầm mắt tới, muốn nhìn huyết thần tử có theo trở về hay không, nhưng kết quả là để đáy lòng mỗi người phát lạnh, trực tiếp lạnh tới lòng bàn chân. Hai người đi ra ngoài quyết đấu, hiện tại chỉ có Lý Vân Tiêu trở về, cái này nói rõ cái gì? Kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được, nhưng ở Tràng Tuyệt không có kẻ ngu si, vì lẽ đó bọn họ không dám nghĩ tới, không dám đi tin tưởng. Đường đường lục tinh vũ đế, cùng thiếu niên này chiến một trận dĩ nhiên một đi không trở lại. Đến cùng xảy ra cái gì? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về truyền tống đại trận bước đi. Dầm! Tất cả mọi người liều mạng tản ra, trực tiếp nhường ra một đại đạo rộng hơn 10 mét, không người dám che ở trước người hắn, thậm chí là bên người. Vài tên đệ tử huyết thần cung càng là theo bước chân hắn nhảy vào, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Hồng Nguyệt Thành, Lý Vân Tiêu trực tiếp đi vào trong truyền tống trận, nhẹ nhàng phun ra ba chữ này. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời thầm nói. Nguyên lai hắn muốn đi Hồng Nguyệt Thành, chẳng lẽ người này là người của Hồng Nguyệt Thành? Vừa nghĩ tới đây, liền càng nghĩ càng thấy có lý, cũng xác thực chỉ có người Hồng Nguyệt Thành mới có thể như thế, mới có thể lớn lối như vậy, thực lực lại mạnh mẽ. Vâng, lập tức, vài tên đệ tử huyết thần cung vội vàng đem lượng lớn nguyên thạch chất vào, ước gì nhanh tiễn tên sát tinh này đi. Một lát sau,
Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trên một quảng trường khổng lồ, chính là tọa độ điểm đến của Hồng Nguyệt Thành, cũng thỉnh thoảng có người xuất hiện như hắn, đều là người từ các địa phương của thiên vũ giới vãng lai. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bốn phía, trong mắt lóe ra vẻ hồi tưởng, khẽ thở dài. Bao nhiêu năm, Hồng Nguyệt Thành, ta lần thứ hai tới. Đã tới liền làm thẻ thân phận, chớ ngu ngốc đứng ở đó cản đường. Đột nhiên một thanh âm quay về hắn hét lớn một tiếng, còn dùng lên lực lượng sóng âm, trực tiếp rót vào trong tai Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu quay đầu đi, chỉ thấy cách đó không xa đặt một cái hàng dài, là làm thẻ thân phận lâm thời. Người hướng hắn hét lớn toàn thân kính phục, trên vai áo giác ấn một vòng Hồng Nguyệt, chính là tiêu chí thế lực của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành là một siêu cấp thế lực, cũng là một siêu cấp đại thành, diện tích rộng rãi không dưới ngàn dặm, bình thường nhân khẩu cũng ở trên mấy triệu, là gấp hơn 10 lần Tống Nguyệt Dương Thành. Bởi vì nơi này không chỉ là trung tâm quyền lực Đông Vực, đồng thời cũng là trung tâm thương nghiệp Đông Vực, để cho tiện quản lý, mỗi người ra vào đều phải làm thẻ thân phận, có thể là trường kỳ, cũng có thể là lâm thời. Vẻn vẹn là làm thẻ thân phận thu vào, cũng chiếm 30% tổng thu vào hàng năm của Hồng Nguyệt Thành, tuyệt đối là đại hạng mục phát tài, tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, lâu dần cũng thành thói quen. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một tia huyết quang, lần trước đến Hồng Nguyệt Thành, loại vũ giả kính phục này trời mới biết giết bao nhiêu, đều là thấy hắn liền chạy, hiện tại vật đổi sao rời, hắn đã không phải Cổ Phi Dương năm đó. Người lỗ tai điếc, người vũ giả kia cả giận nói. Không muốn làm thẻ thân phận liền lập tức cút đi, từ nơi nào đến liền về nơi đó. Lý Vân Tiêu đàng hoàng hướng về đội ngũ kia đi qua, hắn đến Hồng Nguyệt Thành không phải là vì gây sự mà đến, hơn nữa nếu như thân phận của hắn bại lộ, khắp thiên hạ muốn giết hắn nhất sợ sẽ là Hồng Nguyệt Thành. Thiết, dáng vẻ trẻ con miệng còn hôi sữa, một bộ nông dân chưa từng va chạm xã hội. Người vũ giả kia chào phúng cười nhạo một tiếng, quay về đồng bạn bên cạnh nói. Này nhất định là vì nhị tiểu thư mà đến, một đám ngu xuẩn, cũng không biết tiểu gia soi mình. Đồng bạn kia cũng cười to nói. Ha ha, đừng nói người ta như vậy, ta xem tiểu tử kia cũng coi như là tiểu bạch kiểm, nói không chắc có thể được nhị tiểu thư nhìn chúng cũng khó nói. Ta khinh, trong thiên hạ tiểu bạch kiểm nhiều lắm, còn không phải tay không trở về, lừa gạt thôn nữ còn được, còn muốn cùng Hồng Nguyệt Thành kết thân, cóc ghẻ cũng dám nằm mơ. Ha ha, cũng thôi, đến lúc đó người ta cũng đi báo danh, nói không chắc nhị tiểu thư liền quy chúng ta, ha ha. Các loại cười nhạo cùng thanh âm châm chọc truyền đến, còn có một chút ánh mắt khác thường, Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, mình bất quá là bởi vì cảm khái mà ở trên truyền tống trận ngừng nhiều mấy giây, có nhiều bực tức muốn phát như vậy sao? Hả? Ngay khi Lý Vân Tiêu phiền muộn, đột nhiên phía trước có một tên thanh sam nam tử cũng khinh bỉ đánh giá hắn vài lần, vẻ mặt châm chọc. Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Huynh đài, biểu tình trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Mong giải thích nghi hoặc cho tại hạ. Thanh sam nam tử xem thường phun ra một chữ, nói. Trang. Lý Vân Tiêu. Hắn lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Huynh đài, ta thật không rõ. Còn Trang. Lý Vân Tiêu. Hắn lấy ra một khối cực phẩm nguyên thạch, đưa cho thanh sam nam tử nói. Huynh đài, ta thật không rõ, kính xin nói tường tận. Thanh sam nam tử sững sờ. Trên mặt lập tức lướt qua một tia giật mình cùng đại hỉ, lật tay một cái liền đem viên cực phẩm nguyên thạch kia cất đi, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Nguyên lai huynh đệ quả nhiên không biết a, ra đại sự như thế, thiên hạ biết rõ, chẳng lẽ ngươi mới vừa bế quan đi ra. Lý Vân Tiêu gật đầu liên tục nói. Chính là vừa xuất quan không lâu, đến Hồng Nguyệt Thành muốn mua chút vật liệu. Thì ra là như vậy, có thể thông cảm được. Thanh sam nam tử nói. Hồng Nguyệt Thành Khương gia nhị tiểu thư muốn tỉ võ chiêu thân, sớm một tháng trước liền bố cáo thiên hạ, một tháng qua tuổi trẻ tuấn ngạn đến Hồng Nguyệt Thành không biết bao nhiêu, giá cả tửu lâu khách sạn trực tiếp phiên gấp trăm lần. Đặc biệt những khách sạn có mật thất luyện công, càng là gấp ngàn lần giá cả trong ngày thường, tiện nghi nhất cũng phải 10 vạn trung phẩm nguyên thạch một đêm. Ngoá, 10 vạn một đêm, có thể chơi luôn lão bản nương không? Lý Vân Tiêu không nhịn được chửi ầm lên, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thanh sam nam tử cười to nói. Ha ha, lại thêm một chút phỏng chừng có thể. Lý Vân Tiêu cười nói. Khương gia nhị tiểu thư chỉ có một, như ong vỡ tổ đến nhiều người như vậy,
bọn họ cũng không phỏng đoán cân lượng của mình. Không nói thực lực những người này, đầu tiên thông minh thì có vấn đề, Khương gia tiểu thư là sẽ không cần. Thanh sam nam tử ngượng ngùng cười nói. Ha ha, mọi người có tâm lý hiếu kỳ cùng may mắn mà, nói không chắc nhất thời số may, dĩa bánh liền rơi ở trên đầu mình. Cho dù không tới trên đầu mình, nhìn rơi vào nhà nào cũng tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy huynh đài cũng là đến thử xem vận may. Ha ha, thanh sam nam tử cười nói. Gần đây vận khí không tệ, vì lẽ đó đi ra nhìn một chút, ta xem huynh đài ngươi cũng có chút thực lực, có muốn đi thử xem vận may hay không. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, mấy quyển sách nhỏ mỏng manh xuất hiện ở trong tay, vô cùng thần bí nói. Đến đến, chỉ cần lại cho ta một khối cực phẩm nguyên thạch, những tư liệu quý giá này liền quy huynh đài. Hắn đem vài cuốn sách ở trước mặt Lý Vân Tiêu triển khai từng cái, phân biệt là, dạy ngươi làm sao cùng Khương Như Băng lập mối quan hệ, Khương Như Băng sinh hoạt ký. Hướng dẫn truy nữ Hồng Nguyệt Thành, Khương Như Băng yêu thích. Lý Vân Tiêu bảo hắn, vội vã đẩy ra nói. Ta gần đây vận may vẫn không được, đi chỗ nào chỗ đó có chuyện, ta vẫn là không đi tìm vận may. Huynh đài giữ đi, nỗ lực lên. Làm sao, không hài lòng. Thanh sam nam tử cau chân mày lại, một bộ tâm tư đã hiểu, cười nói. Xem ra huynh đài cũng là tay già đời, những đồ nhập môn này nhìn không thuận mắt, ta nới này còn có. Hắn xoay tay một cái, lại là mấy quyển đi ra, lần này càng thần bí, thấp giọng nói. Vật này là nữ tỷ thâm niên của Hồng Nguyệt Thành Khương gia sáng tác. Tổng cộng 3 bản sách, phân biệt là thâm nhập lý giải tính cách cùng thiên tính của Khương Như Băng. Giáo trình lý luận cùng thực tiễn cao cấp cùng Khương Như Băng đối thoại, phân tích Hồng Nguyệt Thành năm đại thắng cảnh. Lý Vân Tiêu một trận say xe, mắt thấy lĩnh thân phận lâm thời sắp đến, còn đối phương là một bộ không chào hàng đi ra ngoài không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một khối cực phẩm nguyên thạch đổi yên tĩnh. Này là được rồi, Khương gia nhị tiểu thư, điển hình bạch mỹ phú, nam nhân nào không muốn. Thanh sam nam tử thỏa mãn đem nguyên thạch cất đi. Lĩnh thân phận lâm thời xong liền như một làn khói chạy mất. Làm lâm thời thân phận hay là vĩnh cửu thân phận? Nhân viên Hồng Nguyệt Thành hờ hững nói, tựa hồ đối với công việc này đã cực kỳ chán ghét. Lý Vân Tiêu hơi hơi trầm tư nói. Làm lâm thời đi, ta mua chút vật liệu liền đi. Ân, người kia ném ra một tấm tinh tạp nói. Đem tin tức cá nhân ghi chép vào, sau đó lưu lại thần thức ấn ký, người đông vực giao 1000 trung phẩm nguyên thạch. Ngoại vực giao 5000. Lưu lại thần thức ấn ký, cơ bản liền đem hết thảy đặc thù cùng tin tức một người ghi chép vào, càng thêm đáng sợ chính là đối phương còn có thể thông qua tinh tạp này tiến hành lần theo vị trí của ngươi. Bất quá những cái này đối với Lý Vân Tiêu mà nói đều không là vấn đề, lấy tu vi thuật đạo của hắn, có thể tùy ý thay đổi cùng giả tạo giả ghi chép đi vào, chỉ là kinh ngạc nói. 5000 trung phẩm nguyên thạch, vẻn vẹn là lâm thời thân phận liền đắt như thế. Hắn cũng không phải là không muốn cho, chẳng qua là cảm thấy quá đen, một người liền 1000 năm, chẳng trách Hồng Nguyệt Thành này có thể trở thành 7 đại siêu cấp thế lực, bọn họ làm sao không đi gia nhập Thương Minh, họ so với Thương Minh còn biết làm ăn, còn muốn hắc. Phải a, bình thường bản vực 200, ngoại vực cũng chỉ 800, làm sao đột nhiên lập tức tăng nhiều như vậy. Phía sau cũng không có ít người oán giận, đồng thời cảm khái giá hàng dâng lên, người người than trách. Người vũ giả kia ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng nói. Cùng bước liền không nên tới Hồng Nguyệt Thành, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên đến. Còn có, đừng cho là ta không biết tâm tư các ngươi tới Hồng Nguyệt Thành, còn không phải là vì nhị tiểu thư mà đến. Vì thế chúng ta căn cứ lý niệm chất lượng tốt phục vụ, đã sớm chuẩn bị tư liệu kỹ càng cho các ngươi, lẽ nào những tài liệu này không cần thành phẩm phí sao? Hắn ném ra vài cuốn sách nói. Nộp tiền làm thẻ căn cước. Những tài liệu này đều mang đi đi. Lý Vân Tiêu nhìn tới, chính là 3 quyển sách thâm nhập lý giải tính cách của Khương Như Băng. Lập tức một mặt hắc tuyến, xoay đầu lại, thanh sam nam tử từ lâu chẳng biết đi đâu. Đại nhân, người xem ta đã hơn 100 tuổi, cũng chỉ là một đại vũ sư phổ thông, căn bản không thể đi tham gia luận vũ chọn rể a, vài cuốn sách này ta không muốn, thẻ căn cước có thể giảm hay không? Một tên lão giả cẩn thận hỏi. Đùng. Tên nhân viên kia đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói. Quy củ Hồng Nguyệt Thành chẳng lẽ phải vì một lão bất tử như ngươi ngoại lệ? Muốn ngoại lệ có thể, ngươi đi lấy thành chủ thủ dụ đến,
có thành chủ thủ dụ liền có thể ngoại lệ. Người có bản lĩnh bắt được thành chủ thủ dụ, làm sao có khả năng đến làm thẻ căn cước, đồng thời bị bóc lột. Ở nơi truyền tống trận, có một khối chân kính, có thể quan sát được thực lực mỗi một vũ giả tiến vào Hồng Nguyệt Thành, một khi có thực lực vượt quá vũ tôn, thì sẽ có nữ tỷ chuyên môn tiếp khách tới tiếp đón. Dưới vũ tôn, thì toàn bộ tham chiếu điều lệ quản lý Lâu La đến tiến hành, nhất định phải làm thủ tục, tiến hành quản lý thống nhất. Lý Vân Tiêu vẫn triển khai bí pháp ẩn giấu tu vi, trình độ chỉ có ngũ tinh vũ tông, mặc dù là chân kính cũng không có thể phản ánh ra, lúc này mới bị ngộ là Lâu La, bị gọi tới làm thẻ căn cước. Làm tốt thẻ căn cước lâm thời, liền hướng về lối ra bước đi, nơi đó có tinh thạch chuyên môn đo lường thẻ căn cước, đem thẻ căn cước đặt ở trên quét một cái, liền có thể thông qua. Thủ vệ liếc mắt nhìn tinh thạch, nhìn tin tức bên trong hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Hạ Hầu Kiếm, người Phù Phong Thành Hạ Hầu gia, bọn họ hẳn là có thẻ căn cước vĩnh cửu mới đúng a. Mặc kệ nó, phỏng chừng là công tử ca của Hạ Hầu gia tự mình chạy đến, muốn tìm vận may. Hừ, Hạ Hầu gia, ở Hồng Nguyệt Thành bất quá là một hạt cát mà thôi. Thủ vệ kia cũng chỉ là kinh ngạc một thoáng mà thôi, nơi nào quản được nhiều, tiếp tục kiểm tra người phía sau. Một lão đầu nhỏ bé nhanh nhẹn một mặt không vui đi tới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Từ huyết thần cung truyền tống lại đây quá quý, đều oán tiểu tử kia, miễn phí truyền tống lại không cho ta đáp cái thuận tiện, kính dạ yêu trẻ là mỹ đức truyền thống của thiên vũ giới, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không hiểu quy củ, càng ngày càng thất đức. Người này là lão đầu ở huyết thần cung muốn cùng Lý Vân Tiêu đồng thời truyền tống, hắn lấy ra một thẻ căn cước vĩnh viễn, ở trên tinh thạch quét một cái liền đi tới, trong miệng vẫn còn oán giận, thủ vệ kia chỉ nghe đứt quãng. Nói cái gì đã lớn tuổi như vậy còn không cho về hưu, người đứng đầu một phương lùi lại, ta tuổi tác về hưu lại đi lên, quá phận quá đáng, trời mới biết tân cung chủ lúc nào sẽ đến. Thủ vệ nghe mà kỳ quái, từ trên thủy tinh ghi chép nhìn tới, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, trên đó viết, người tử thần cung lão ngũ. Qua cửa ải truyền tống trận, có thể xem là chân chính đi vào Hồng Nguyệt Thành, bên trong một mảnh phồn hoa như gấm, ngựa xe như nước. Đám người rộn rộn ràng ràng, đại thể là vẻ mặt vội vã. Nhưng mà có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi xen kẽ ở trong đám người, một bộ nhàn nhã đi dạo phố, hẳn là tuổi trẻ tuấn ngạn nghe tiếng mà tới rồi. Khương gia nhị tiểu thư hắn cũng không có ấn tượng gì, từ tuổi tác đến suy đoán, lần trước thời điểm đến Hồng Nguyệt Thành, cô gái nhỏ này phỏng chừng vừa ra đời không lâu. Toàn bộ Khương gia hệ thống vô cùng khổng lồ, nhưng có thể dẫn ra việc lớn như luận võ chọn rể. Khương Như Băng này tất nhiên là Khương gia trực hệ. Hoa đào hương, đặc sản Hồng Nguyệt Thành, chỉ có phủ thành chủ mới có thể uống đến hoa đào hương tử chính tông, một ly liền có thể bù đắp một tháng tu vi. Một quán rượu, bên ngoài chỉnh tề đặt mấy chục đàn rượu ngon, bay ra mùi thơm nồng đậm, người giúp việc trước cửa ra sức thét to nói. Bản tử chọn dùng hoa đào ở ngoài trăm dặm Hồng Nguyệt Thành Nam, chế tạo mà thành. Không chỉ có hương thuần, hơn nữa mát mẻ giải khát, lúc may mắn. Đương nhiên là có hoa đào hương. Lý Vân Tiêu nghe hương rượu kia, tựa hồ có chút xúc cảnh sinh tình, trên mặt lướt qua vẻ cô đơn, tiến lên phía trước nói. Cho hai đàn. Tốt đại nhân, vừa nhìn ngài chính là có ánh mắt, tuổi còn trẻ liền biết hàng như vậy, uống hoa đào tử của chúng ta, tất nhiên sẽ có số đào hoa phủ đầu. Lý Vân Tiêu khẽ cười khổ, đem hai vò rượu thu cẩn thận, khẽ thở dài. Nếu tới, liền trước đi tìm bằng hữu đi. Hắn nhìn chung quanh, liền hướng về một nơi, chính là địa phương bán ra cùng thuê xe chỉ nam. Ở Hồng Nguyệt Thành có quy định sáng tỏ, không phải người Hồng Nguyệt Thành, chưa cho phép, không được lâm không phi hành. Mà toàn bộ Hồng Nguyệt Thành rất lớn, rộng lớn ngàn dặm, những năm gần đây còn đang không ngừng mở rộng ra, này liền quyết định lộ trình khoảng cách dài, nhất định phải tuyển dụng xe chỉ nam. Hơn nữa xe chỉ nam này có đặc tính vô cùng tốt, đó là có thể ở tầng trời thấp phi hành. Thế nhưng điều động xe chỉ nam cũng nhất định phải có thẻ căn cước lâm thời, như vậy có thể bất cứ lúc nào nắm giữ hướng đi của mỗi một vũ giả trong thành. Lý Vân Tiêu mua một chiếc tốc độ nhanh nhất, xen vào thẻ căn cước lâm thời, liền đột nhiên mở ra hai cái thiết xí, lâm không bay lên, hướng về một phương hướng mà đi. Không trung đâu đâu cũng có xe chỉ nam bay tới bay lui, đều là ở độ cao cách mặt đất 100 mét, cái này cũng là độ cao mà Hồng Nguyệt Thành cho phép xe chỉ nam phi hành. Một khi vượt qua, sẽ có nguy hiểm chết người. Bay thời gian uống cạn chén trà, đi tới một chỗ hẻo lánh,
đã rời xa khu náo nhiệt phồn hoa của Hồng Nguyệt Thành, xung quanh là ruộng tốt, có sơn có hồ, phảng phất một mảnh thế ngoại đào nguyên. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hạ xuống, con mắt ngóng nhìn, một cây đào ở trong gió nhẹ chập chờn, trên cành mở ra chồi non màu trắng, hình chiếu ở trong hồ nước, phảng phất như một khối phỉ thúy điêu ngọc, phát sinh ánh sáng xanh lục ôn hòa. Đào hương nhẹ nhẹ, bồi hồi ở trong gió nhàn nhạt sầu bi, để Lý Vân Tiêu phiền muộn bay xa. Năm ngoái hôm nay trong cửa này, nhân diện đào hoa hồng thắm thắm. Ngày nay không thấy hình bóng cũ, hoa đào như trước cười gió xuân. Hắn nhẹ nhàng ngâm, trực tiếp ngồi ở dưới cây đào, lấy ra hai đàn hoa đào hương tử, độc ẩm, khẽ thở dài. Ta cảm thấy tên rượu này không đúng một chút nào, ta cảm thấy nó phải gọi túy vong sầu. Lý Vân Tiêu giơ một vò lên, một mình uống, uống tràn đầy cô độc, tràn đầy cô quạnh. Là ai? Dĩ nhiên tới cấm địa. Đột nhiên một âm thanh ác liệt ở trên không trung vang lên, như là việc làm hắn cực kỳ oán giận, còn mang theo một chút run rẩy. Một bóng mờ lăng không lấp lóe mà đến, không thấy mặt người liền là trưởng phong cực mạnh, không lưu tình chút nào đập xuống, đế khí ngang dọc, khóa lại một vùng không gian. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, tuy rằng thanh âm kia bởi vì phẫn nộ mà có chút biến hình, nhưng hắn đã nghe ra là ai. Chỉ là, hiện tại tình huống như thế, cảnh còn người mất, làm sao có thể quen biết nhau, đối phương phải như thế nào mới có thể tin tưởng mình. Một khuôn mặt tuyệt mỹ ở trước mắt hắn lướt qua, chỉ là so với trong ký ức nhiều hơn rất nhiều tang thương cùng năm tháng ma ngân. Ai? Lý Vân Tiêu phát sinh một tiếng thở dài, thiên mục trên trán đột nhiên mở ra, lực lượng lôi kiếp bắn mạnh, lập tức đem không gian mà cửu thiên đế khí phong tỏa phá ra một cái khe, cả người thân hóa lôi đình, một ánh sáng màu xanh chớp mắt ngàn mét. Làm cho đối phương một trường thất bại. Người đến biến sắc, nếu như trường lực của mình đánh xuống, vô cùng có khả năng hủy hoại đồ vật bốn phía, thân thể nàng ở trên không trung mạnh mẽ uốn một cái, đem trường lực kia đánh vào hồ nước. Oanh! Một cột nước kinh thiên vọt lên, cao tới mấy trăm mét, sau khi phá nát rơi xuống, phảng phất như thác nước, hơi nước ở trong không khí tản ra. Thác nước rơi xuống hồ như mưa lất pha lất phất, tung bay trên không trung. Một cung trang mỹ phụ lâm không đứng ở bên hồ, sắc mặt nàng lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hàn khí, hai tay kháp ra một cái pháp quyết, một đạo sức mạnh từ trong tay nàng lan ra, hơi nước đầy trời phía sau vì đó ngưng lại, ở trên không trung hóa thành kinh long, xoay quanh ở bên cạnh người nàng. Nàng đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy dưới cây đào, có một vò hoa đào tử, thân thể bỗng nhiên run lên, cả kinh nói. Ngươi là ai? Dầm. Đạo kinh long bích thủy kia trụy xuống, đập vào trong hồ, mở tung, gió nhẹ thổi qua, tia nhỏ như mưa. Lý Vân Tiêu nhìn dung nhan quen thuộc nhưng trở nên tang thương, than khẽ, hắn chỉ tay một cái, kinh phong phá ra, xa xa một đóa lạc diệp phiêu linh toàn vào trong tay, nhẹ nhàng trồng chất, để vào trong miệng thổi lên. Khí tức chấn động ở trên phiến lá, phát sinh tiếng vàng ô ô lanh lảnh, như chim bay lướt nước, chim hoàng oanh ngâm minh, ở trong gió nhẹ, ở dưới hoa đào. Dần dần vang lên. Hai mắt vốn là sát ý lẫm liệt, ở dưới khúc âm cùng hoa đào, dần dần bị một luồng ấm áp trong lòng hòa tan, cung trang mỹ phụ tĩnh tâm nghe mưa phùn, nghe tiếng hoa đào, nghe tiếng hót như có như không, hai người càng là không nói gì. Một luồng sầu bi nhàn nhạt bồi hồi ở trong gió, cảnh tượng trước mắt, kèm theo khinh âm lọt vào tai, lạnh lùng thanh thanh, người thổi thê thê, người nghe cũng thích thích. Một lúc lâu, khúc ngừng. Chỉ có tiếng mưa gió cùng hoa lạc tích tích. Lý Vân Tiêu đưa tay nhẹ nhàng phất, mảnh lạc diệp kia bị gió thổi đi, hắn nhẹ giọng nói. Cùng uống rượu đi. Mỹ phụ đưa tay chộp một cái, đàn hoa đào tử dưới hoa đào thụ bị nàng bỏ nê phong, khẽ nhấp một cái nói. Rượu này là giả, người bị lừa. Lý Vân Tiêu cười nói. Của ta không phải hoa đào tử, này gọi là túy vong sầu. Mỹ phụ tinh tế thưởng thức danh tự này nói. Thế gian nếu thật sự có rượu này, vậy tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Nàng giơ vò rượu lên, thả ra yết hầu uống, tựa hồ uống thập phần vui vẻ. Mỹ phụ nói, nhưng vì sao ta uống không say, cũng vong không được sầu. Vẻ mặt nàng ngẩn ra, dừng một chút, đột nhiên nói. Ngươi cũng biết uống rượu cùng uống nước có gì khác biệt. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra vẻ hồi tưởng, uống một ngụm rượu nói. Ta nghe một vị bằng hữu từng nói, tử càng uống càng nóng, mà thủy là càng uống càng lạnh. Mỹ phụ ngẩn ra,
lập tức Thê Lương nở nụ cười nói. Nhưng vì sao rượu này, ta cũng càng uống càng lạnh. Lý Vân Tiêu đem đàn rượu thả lại dưới hoa đào thụ, nghiêm mặt nói. Bởi vì trái tim của ngươi vẫn lạnh, chưa bao giờ nóng qua. Hoa đào điểm điểm, phục hàm túc vũ, nước chảy nhỏ giọt, hai người nhất thời đối lập không nói gì. Lý Vân Tiêu nói. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết sao người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi. Nhân sinh đều có khuyết điểm, nhưng không thể mê muội ở trong khuyết điểm, như vậy người vĩnh viễn không cách nào trở nên viên mãn. Trong mắt Mỹ Phụ một mảnh thê thê, tự nói. Trái tim của ta, còn có thể viên mãn sao? Có thể. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Chính là bởi vì có sự tồn tại của hắn, tâm ngươi là viên mãn. Nếu như hắn còn sống, cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy. Ta còn nhớ câu nói sau cùng của Mộ Dung Trúc nói với ngươi. Không nên báo thù, không nên oán hận, hài lòng sống tiếp, đây là kỳ vọng cuối cùng của hắn, nhưng ngươi lại làm cho hắn thất vọng rồi. Thân thể Mỹ Phụ cự chiến, trong mắt đầy vẻ phức tạp, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Xem ra ngươi nhất định là hậu đại của cố nhân năm đó ở ngoài Hồng Nguyệt Thành, trên Tử Vân Phong, chỉ không biết trưởng bối của ngươi là vị nào. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến thành hơi có chút quái lạ nói. Có chút phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ. Ta tới nơi đây, chỉ là vì tế bái Mộ Dung Trúc đại ca một thoáng. Mỹ Phụ nói, tâm ý của ngươi ta nhận, bất luận trưởng bối của ngươi là ai, năm đó mấy vị trên Tử Vân Phong đều là bạn tốt năm xưa, thay ta hướng hắn vấn an. Ân, Lý Vân Tiêu khẽ lên tiếng nói, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đi ra trăng khuyết, không lại chìm trong thung lũng, dù sao cõi đời này còn có rất nhiều người quan tâm ngươi. Còn rượu này, ngươi lưu lại chậm rãi thưởng thức đi. Hy vọng nó có thể cho ngươi vong sầu. Lý Vân Tiêu hơi nhìn chăm chú cây hoa đào, liền xoay người rời đi. Mỹ Phụ nhìn thân ảnh của hắn, nhíu mày rơi vào vẻ trầm tư, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là hậu đại cố nhân của ta, nếu như ở Hồng Nguyệt Thành có khó xử, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lý Vân Tiêu dừng bước chân lại, nhẹ nhàng cười nói. Ta xác thực có việc, đợi ta làm không được, sẽ không khách khí với ngươi. Bóng người Lý Vân Tiêu dần dần biến mất ở trước mắt nàng, chỉ có một bài thơ như ẩn như hiện vang lên, truyền vào trong tai nàng. Hợp hoan thú, ly biệt khổ, ở giữa có ngốc nữ. Quân nên có ngữ, miểu vạn dặm tầng mây, ngàn sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng về ai đi. Mỹ Phụ nghe mà nhất thời choáng váng, nhìn cây đào, ở sau trời mưa phùn, những bông hoa nguyên bản vẫn là búp kia, ở dưới trời quang sáng sủa, từng cái tỏa ra, nàng trong lúc nhất thời xem ngây dại. Sư phụ, đột nhiên một nữ âm dễ nghe truyền đến, trên cao có một thân ảnh màu trắng chạy như bay mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Mỹ Phụ. Có thể tự do ở trên Hồng Nguyệt Thành bay lượn, không phải người Hồng Nguyệt Thành, đó là chiếm được Hồng Nguyệt Thành ngầm đồng ý. Một khuôn mặt thanh thuần khả nhân, mang theo nụ cười hoàn mỹ ngây thơ nói. Sư phụ, người đang suy nghĩ cái gì? Nơi này có thể có mưa sao? Thật kỳ quái a. Lúc này Mỹ Phụ mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cười nói. Bất quá là không khí có chút không sạch sẽ, ta thanh tẩy một cái mà thôi. Thanh tẩy. Thiếu nữ quái lạ xoay chuyển con ngươi, rơi vào dưới hoa đào thụ, cả kinh kêu lên. Sư phụ, ngươi làm sao uống rượu? Mỹ Phụ run lên, hừ nói. Uống rượu có gì lạ đâu, sư phụ có hứng thú, uống chút rượu cũng không được sao. Thiếu nữ dùng ngón tay chỉ, cười nói. Vậy làm sao có hai đàn? Sư phụ nhất định sẽ nói mua hai đàn để đó chậm rãi uống, vậy vì sao đều mở ra? Hơn nữa đều bị người uống qua. Mỹ Phụ một thoáng không nói gì, cáu giận nói. Chuyện của sư phụ, người hỏi nhiều làm gì? Ta thích uống mấy đàn liền uống mấy đàn. Thiếu nữ cợt nhả, trực tiếp ôm lấy Mỹ Phụ, sái kiểu nói. Đến cùng có chuyện tốt gì, mau mau nói ra để ta cũng vui, ta rất hiếu kỳ. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho tâm tình của sư phụ chuyển được, ta nhất định phải hướng về hắn học tập một chút, sau đó mỗi ngày chọc sư phụ hài lòng. Giữa hai người không có nửa phần quy củ thầy trò, ngược lại như là một đôi tỉ muội, thân mật không kẽ hở. Trong lòng Mỹ Phụ hơi nổi lên ấm áp, nhớ tới vừa nãy Lý Vân Tiêu nói, dù sao cõi đời này còn có rất nhiều người quan tâm ngươi, chỉ ít đồ nhi này là một người trong đó. Trong lòng nàng có chút hiếu kỳ. Nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt,
làm bộ tức giận, hừ nói. Ai nói sư phó của ngươi tâm tình tốt, chẳng lẽ cho ngươi chút màu sắc, ngươi liền muốn mở phường nhuộm. Thiếu nữ cười nói. Hi hi, sư phụ, nếp nhăn trên mặt ngươi là bán đi ngươi a. Mỗi lần ngươi cười với ta, khóe mắt đều nhăn lại, ta liền biết sư phụ ngươi là giả cười, giả hài lòng. Nhưng hiện tại sư phụ nghiêm mặt với ta, khóe mắt lại không nhìn thấy bất kỳ nếp nhăn, vì lẽ đó ta biết sư phụ ngươi là thật hài lòng. Như băng đã lâu không có nhìn thấy sư phụ hài lòng qua, vì lẽ đó rất muốn biết là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho sư phụ thật sự hài lòng. Thân thể mỹ phụ khẽ run, giơ tay lên vuốt ve hai gò má của mình, sinh ra phiền muộn vô hạn, nhẹ giọng nói. Khóe mắt nhăn sao, xem ra sư phụ xác thực đã già. Nội tâm của nàng không nói ra là hài lòng hay khổ sở, nhưng đồ nhi quan tâm mình như vậy, quan sát nhỏ bé như vậy, chí ít hẳn là nên vui mừng. Có thể, mình hẳn là từ thung lũng đi ra, bất kể là vì mình, hay là người quan tâm bên người mình, cùng với đại ca kỳ vọng đối với mình. Thiếu nữ vừa thấy mỹ phụ phiền muộn, lập tức căng thẳng lo lắng, hai tay loạn vung, vội hỏi. Sư phụ không già một chút nào, là hảo tỷ tỷ của Như Băng nói nhầm rồi. Mỹ phụ trừng nàng một chút, hừ nói. Không lớn không nhỏ, nói đi, lại có chuyện ủy khuất gì. Thiếu nữ không nghe theo Sái Kiều nói. Sư phụ người đây là ý gì, lẽ nào không có chuyện gì liền không thể tới tìm sư phụ. Ta không phải mỗi lần có việc mới đến đi. Thiếu nữ lập tức không vui, quay đầu đi qua, đi tới dưới hoa đào thụ. Đột nhiên nàng hiếu kỳ nghe một thoáng, đem vò rượu mà Lý Vân Tiêu lưu lại trên mặt đất lâm không nhấp lên, liền muốn hướng về trong miệng uống. Mỹ phụ muốn ngăn cản, dù sao đó là một thiếu niên nam tử dùng miệng uống qua, tựa hồ hơi không thích hợp, nhưng đã quá muộn, thiếu nữ đã giơ bình lên ực một hớp. Nàng trong ngày thường uống rượu đều là dùng chén lưu ly tinh tế thưởng thức, chưa từng thô lỗ uống qua như vậy, một thoáng không quen, liền đổ một ngụm lớn, trực tiếp lan cả mặt, nhất thời đầy mặt đỏ chót, kịch liệt ho khan. Sư phụ, đây thật sự là hoa đào tử sao? Làm sao cùng Hồng Nguyệt Thành hoa đào tử của chúng ta cách biệt to lớn như thế? Thiếu nữ chỉ cảm thấy khó uống đến cực điểm, cũng không muốn uống ngụm thứ hai, nàng nhìn nhãn mác trên vò rượu một chút. Xác thực chính là Hồng Nguyệt Thành chính tông hoa đào tử, nhất thời rõ ràng, kêu lên. Ta biết rồi, chúng ta uống là hoa tử, mà rượu này gọi là Nguyệt Thành chính tông hoa đào tử, không phải một loại rượu. Sư phụ, ta nói đúng không? Mỹ phụ nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng như khổ qua, khẽ cười nói. Đều không đúng, rượu này trước đây gọi là Nguyệt Thành chính tông hoa đào tử, nhưng hiện tại nó gọi túy vong sầu, chí ít hai đàn này là gọi như vậy. Túy vong sầu. Thiếu nữ sững sờ, tinh tế thưởng thức danh tự này, cúi đầu nhìn vò rượu trong tay, càng là đặt ở bên mép, lần thứ hai uống. Trong lòng Mỹ phụ run lên, ôn nhu nói. Như băng, lại đang vì việc hôn nhân phiền nhiễu. Thiếu nữ này chính là Khương Như Băng dẫn tới ánh mắt thiên hạ quan tâm mà đến, để Hồng Nguyệt Thành lập tức chật ních tuổi trẻ tuấn kiệt. Nàng uống một trận, lần này có kinh nghiệm uống rượu, uống thuận lợi hơn nhiều. Một hơi thật dài mới thả xuống, cười nói. Sư phụ, rượu này, ta xác thực cảm thấy loại mùi vị vong sầu kia. Đột nhiên Mỹ phụ cảm thấy trong lòng tê dần, vội vã đoạt rượu, ôn nhu nói. Thân là nữ tử Khương gia, có ai hôn nhân đại sự có thể tự mình làm chủ? Không nói Khương gia, dù cho là toàn bộ thiên vũ giới, nữ nhi của những thế lực lớn kia, cái nào không phải vật trao đổi thông gia? Khóe mắt của Khương Như Băng hạ xuống một hàng lệ, sầu thảm nói. Thân là nữ tử Khương gia, tuy rằng cực kỳ vinh quang, nhưng đau khổ trong lòng cũng chỉ có tự mình biết, như vậy cùng heo nuôi lớn đợi làm thịt khác nhau ở chỗ nào. Mỹ phụ lặng lẽ nói. Này là vận mệnh của chư, cũng là vận mệnh của nữ tử chúng ta. Năm đó sư phụ muốn tránh thoát vận mệnh này, hại người mình yêu chết thảm, hổ thẹn cả đời. Nếu như năm đó ta có thể không bướng bỉnh như vậy. Mọi người hết thảy bình thường, Hồng Nguyệt Thành cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Việc năm đó, làm cho nàng rất bi thống. Khương Như Băng vội lau nước mắt nói. Sư phụ xin lỗi, lại để cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Mỹ phụ cười nói. Nói xin lỗi hẳn là sư phụ, qua nhiều năm như vậy cũng làm cho ngươi lo lắng. Khương Như Băng sững sờ, vui vẻ nói. Sư phụ ngươi. Mỹ phụ gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Sau này sư phụ sẽ không bao giờ vắng lặng ở trong bi thống trước kia,
uống túy vong sầu tửu, nên vong ta đều sẽ quên. Ta quyết định trở về. Trên người nàng mơ hồ tỏa ra một luồng uy nghiêm khôn kể, toàn bộ khí chất rực rỡ hẳn lên, có loại phong độ tuyệt đại cường giả. Khương Như Băng có chút khó có thể tin, mở to hai mắt nói. Ta thật sự là kỳ quái, đến cùng là thần thánh phương nào đã tới, liền để sư phụ ngươi lập tức tỉnh táo lại. Chữ Khả Nguyệt khẽ mỉm cười, vuốt khuôn mặt nhỏ bé của Khương Như Băng nói. Công tử khắp thành, thiên hạ tuấn kiệt đều tới đây, có thể có người ngươi thương hay không? Khương Như Băng đỏ mặt lên, cáu giận nói. Đều là chút công tử phong lưu, ỷ vào thế gia hiển hách, cũng không mấy cái có bản lãnh thật sự, ta làm sao có khả năng sẽ yêu thích. Chữ Khả Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nghiêm mặt nói. Như Băng, người cũng đến tuổi kết hôn, không gả đi nữa liền già rồi. Làm nữ tử thế gia tuy rằng câu thúc rất nhiều, nhưng ít ra so với rất nhiều nữ tử bình thường càng tốt, có thể tuyển cái môn đăng hộ đối, thanh thản ổn định giúp chồng dạy con, phú quý thê vinh. Lẽ nào những nữ tử bình thường kia có thể lựa chọn vận mạng của mình sao? Hiện tại Hồng Nguyệt Thành hầu như hội tụ thiên hạ tuấn kiệt, người hẳn là hảo hảo quan sát một chút, chọn một cái thích hợp mình. Nhưng tiền đề nhất định phải là, người này phải có thực lực cường đại, cùng tiềm năng phát triển cực cao, dù cho bối cảnh kém một chút cũng được, bằng không đừng nói cha mẹ ngươi không đồng ý, mặc dù là ta cũng sẽ không đồng ý. Khương Như Băng nhếch miệng hừ nói. Nếu như không tìm được người ta yêu thích, coi như là nháo tung gia tộc, ta cũng tuyệt không xuất giá. Chữ Khả Nguyệt lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói. Ngươi không cần có quá nhiều lo lắng, trước đây sư phụ không quan tâm ngươi. Lần này nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, nếu như ngươi không thích, không ai có thể ép buộc ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải chọn một người yêu thích gả đi. Lần này việc luận võ chọn rể náo động lớn như vậy, nếu như ngươi không thể tuyển ra lang quân mình như ý, ngươi để Hồng Nguyệt Thành kết cuộc như thế nào? Khương Như Băng vội la lên. Sư phụ, người thế này sao lại là giúp ta? Nếu là luận võ chọn rể, vậy dĩ nhiên là phải thắng mới có thể cưới ta, cho dù có người ta vừa ý, không thể thủ thắng lại có ý gì. Hiện tại có tư cách đoạt giải nhất, cái nào không phải Hoa Hoa công tử, hoặc là xấu chết rồi, thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, dựa cả vào trang bị, đan dược, công pháp trong nhà đẩy lên, dứt bỏ những cái này, ngay cả ta cũng đánh không lại. Trong mắt chữ Khả Nguyệt tinh mang lấp lóe, ngâm tiếng nói. Ngươi yên tâm đi tìm, chỉ cần tư chất cùng thực lực không phải quá kém, sư phụ sẽ để hắn thắng. Khoảng thời gian này ta sẽ phái người đem tư liệu của hết thảy cao thủ trẻ tuổi tiến vào Hồng Nguyệt Thành hội tụ lại, ngươi liền hảo hảo tuyển một chút đi. Khương Như Băng còn muốn nói điều gì, lại bị chữ Khả Nguyệt ngăn lại nói. Liền như vậy, ngươi đi về trước chờ tin tức, bây giờ sư phụ sẽ bắt đầu công việc, nhất định sẽ không oan ức ngươi. Nàng đem Khương Như Băng đuổi đi. Liếc mắt nhìn hai vò rượu một cái, lộ ra vẻ cổ quái, tự nói. Tiểu tử này một mặt lão khí hoành thu, sao như ông cụ non, nhưng dưới khuôn mặt non nớt là cảm giác tang thương, đến cùng là hậu bối của vị bằng hữu nào. Tướng mạo cùng thân thủ đều là tốt nhất chi tuyển, mặc dù thực lực ngũ tinh vũ tôn bình thường, nhưng có thể dưới trưởng oai của ta thong dong chạy trốn. Lôi điện thuật kia đúng là có chút giống Bắc Hà Tông thân hóa lôi đình, nếu thật sự là như thế. Này há không phải cùng Khương gia có chút ngọn nguồn sao? Chữ Khả Nguyệt trở nên trầm tư, đột nhiên khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, tự nói. Đợi ta trước tiên đem tư liệu của tiểu tử này thu thập, nhìn Như Băng có thể thích hay không? Thân thể nàng ở dưới hoa đào thụ trở nên càng ngày càng nhạt, cuối cùng rốt cục biến mất, chỉ để lại hai đàn rượu ngon, tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Lý Vân Tiêu cáo từ chữ Khả Nguyệt, liền ngồi xe chỉ nam phi hành trên không trung. Loại xe này vô cùng tiện lợi, phía trên có địa đồ toàn bộ Hồng Nguyệt Thành, chỉ cần tùy ý chỉ tay liền có thể đi tới. Hắn tìm tới phương hướng Vạn Bảo Lâu, trực tiếp chạy như bay. Hồng Nguyệt Thành chính là một trong mấy chủ thành của toàn bộ đại lục, trên căn bản thương hội to to nhỏ nhỏ đều sẽ có phần bộ, càng là có chút tổng bộ thương hội liền trực tiếp thiết lập ở Hồng Nguyệt Thành. Chuyện làm ăn của Vạn Bảo Lâu vô cùng tốt, toàn bộ phòng khách tiêu thụ diện tích có mấy vạn mét. Nhưng vẫn như cũ là nối liền không dứt, không có vẻ rộng rãi một chút nào. Khách quan chào ngài, xin hỏi cần trợ giúp gì không? Một người phục vụ cơ linh tiến lên cố vấn, đồng thời đem Lý Vân Tiêu dẫn dắt qua một bên, để tránh đứng ở trước cửa ảnh hưởng người qua đường. Lý Vân Tiêu sảng khoái nói. Các ngươi có Đông Hải Nguyệt Minh Châu hay không?
Người phục vụ sửng sốt một chút, vội nói. Hàng hóa thực sự quá nhiều, khách quan ngài cần đồ vật để ta đi tìm một chút. Thân là người phục vụ, nhất định phải thuộc lầu mấy ngàn loại hàng hóa, nhưng dù vậy cũng không phải cái gì cũng có thể nhớ, còn có lượng lớn đồ vật ít lưu ý không cách nào biết được. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, vật này vốn là khá hiếm. Bất quá hắn cũng không hy vọng người phục vụ này có thể tìm tới, chỉ muốn gặp người phụ trách của bọn họ ở Hồng Nguyệt Thành một chút, như vậy mới có thể đạt được, chỉ là ngươi trực tiếp đưa ra muốn gặp phụ trách, đối phương căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi là đến mua một bộ huyền khí. Đột nhiên một nam tử gần tới, con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhỏ giọng thầm thì nói. Ta là Bạo Long Thương Hội. Chúng ta có một bộ đồ giống nhau như đúc, giá trị chỉ cần một nửa của vạn bảo lâu liền có thể, giá cả nhất cấp huyền khí, phẩm chất huyền khí cấp 9, tuyệt đối siêu trị. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, thần thức hắn mạnh, đã sớm phát hiện trong đại sảnh có không ít người trao đổi gì đó, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu nói. Các ngươi nói tới một bộ, chỉ là cái gì? Nam tử kia sững sờ, lại đánh giá Lý Vân Tiêu một thoáng, không tin nói. Ngài không biết cái này. Đừng nói với ta ngài không muốn tham gia luận võ chọn rể của Khương Nhị Tiểu Thư A. Ngài không cần sợ, muốn liền lớn tiếng nói ra, nam nhân nào không muốn, chỉ là không dám mà thôi. Thế nhưng có bộ đồ tất thắng của Bạo Long Thương Hội chúng ta, tất cả những thứ này sẽ không còn là nan đề. Hắn lấy ra một quyển sách nhỏ, trên đó viết hai chữ lớn tất thắng, từng cái mở ra, giải thích. Tất thắng bộ đồ của Bạo Long Thương Hội chúng ta chia làm ba cấp bậc. Bao quát binh khí, áo giáp, mũ giáp, bao cổ tay, bao đầu gối, hộ đùi, còn có một đôi giới chỉ tăng cường lực lượng cùng nhanh nhẹn, cùng với dây chuyền tăng cường các loại thuộc tính, lại phối hợp 10 viên đan dược cùng cấp bậc, một bộ 6 trang phân biệt có 5, 6, 7, 3 cấp không ngang nhau, binh khí có thể căn cứ ngài cần, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra, mua một bộ, là ngài phân biệt giảm tiêu 6 phần 10 tiền tài. Hầu như làm lợi một nửa. Nam tử kia nháy mắt. Cười gian nói. Kha kha, có bộ trang bị này, muốn không lấy Khương gia nhị tiểu thư cũng khó a. Đùng. Tên nam tử kia đang ra sức chào hàng, trên bả vai bị người vỗ một cái thật mạnh, chỉ thấy hộ vệ vạn bảo lâu một tay tóm lấy sách trong tay hắn, nhìn xuống, hừ lạnh nói. Lại là hỗn đãn tới kéo khách hàng vạn bảo lâu ta, kéo ra ngoài đánh chết chôn ở hậu viện, dưỡng trà. A, không muốn a đại nhân, tha mạng a. Ta cũng không dám nữa. Đại nhân, tên nam tử kia cả người run lên, liều mạng cầu xin tha thứ, liền bị vài tên vũ giả đánh ngất kéo đi ra ngoài. Tên hộ vệ kia cho Lý Vân Tiêu một cái mỉm cười, nói. Khách quan tuyệt đối không nên rút lui, hiện tại các đại thương hội đều đẩy ra vũ đài sáo trang của mình, nhưng muốn tất thắng, còn phải lựa chọn vương giả bộ đồ của vạn bảo lâu chúng ta, phẩm chất tương tự chúng ta so giá cả tương tự chúng ta so phẩm chất. Giá cả phẩm chất tương tự chúng ta so phục vụ, nói chung một câu nói, để ngài mua yên tâm, dùng thư thái, ngươi thỏa mãn là theo đuổi to lớn nhất của chúng ta. Lý Vân Tiêu bạo hãn, ngượng ngùng nói. Ta không mua sáo trang, vừa nãy người kia bất quá là chào hàng một thoáng mà thôi, không cần đánh chết nuôi trà chứ. Hắn biết Hồng Nguyệt Thành sản xuất một loại huyết trà, chính là dùng máu vũ giả đúc thành, đồng thời thực lực vũ giả càng cường đại, dưỡng ra huyết trà càng ngon miệng. Chính là chân phẩm muôn vàn khó thấy, là một trong tam đại tuyệt trà. Hừ, tên hộ vệ kia hừ lạnh một tiếng nói. Thương trường như chiến trường, người thương hội khác dám đến chỗ chúng ta kiếm khách, chính là muốn đoạn tài lộ của chúng ta. Đoạn người tài lộ, không khác nào giết cha mẹ người. Hắn muốn giết cha mẹ của chúng ta, dùng máu của hắn đúc lá trà xem như là tiện nghi hắn, nếu người vạn bảo lâu chúng ta đi thương hội khác kiếm khách, kết quả cũng sẽ là như thế. Lý Vân Tiêu nghe mà một trận ngạc nhiên, xem ra không chỉ trong vũ đạo, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có lợi ích, sẽ có phân tranh, chính là giang hồ. Hộ vệ kia lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói. Khách quan ngài chậm rãi chọn, đồ vật của vạn bảo lâu tuyệt đối là tốt nhất, sẽ không có một trong. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tự mình đi tìm, trên căn bản một nhóm khách nhân vào, đều sẽ có một tên phục vụ tiến lên nghênh tiếp. Thái độ phục vụ tự nhiên không cần nói. Tên phục vụ lúc trước kia rất nhanh liền trở về, cầm một quyển sổ sách nói. Khách quan người xem, lúc trước ở Hải Thiên Trấn có 3 viên chữ hàng, nhưng đáng tiếc có người cầu mua, ở mấy tháng trước liền điều đi,
bị người mua, bây giờ toàn bộ Đông Vực không còn chữ hàng. Hệ thống tiêu thụ cùng hậu cần của Vạn Bảo Lâu là nhất lưu khắp thiên hạ, Lý Vân Tiêu hướng sổ sách này nhìn tới, chỉ thấy trên một cột ghi chú cuối cùng tựa hồ còn có tin tức, nhưng đáng tiếc bị người phục vụ này dùng tay chặn lại rồi. Lý Vân Tiêu nói, có thể đem tin tức mua người nói cho ta hay không? Hạt châu này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Người phục vụ vội vàng khép lại sổ sách, cười làm lành nói. Khách mời xin lỗi, chúng ta nhất định phải thay mỗi một vị khách hàng bảo mật tin tức. Hừm, nếu như ta ra giá cao mua tin tức này. Lý Vân Tiêu không cam lòng hỏi. Người phục vụ nở nụ cười nói. Lại cao hơn cũng không mua được tín dự của Vạn Bảo Lâu. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ nói. Ta muốn mua lượng lớn loại Minh Nguyệt Châu này, chẳng biết có thể gặp người phụ trách Đông Vực của quý phái không? Người phục vụ nhẹ nhàng cười nói. Chuyện này thực sự xin lỗi, đại trưởng quỹ của chúng ta rất bận, ngài cần có thể dự chi một ít tiền đặt cọc, lưu lại địa chỉ, sau khi chúng ta có hàng sẽ phái người đến thông báo ngươi. Lý Vân Tiêu biết đây là chối từ, đại trưởng quỹ gì kia nói không chắc giờ khắc này đang uống rượu đây này, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Nếu hiện nay toàn bộ Đông Vực không có Đông Hải Nguyệt Minh Châu, sợ là trong thời gian ngắn cũng không khả năng có. Hắn liền cáo từ, dự định tìm những thương hội xếp hạng cao chạy một lần. Liên tục chạy hơn 10 nhà, dĩ nhiên bị người thu mua đi toàn bộ, hơn nữa đối với tin tức người mua đều giữ kín như bưng. Rốt cục ở một thương hội khá nhỏ hỏi thăm được chút tin tức. 50 nạn nguyên thạch, ngươi cho là tín dự của thương hội chúng ta chỉ trị giá 50 vạn. 1 triệu, được thì nói, không được liền biến. Chuyện này, lại thêm chút đi. 2 triệu, một tay giao tiền, một tay cho tin tức. Lúc này Lý Vân Tiêu lấy ra 200 vạn nguyên thạch, người phục vụ kia đại hỉ, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Cầu mua Đông Hải Nguyệt Minh Châu này, chính là nha hoàn Tiểu Mai của Khương gia đương nhiệm chủ mẫu. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm túc nói. Ngươi chắc chắn chứ? Khà khà. Người phục vụ kia che miệng lại cười trộm nói. Ta làm sao không xác định, Tiểu Mai này cùng trưởng quỹ chúng ta là có một chân, cha cha, ngươi chưa từng thấy dáng dấp Tiểu Mai này, rất xinh đẹp, mỗi lần nhìn mà lòng ta ngứa ngáy khó nhịn a, thật không biết trưởng quỹ chúng ta tu mấy đời, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được người này vẫn chưa nói chuyện, chỉ là trên lông mày lộ ra mấy phần sầu lo, trầm tư nói, từ những thương hội chạy qua đến xem. Chỉ ít cũng bị thu mua 8 viên, hơn nữa là cũng một lúc, này tất nhiên là Khương gia nữ chủ không thể nghi ngờ, nếu thật sự ở trong tay nữ chủ nhân Khương gia vậy thì phiền phức. Lẽ nào ta thật sự phải đi tìm Khả Nguyệt hỗ trợ? Tạm thời không ai nhìn ra thân phận ta, cho dù Khả Nguyệt đứng ra, cũng chưa chắc có thể lấy được. Hắn đang thất thần trầm tư, đột nhiên một thanh âm quen thuộc lọt vào tai nói. Ông chủ, sáo trang cấp 6 của các ngươi bao nhiêu tiền? Ai nha, ngài có thể coi là đến đúng chỗ, toàn bộ sáo trang cấp 6 của Hồng Nguyệt Thành, chúng ta nói đệ nhị tiện nghi, tuyệt sẽ không có người dám nói đệ nhất. Tên phục vụ kia cũng mặc kệ Lý Vân Tiêu, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, một thanh sam nam tử đang ở trong cửa hàng đánh giá, chuyện làm ăn nơi đây so với những đại thương hội kia thì kém quá nhiều. Loại tiểu điếm này muốn cạnh tranh sinh tồn được, cũng chỉ có thể tăng cao phục vụ cùng xuống giá. A, à, là ngươi. Thanh sam nam tử chính là tên lúc trước hướng về Lý Vân Tiêu bán 3 bản tán gái bí tịch kia, hai người vừa thấy, hắn lập tức có vẻ hơi lúng túng, ngượng ngùng cười nói. Ha ha, Hồng Nguyệt Thành thật nhỏ, thực sự là quả đất tròn a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu kéo xuống, lạnh lùng nói. Ngươi lừa nguyên thạch của ta. Chuyện này làm sao có thể nói lừa gạt đây? Thanh sam nam tử oan uổng kêu lên. Ta có ép buộc ngươi mua sao? Con người của hắn đảo một vòng, cười nói. Đúng rồi, ta dẫn người đi một chỗ tốt, bảo đảm cho ngươi luận võ chọn rể tỷ lệ thắng muốn cao hơn một bậc. Hắn không nói lời gì, lôi kéo Lý Vân Tiêu chạy ra ngoài, cũng không để ý người phục vụ ở sau lưng liều mạng kêu gào. Hai người ở trong thành lấy tốc độ cực nhanh chạy vội, đến trước một tiểu viện, thanh sam nam tử rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nói. Không nhìn ra thực lực của ngươi chỉ là ngũ tinh vũ tông. Nội tình lại rất thâm hậu, đuổi theo bước tiến của ta ngay cả hô hấp cũng không gấp một thoáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.